Mã siêu thở vào nhẹ nhóm, lúc này mỗi người thượng quan nhu và đoàn vô nhai đều có hai cao thủ thần cảnh đi theo, tức là tổng cộng có 6 cao thủ thần cảnh bảo vệ người nhà của Dương Thanh. Đội ngũ này đã vượt qua bất kỳ một hoàng tộc nào, trừ khi các gia tộc võ thuật lánh đời ra mặt, nếu không thì không một ai có thể thương tổn đến người thân của Dương Thanh. Tân Thanh Tâm không ở lại lâu hơn, biết Dương Thanh đã đến chiến vực làm nhiệm vụ thì dẫn tiêu tiêu đi. Thượng Quan Nhu là phụ nữ duy nhất trong sáu cao thủ thần cảnh ở đây nên cũng cùng trở về dinh thự vân phong với cô. Ông đoàn, sau này làm phiền ông rồi. Sau khi Thượng Quan Nhu và Tân Thanh Tâm đi, mã siêu nặng nề lên tiếng. Đoàn vô nhai gật đầu, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều, nếu như cậu không chê thì có thể gọi tôi là cấn đoàn. Đoàn vô nhai gật đầu, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều, nếu như cậu không chê thì có thể gọi tôi là chú đoàn chú đoàn bị hiệp hội võ thuật và những hoàng tộc khác gây sức ép mà vấn bảng lòng đứng về phía anh thanh chúng cháu vô cùng biết ơn sao dám chê chứ mã siêu cười nói chú đoàn cứ gọi cháu là siêu được rồi ạt nghe anh ta đổi cách xưng hô đoàn vô nhai khẽ mỉm cười sau đó nghiêm túc nhìn về phía phòng khám ái dân trầm giọng nói không biết lúc nào cậu thanh mới tỉnh lại mã siêu cũng vô cùng sốt ruột tuy vậy vẫn đặt niềm tin vào dương thanh anh thanh nhất định sẽ không sao siêu Cháu có biết chuyện gì đã xảy ra với Hoa Anh Kiệt không?" Đoàn Vô Nhai đột nhiên nghiêm giọng hỏi. Lúc đó Hoa Anh Kiệt thình lình bộc phát ra sức chiến đấu vượt xa thực lực thần cảnh đỉnh phong của mình, rõ ràng là đã mất kiểm soát. Đoàn Vô Nhai vẫn luôn thắc mắc về điều này. Có thân phận lớn như thế nhưng ông ta chưa từng nghe nói ai có thể bộc phát ra thực lực ngang ngửa cao thủ siêu phàm cảnh trong khi vẫn còn ở thần cảnh đỉnh phong. Mã Siêu thoáng ngộ ra điều gì, trước đây Dương Thanh uống liều thuốc hoàn mỹ cũng có biểu hiện như vậy. Chẳng qua sau cùng anh vẫn lấy lại được lý trí. Có lẽ trong những năm ở nước ngoài, lão ta lấy được loại thuốc gì có thể làm tăng thực lực nhưng có tác dụng phụ rất lớn. Sau một lúc im lặng, anh ta trả lời: "Nếu Liều Thuốc Hoàn Mỹ bị bại lộ sẽ làm Dương Thanh bị liên lụy. Dù sao Đoàn Vô Nhai cũng là người thừa kế hoàng tộc họ Đoàn, không ai có thể cam đoan liệu ông ta có âm mưu gì với Dương Thanh sau khi biết được sự tồn tại của Liều Thuốc Hoàn Mỹ hay không. Nhất quyết không được hại người khác." nhưng lòng đề phòng cũng phải có. Bây giờ Dương Thanh sống chết chưa rõ, Mã Siêu cũng bị thương nặng, trong khi đó đoàn vô nhai là một cao thủ có thể so với thần cảnh đỉnh phong, nếu có ác ý thì anh ta không cách nào ngăn cản được. Đoàn vô nhai không nghĩ ngờ gì về lời nói của Mã Siêu, quả thật những năm qua hiệp hội võ thuật liên tục mở rộng quy mô ở nước ngoài, trong khi đó ở Chiêu Châu chỉ có một chỉ hội mà thôi. Thế giới rộng lớn, không bao giờ thiếu cái lạ, Hoa Anh Kiệt là hội trưởng của hiệp hội võ thuật, lấy được loại thuốc cưỡng chế tăng mạnh thực lực cũng không phải là không thể. Chỉ là, sau cuộc chiến thì cậu Thanh bị thương nặng đến thế, còn Hoa Anh Kiệt thì sao? Tại sao không tìm ra được tung tích của ông ta? Đoàn Vô Nhai trầm trọng hỏi. Mã Siêu cũng vô cùng sốt ruột, lắc đầu, mong là lão ta đã chết. Cùng lúc đó, tại một căn cứ ngầm ở ngoài Ô Yến Đô, trên bàn thí nghiệm có một người đầy máu đang nằm nếu như Mã Siêu và đoàn vô nhai đều ở đây sẽ nhận ra người này chính là Hoa Anh Kiệt. Trên người lão ta cảm đầy ống dẫn núi đến đủ loại thiết bị. Một bác sĩ trung niên mặc áo blau trắng đang ngồi trước các thiết bị, kích động nhìn chăm chăm số liệu trên màn hình. Ngay lúc này, Hoa Anh Kiệt đang bị trói trên bàn thí nghiệm mở tròn mắt, điên cuồng giấy ruộng, đôi mắt đỏ ngầu đầy cuồng loạn. Sắc sắc sắc, Hoa Anh Kiệt vùng vẫy quá dữ dội nên cái cuồng hợp kim đang trói tay chân lão ta nháy mắt bị với Hoa Anh Kiệt đang hôn mê, không rõ sống chết thế nào lại đột nhiên giấy rủa kịch liệt làm cho những người trong phòng thí nghiệm giật cả mình black doctor chúng ta phải rời khỏi đây thôi quá nguy hiểm một bác sĩ trẻ mặc blau trắng nói với người trung niên cầm đầu người trung niên này chính là black doctor vẻ hưng phấn thể hiện rất rõ trên khuôn mặt ông ta hai mắt thì nhìn chằm chằm hoa anh kiệt đang hóa rồ kích động nói đây chính là tác phẩm xuất sắc nhất của tôi black doctor vừa dứt lời thì hoa anh kiệt lao về phía ông ta Black Doctor dậm chân xuống đất, nháy mắt xuất hiện trước mặt lão ta và tung một cú đấm. Bốp! Một tiếng thật lớn vang lên. Hoa Anh Kiệt bị đánh cho lùi lại mấy bước. Ha ha, tuyệt vời! Black Doctor cười phá lên, tiếp tục nhảy đến gần lão ta. Bốp bốp bốp! Trong sự ngỡ ngàng của các bác sĩ mặc áo blau trắng trong phòng nghiên cứu khoa học, Black Doctor chủ động lao vào đánh với Hoa Anh Kiệt. Đám chuyên viên nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên, Black Doctor lợi hại thế sao? Các thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học đều nhận thấy thực lực lúc này của Hoa Anh Kiệt đã vượt trên thần cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, hiện giờ lão ta tương đương với một cao thủ siêu phàm cảnh sơ kỳ trong truyền thuyết, nếu ở bên ngoài thì không ai có thể chống lại Hoa Anh Kiệt, ngoại trừ gia tộc cổ võ. Nhưng đám chuyên viên tiếc một điều rằng Hoa Anh Kiệt lại mất đi ý thức, dự án nghiên cứu khoa học mà họ đang thực hiện chính là nghĩ cách khống chế lão ta. Dự án thí nghiệm này đã kéo dài được nhiều năm, bọn họ cũng đã thất bại vô số lần gần như mọi đối tượng thí nghiệm đều không thoát được kết cục mất lý trí rồi nổ tanh bành nhưng hoa anh kiệt là thí nghiệm thành công nhất từ trước đến nay của nhóm nghiên cứu khoa học bọn họ hoa anh kiệt không những không bị nổ tan xác mà còn có thể duy trì trạng thái cuồng bạo như vậy nhiệm vụ tiếp theo chính là nghĩ cách khống chế lão ta đương nhiên dương thanh không phải đối tượng của họ những nhóm nghiên cứu dưới chứng black doctor phân bố rộng rãi trên toàn thế giới những chuyên viên ở đây chỉ là một trong số những nhóm nghiên cứu ấy Dừng lại. Black Doctor đột nhiên quát. Ai cũng giật mình, Hoa Anh Kiệt còn đang vô cùng cuồng bạo thế mà dừng tấn công thật, ánh mắt cũng đỡ đẫn. Vung quyền. Black Doctor tiếp tục ra lệnh. Vút. Hoa Anh Kiệt quả nhiên vung năm đấm. Tiến lên phía trước ba bước. Ông ta kích động, lại đưa ra mệnh lệnh. Hoa Anh Kiệt vẫn làm theo. Tiếp đó, Black Doctor tiếp tục yêu cầu Hoa Anh Kiệt làm theo lệnh của mình, lần nào lão ta cũng tuân theo giam giáp. Thế, thế là thành công rồi à? Các thành viên trong nhóm nghiên cứu ngỡ ngàng. Vừa rồi Hoa Anh Kiệt nổi điên, Black Doctor thì chủ động tiến lên đánh nhau với lão ta, họ còn tưởng là thí nghiệm sắp thất bại. Nhưng bây giờ, họ mừng rỡ nhận ra Hoa Anh Kiệt tuân theo mọi mệnh lệnh của Black Doctor. Ha ha, quá tuyệt, cuối cùng cũng thành công. Black Doctor kích động cười phá lên. Cho đến lúc này, các chuyên viên nghiên cứu mới tiêu hóa được sự thật thí nghiệm này đã thành công. Black Doctor thật tốt quá, nhiều năm nỗ lực của chúng ta cuối cùng cũng không bị uổng phí, chúng ta đã chờ được ngày này rồi. Các chuyên viên nghiên cứu khoa học vui mừng khôn xiết. Hoa Anh Kiệt, giết sạch bọn nó cho tôi. Đang lúc những người này phấn khởi thì Black Doctor đột nhiên đưa ra mệnh lệnh mới. Phút phút phút, Hoa Anh Kiệt xông về phía những chuyên viên tay không tất sắt kia, điên cuồng chém giết hiện giờ lão ta đã trở thành cao thủ siêu phàm cảnh sơ kỳ, chỉ cần dậm chân một cái là năm chuyên viên nghiên cứu khoa học ngã trong vũng máu chỉ trong nháy mắt. Bọn họ còn không có cả cơ hội để phản ứng, cứ thế mà chết trong tay hoa anh kiệt. Mình đúng là thiên tài mày Black Doctor kích động lẩm bẩm từ nay về sau, mình cũng có cấp dưới là cao thủ siêu phàm cảnh rồi. Tiếc là Dương Thanh này xem như thí nghiệm thất bại rồi. Đối với Black Doctor, tiêu chuẩn cho một thí nghiệm thành công chỉ có một đó chính là đối tượng thí nghiệm chỉ tuân theo mệnh lệnh của ông ta hoa anh kiệt là thí nghiệm thành công đầu tiên còn dương thanh thì nhiều nhất chỉ có thể xem là gần đạt đến mà thôi phải chờ đến khi anh cũng nghe lời ông ta mới xem như thành công nhưng black doctor không hề sốt ruột mà trái lại trong lòng còn rất mong đợi nếu dương thanh uống liều thuốc hoàn mỹ rồi mà không xảy ra hiện tượng nổ tan xác thậm chí còn có thể tỉnh táo trở lại thì chứng tỏ anh có thiên phú võ thuật mạnh hơn ngay cả Liêu Thuốc Hoàn Mỹ cũng không thể khai thác toàn bộ tiềm lực của anh. Như vậy thì cứ tiếp tục cho Dương Thanh không gian trưởng thành, anh càng mạnh, thực lực sau khi thí nghiệm thành công sẽ càng cao. Giống như Hoa Anh Kiệt vậy, siêu phàm cảnh sơ kỳ chính là trạng thái mạnh nhất của lão ta nên cho dù có làm thí nghiệm thì thực lực vẫn chỉ nằm ở mức siêu phàm cảnh sơ kỳ. Nhưng Dương Thanh lại khác, anh vẫn có thể trở nên mạnh hơn, nếu một ngày nào đó Dương Thanh đột phá đến siêu phàm cảnh đỉnh phong thì nếu thí nghiệm thành công Black Doctor sẽ khống chế được thêm một cao thủ siêu phàm cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, tại hoàng tộc Họ Long, Long Khoa chỉ dẫn một cao thủ thần cảnh trở lại gia tộc của mình. Biết được cao thủ thần cảnh hậu kỳ kia bị Dương Thanh giết rất dễ dàng, Long Hoàng cực kỳ sửng sốt. Con nói cái gì, Dương Thanh giết hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ cùng một lúc sao? Long Hoàng giật mình hỏi. Long Khoa sợ hãi quỷ dưới đất, vội vã gật đầu báo cáo, thưa bố, con nói thật 100% các cao thủ của bốn hoàng tộc lớn ở chiêu châu đều tận mắt nhìn thấy thưa long hoàng điện hạ nói thật đấy ạ dương thanh thật sự giết hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ cùng một lúc thậm chí ngay cả hoa anh kiệt có thực lực thần cảnh đỉnh phong cũng thua cậu ta không biết còn sống hay đã chết cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ long còn sống sót kia mau chóng giải thích nếu bố không tin thì cứ hỏi diệp sung của hoàng tộc họ diệp đi ạ cậu ta cũng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đớ long khoa suất sáng nói Long Hoàng không trả lời nhưng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ngoài ra còn có sự lo âu. Kể cả lão ta cũng không dám nói có thể giết hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ chỉ trong một đòn, thế mà Dương Thanh lại làm được. Điều này quá khó tin với Long Hoàng, một người mới có 28 tuổi có thể mạnh đến mức độ này sao? Vậy chẳng phải có nghĩa lão ta mà đích thân tới cũng chưa chắc là đối thủ của Dương Thanh. Ngoài ra, còn còn một chuyện muốn báo cáo với bố. Long Khoa đột nhiên lên tiếng sự sợ hãi hiện lên trong mắt. Nói đi, Long Hoàng nhíu mày đáp. Thưa bố, trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, người của hoàng tộc họ Long chúng ta muốn ám sát người thừa kế đoàn vô nhai của hoàng tộc họ đoàn nhưng thất bại. Đoàn vô nhai tuyên bố hoàng tộc họ đoàn sẽ khai chiến với chúng ta Long Khoa nơm nớp lo sợ nói. Bịch, Long Khoa vừa dứt lời thì bị Long Hoàng điên tiết đá bay. Khốn nạn, mày muốn chết có phải không? Lão ta giận dữ quát, chúng mày đúng là to gan, Người thừa kế hoàng tộc họ Đoàn mà cũng dám giết à? Mày có biết người thừa kế của một hoàng tộc có ý nghĩa là gì không? Là chủ hoàng tộc, hoàng chủ tương lai. Dám giết hoàng chủ tương lai, mày không phải muốn chết thì là gì? Long Khoa bị dọa sợ mất mật, người run lẩy bẩy, "Bố, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi, xin bố cho con một cơ hội nữa, con nhất định sẽ không làm bố thất vọng đâu." "Cho mày thêm một cơ hội nữa." Long Hoàng nhìn Long Khoa từ trên cao xuống, cười khẩy bây giờ mày hãy cầu nguyện hoàng tộc họ đoàn bỏ ý định khai chiến với hoàng tộc họ Long chúng ta đi. Nếu không, tao không ngại giao mày ra để làm dịu cơn giận của họ đâu. Câu nói này của lão ta làm cho Long Khoa sụi lơ ngồi phịch xuống đất, nếu bị đem giao cho hoàng tộc họ đoàn thật thì ông ta không còn đường sống nữa. Bố, đừng giao con cho hoàng tộc họ đoàn mà, đoàn vô nhai sẽ giết con mất. Bố à, xin bố hãy cứu cân nồ Long Khoa quỳ dạp dưới đất, mặt mày tái mét, vừa khóc vừa cầu xin dẫn xuống đi nhốt nó vào phòng long hoàng phất tay hai cao thủ thần cảnh tiến lên kéo ông ta ra ngoài chẳng mấy chốc trong căn phòng chỉ còn lại long hoàng và một ông lão lưng còng long hoàng định giao điện hạ cho hoàng tộc họ đoàn thật sao ông lão nặng nề hỏi đôi mắt ánh lên sự sắc bén long hoàng hít mắt nói tôi chỉ đang dạy cái thăng chẳng ra gì đó một bài học mà thôi cho dù hoàng tộc họ đoàn muốn đòi một lời giải thích thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đổ mọi thứ lên đầu cao thủ đã bị giết kia. Nếu tôi giao Long Khoa ra thật thì sau này còn mặt mũi nào để gặp ba hoàng tộc khác nữa? Ông lão gật đầu, nếu người điện hạ muốn giết là cao thủ thần cảnh bình thường của hoàng tộc họ đoàn thì đã không vấn đề gì, đằng này lại muốn giết đoàn vô nhai, thật là hết nói nổi. Tôi nghe nói thực lực của đoàn vô nhai đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ, cũng là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất hoàng tộc họ Đoàn, rất được Đoàn hoàng xem trọng. Có người nói Đoàn Vô Nhai đã được Đoàn hoàng cam kết sẽ truyền ngôi của mình nếu đột phá đến thần cảnh đỉnh phong nữa. Điều tôi đang lo lắng là cho dù hoàng tộc họ Đoàn có thể tạm thời không truy cứu, nhưng một khi Đoàn Vô Nhai đột phá thần cảnh đỉnh phong thì hoàng tộc này sẽ có đến hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong, họ mà gây khó dễ thì chúng ta sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Long hoàng nhíu mày, rõ ràng cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này ông muốn nói cái gì lão ta lạnh giọng hỏi ông lão trả lời dương thanh có thể đồng thời giết hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ chứng tỏ thực lực của cậu ta cũng ở thần cảnh đỉnh phong nếu chúng ta có thể hàn gắn mối quan hệ giữa hoàng tộc họ long và dương thanh thì không cần phải sợ hãi khi đối mặt với hoàng tộc họ đoàn nữa long hoàng im lặng dáng vẻ như đang suy ngẫm vừa rồi long khoa chưa kịp nói toàn bộ sự việc xảy ra trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô nên lão ta không hề biết hôm nay đoàn vô nhai đã kết bạn được với dương thanh ông muốn để long tường ra tay long hoàng lại hỏi ông lão lắc đầu để có hiệu quả tốt hơn thì nên để long thiên vũ điện hạ ra mặt tôi nghe nói điện hạ và dương thanh đã không còn đối đầu với nhau nữa cậu ấy còn được phòng khám ái dân chữa bệnh cơ mà long tường điện hạ là bố của long thiên vũ điện hạ nếu bây giờ ngài quyết định lập Long Tường Điện hạ là Long hoàng tương lai thì Long Thiên Vũ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho hoàng tộc ta. Khi đó, chúng ta không cần tốn công mà đã có thể dùng cậu ấy làm trung gian để tiến tới mối quan hệ tốt đẹp hơn với Dương Thanh. Nghe ông lão nói vậy, cuối cùng Long hoàng cũng nở nụ cười, "Được, làm theo lời ông đi. Truyền lệnh cho Long Tường đến gặp tôi ngay bây giờ. Còn nữa, thông báo lễ chọn ra người thừa kế tiếp theo của Long hoàng sẽ được tổ chức vào sáng sớm ngày mai." Rõ ông lão nhận lệnh, xoay người đi. Một bên khác, tại phòng khám ái dân ở Yến Đô, Chiêu Châu. Phùng Tiểu Uyển vẫn đang chữa trị cho Dương Thanh, quá trình chữa trị đã kéo dài tròn 4 giờ, sắc trời đã tối đen nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Siêu, lâu quá, sao cậu Thanh vẫn chưa tỉnh lại? Ở ngoài phòng khám ái dân, đoàn vô nhai căng thẳng hỏi. Sắc mặt mã siêu cũng rất khó coi, tuy rất sốt ruột nhưng vẫn kiên định nói, anh Thanh nhất định sẽ không sao đâu ải thời gian từ từ trôi qua, từ đầu đến cuối Mã Siêu và đoàn vô nhai luôn canh giữ trước phòng khám chờ đợi tin tức của Dương Thanh. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối thì cửa phòng khám mới được mở, Phùng Tiểu Uyển mệt mỏi đi ra. Tiểu Uyển, anh Thanh sao rồi? Mã Siêu vội vàng tiến lên hỏi. Nét mặt Phùng Tiểu Uyển tái xanh trông rất yếu ớt, hai mắt cô ta đỏ hoe, khế lắc đầu. Em chỉ có thể giúp ổn định lại thương thế, bảo đảm nền tảng võ thuật của anh Thanh sẽ không bị hư tổn thôi, còn khi nào anh ấy tỉnh lại được thì em không dám chắc. Lời nói của Phùng Tiểu Uyển làm cho Mã Siêu tái mặt, ý em là, em không biết khi nào anh Thanh mới tỉnh lại được ư? Có thể lát nữa anh ấy sẽ tỉnh, có khi lâu hơn, hoặc 10 ngày nửa tháng nữa anh ấy cũng không tỉnh, thậm chí mấy năm nữa anh ấy cũng còn hôn mê. Anh ta run rẩy chất phấn. Phùng Tiểu Uyển không kìm được xúc động, nước mắt rơi lã chã xuống đất. Tuy không trả lời câu hỏi nhưng phản ứng của cô ta đã cho thấy Mã Siêu đoán đúng. Không, không thể nào, sao anh Thanh lại bị thương nặng như thế chứ? Mã Siêu lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, hoàn toàn không tin, tiểu huyền, em lại trêu anh, rồi đúng không? Lát nữa anh Thanh sẽ tỉnh, nếu không thì chỉ kéo dài đến ngày mai là cùng thôi đúng không? Mã Siêu vô cùng kích động. Càng nói, nước mắt càng chảy ra. Phùng tiểu Uyển chỉ khóc, không đáp một lời. Dù không muốn chấp nhận điều này nhưng sự thật nằm ở đó, cô ta đã dùng hết mọi cách, chữa hết được toàn bộ vết thương trên người Dương Thanh nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Chưa bao giờ Phùng Tiểu Uyển gặp phải tình huống như hôm nay cả. "Siêu, cháu bình tĩnh chút đi." Đoàn Vô Nhai lên tiếng, nghiêm túc nói, thần y nhỏ chỉ nói không thể chắc chắn cậu Thanh sẽ tỉnh vào lúc nào thôi chứ không nói cậu ấy không tỉnh lại được nữa. Bây giờ không phải lúc để hốt hoảng, chúng ta có thể cân nhắc đến việc tìm những thần y khác đến xem cho cậu Thanh nếu cháu tin chú thì có thể đưa cậu ấy đến hoàng tộc họ đoàn của chú thử xem ở đó cũng có thần y có thể sẽ có cách cho cậu ấy sớm tỉnh lại cũng không chừng lời của đoàn vô nhai khiến mã siêu nhanh chóng bình tĩnh trở lại anh ta nhìn đoàn vô nhai một lúc lâu sau đó mới cất lời cháu tin tưởng được chú nhưng không thể tin tưởng hoàng tộc họ đoàn đoàn vô nhai lập tức im lặng đương nhiên ông ta hiểu tình anh em giữa mã siêu và dương thanh sâu nặng bao nhiêu bây giờ dương thanh hôn mê bất tỉnh có thể tỉnh lại hay không cũng không thể đoán trước được. Nếu ông ta đưa Dương Thanh đến hoàng tộc họ Đoàn, ai có thể đảm bảo thần y của hoàng tộc họ Đoàn chịu ra tay cứu giúp hay không? Cho dù chịu, Đoàn hoàng sẽ đồng ý sao? Dương Thanh có thể gặp nguy hiểm nữa không, Mã Siêu cũng không dám chắc được. Chú có thể đảm bảo với cháu nhất định sẽ không để cậu Thanh gặp nguy hiểm. Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói, sau đó tiếp tục, không giấu giếm gì cháu, chú bây giờ là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong hoàng tộc họ Đoàn cũng là người thừa kế hoàng tộc họ đoàn. Có thể nói ở hoàng tộc họ đoàn, ngoại bố chú đoàn hoàng gia, mọi người đều phải nghe theo lệnh của chú, nếu cháu tin tưởng chú thì nên tin chú có thể bảo vệ được cậu Thanh. Mã siêu có thể cảm nhận được đoàn vô nhai thật sự muốn giúp đỡ Dương Thanh, nhưng anh A hiểu rất rõ tình hình bây giờ, thực lực Dương Thanh thể hiện ra lúc trước nhất định sẽ bị bốn hoàng tộc biết. Dương Thanh còn trẻ như vậy đã có thực lực đấu với cao thủ siêu phàm cảnh, chính là một ồn tại như kho báu với những gia tộc hàng đầu. Còn trẻ tuổi mà đã có thiên phú võ thuật đáng sợ như thế, chắc hẳn dù là cao thủ thần cảnh nào cũng muốn tìm hiểu bí mật trên người Dương Thanh. Dù đoàn vô nhai đáng tin tưởng, nhưng dẫu sao thời gian bọn họ quen biết còn quá ngắn, nhiều nhất chỉ mới có một ngày hôm nay thôi. Dù ai cũng không thể đảm bảo nếu để đoàn vô nhai đưa Dương Thanh đi sẽ xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, mã siêu ái náy nói. Anh ta không dám lấy mạng sống của Dương Thanh ra mạo hiểm. Đoàn vô nhai còn muốn kiên trì, siêu, chú có thể hiểu nỗi lo lắng của cháu, nhưng cháu cũng phải hiểu tình hình của cậu Thanh bây giờ rất nguy hiểm, rốt cuộc có thể tỉnh lại hay không đều không đoán trước được. Chậm chề càng lâu, cậu Thanh sẽ càng nguy hiểm, ngay cả thần y nhỏ cũng không thể cứu chữa, chẳng lẽ cháu còn muốn đợi nữa sao? Nghe đoàn vô nhai nói xong, mã siêu hơi dao động, anh ta theo bản năng nhìn về phía phùng tiểu uyển. Trên khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của phùng tiểu uyển tràn đầy vẻ không cam lòng, còn nồng đậm đau thương anh siêu em đã cố gắng hết sức rồi thật sự không biết lúc nào anh thanh có thể tỉnh lại phùng tiểu uyển đỏ mắt nói với mã siêu mã siêu lập tức cảm thấy cực kỳ áp lực theo suy nghĩ của anh ta phùng tiểu uyển chính là người duy nhất có thể chữa khỏi cho dương thanh nhưng bây giờ dường như hy vọng duy nhất này đã tan vỡ rồi anh ta cũng không biết rốt cuộc hoàng tộc họ đoàn có thể chữa khỏi cho dương thanh không anh ta chỉ biết một khi dương thanh đi tới hoàng tộc họ đoàn tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm nhưng nếu không đến hoàng tộc họ đoàn, tiếp tục chậm trễ nữa, tình trạng của Dương Thanh có thể sẽ chuyển biến xấu đi không? Anh ta cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn, không muốn để Dương Thanh đến hoàng tộc họ đoàn, lại muốn để Dương Thanh đến hoàng tộc họ đoàn. Đoàn vô nhai cũng không nói thêm gì nữa, ông ta thật sự muốn để thần y của hoàng tộc họ đoàn chữa khỏi cho Dương Thanh, trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô trước đó. Dương Thanh để ông ta một mình đối mặt với sáu cao thủ thần cảnh, thật ra là vì rèn luyện võ thuật của ông ta bây giờ tuy ông ta chưa đột phá thần cảnh đỉnh phong nhưng ông ta có thể cảm nhận được mình đã cách thần cảnh đỉnh phong rất gần rồi nếu không có dương thanh sẽ không có ông a bây giờ nói không chừng ông ta đã bị cao thủ của hoàng tộc họ long ám sát rồi ông ta cảm thấy dương thanh có ơn với mình cho nên ông ta không muốn dương thanh chết chỉ thế mà thôi được cháu đồng ý để chú đưa anh thanh đi một lúc lâu sau đó cuối cùng mã siêu cũng lên tiếng nếu không phải không còn sự lựa chọn nào khác sao anh ta có thể đồng ý được đoàn vô nhai cũng hơi bất ngờ không ngờ mã siêu lại thật sự đồng ý trong mắt còn có mấy phần cảm động rõ ràng là mã siêu đã tin tưởng ông ta mới có thể đưa ra quyết định như vậy cháu yên tâm cho dù chú có liêu cái mạng này cũng nhất định sẽ không để bất cứ một ai làm hại đến cậu thanh đoàn vô nhai cực kỳ kiên định nói mã siêu gật đầu cháu tin tưởng chú cháu muốn đến hoàng tộc họ đoàn cùng chú không đoàn vô nhai bỗng nhiên hỏi thêm Mã siêu lắc đầu không chút do dự, chợt mỉm cười, anh Thanh không có ở đây, cháu muốn bảo vệ người nhà của anh ấy thay anh ấy, nếu anh Thanh thật sự gặp nguy hiểm gì, nói đến đây, mã siêu chợt dừng lại, sau khi im lặng 2 giây, trong mắt anh ta hiện lên ánh sáng hung ác, cực kỳ cứng dần nói, nếu anh Thanh xảy ra chuyện, cháu sẽ không đi báo thù, cháu sẽ trốn đi, nghĩ cách khiến mình trở nên mạnh mẽ. Lời anh ta nói cực kỳ lạnh lẽo, ngay cả đoàn vô nhai cũng cảm thấy lạnh sống lưng đương nhiên đoàn vô nhai hiểu không phải mã siêu đang uy hiếp mình mà là nói lời xuất phát từ đáy lòng thôi mã siêu lấy thực lực thần cảnh sơ kỳ dùng hết thủ đoạn sẽ có thể đấu một trận với cao thủ thần cảnh đỉnh phong quan trọng là anh ta còn rất trẻ thiên tài võ thuật như vậy nếu cho anh ta thời gian nhất định có thể hơn cả thần cảnh đỉnh phong cháu yên tâm chú nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như thế đâu đoàn vô nhai nghiêm túc nói mã siêu gật đầu trong mắt mang theo chút cầu xin thành khẩn nói, nhờ cả vào chú được. Đoàn vô nhai gật đầu. Chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ chú dân anh thanh đến hoàng tộc họ đoàn ngay đi. Mã siêu thúc giục. Không thành vấn đề, bây giờ chú sẽ sắp xếp mọi chuyện, để đảm bảo sau khi đến hoàng tộc họ đoàn, cậu thanh có thể được chữa trị ngay lập tức. Đoàn vô nhai dứt khoát lấy điện thoại ra, bắt đầu tự mình sắp xếp. Nhìn thấy đoàn vô nhai có lòng như vậy, mã siêu cũng yên tâm hơn. Sau đó, đoàn vô nhai đưa Dương Thanh đi, còn để hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ đoàn lại Yến Đô, âm thầm bảo vệ người nhà của Dương Thanh. Mã siêu cũng không từ chối, dù sao tình hình Yến Đô bây giờ rất gay gâu, ai cũng không thể đảm bảo sau khi Dương Thanh không còn ở đây, mấy con chuột trốn trong bóng tối sẽ không có ý đồ xấu với người nhà của Dương Thanh. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi đáp xuống tại sân bay quốc tế Yến Đô. Gần như chưa được bao lâu, lại có hai chiếc máy bay tư nhân đáp xuống. Bạch Vương, Mã Vương, Tiết Vương. Trên mỗi một chiếc máy bay tư nhân đều có mấy cao thủ võ thuật đi xuống, sau khi nhìn thấy nhau thì đều cất tiếng chào hỏi. Ba nhóm người này là ba vị vương của liên minh vương tộc đích thân dẫn cao thủ trong gia tộc đến Yến Đô. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng chủ vương tộc chúng ta cũng đến Yến Đô một lần nữa rồi. Bạch Vương cảm khái cất lời. Trăm năm trước, sau khi gia tộc của bọn họ bị người kia một mình đánh bại, đồng thời giáng thành vương tộc, những chủ vương tộc này cũng chưa từng quay lại Yến Đô. Có thể nói, đây là lần đầu tiên chủ vương tộc quay lại Yến Đô sau trăm năm. Đúng thế cuối cùng chúng ta cũng đến rồi. Tiết Phương cũng tỏ vẻ cảm khái, trong mắt còn lộ ra chút kích động. Lúc này bọn họ đều không biết lưu lão quái, hy vọng duy nhất của bọn họ hoàn toàn không thể giải quyết Dương Thanh giúp bọn họ, thậm chí còn suýt bị Dương Thanh giết chết. Nếu không phải Miêu Thành có cao thủ siêu phàm cảnh đến, lưu lão quái đã chết không có chỗ chôn rồi. Bạch Phương, liên lạc với Lưu Lão Quái nhanh lên, trách ông ta đã giết Dương Thanh rồi chứ. Mã Vương sốt ruột thúc giục. Lão ta mong chờ được nắm giữ đế thôn lắm rồi. Vương tộc đã chờ đợi ngày này tròn 100 năm. Tiết Phương kích động nói. Bạch Phương cũng vậy, cười thật to, được, tôi sẽ liên lạc với Lưu Lão Quái ngay. Dứt lời, Lão ta gọi điện thoại. Lần thứ nhất, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lần thứ hai, không liên lạc được lần thứ ba vẫn không liên lạc được. Nụ cười trên mặt Bạch Vương tắt ngúm, lão ta cứng đờ nói, tại sao lưu lão quái không nghe máy tôi? Không hiểu sao Bạch Vương đột nhiên có dự cảm rất xấu. Mã Vương và Tiết Vương cũng có linh cảm không lành nhưng vẫn cố ghim sự thấp thỏm xuống. Chắc là ông ta bận. Mã Vương yếu ớt trả lời. Bạch Vương và Tiết Vương đều không nói gì, bây giờ mới dạng sáng, có thể bận gì được. Có lẽ là lưu lão quái ngủ rồi. Sau một lúc im lặng, Bạch Phương tự an ủi mình. Tiết Phương cũng lý trí nói, ông đã hẹn trước với Lưu lão quái rồi thì đáng ra khi ông ta đến yến đô, dù muộn đến mấy cũng liên lạc được chứ không phải là không ai bắt máy như thế này. Nếu ông ta đang ngủ nên không nghe được điện thoại hay do tắt máy, điện thoại hết pin thì lời nhắc nhở cũng không nên là số máy vừa gọi không liên lạc được chứ. Nghe vậy, Bạch Phương và Mã Vương đều tái mặt. Lưu lão quái bảo chúng ta tìm cho ông ta bốn cao thủ thần cảnh, như vậy chắc chắn tự tin lắm trừ khi người đứng đầu hoàng tộc tới nếu không thì không ai có thể đánh bại lưu lão quái ca chưa kể bản thân ông ta chính là cao thủ thần cảnh đỉnh phong lại còn thuần thục sử dụng cổ thuật cao thủ thân cảnh đỉnh phong tâm thường không phải đối thủ của ông ta đâu cho dù hoàng chủ của hoàng tộc đến cũng chưa chắc đã chiếm ưu thế bạch phương phân tích chúng ta không biết tình hình của lưu lão quái thì nên hỏi thăm xem rốt cuộc ở yến đô đã xảy ra chuyện gì tiết phương nghiêm mặt đáp dứt lời lão ta gọi điện thoại nhưng sau đó lại cúp máy rất nhanh, Tiết Phương nặng nề lên tiếng, thám tử của vương tộc họ Tiết chúng tôi nói rằng trong lúc cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô diễn ra, không hiểu sao Dương Thanh đột nhiên mất kiểm soát, suýt thì giết chết lưu lão quái. Sau đó người của hoàng tộc lập tức đuổi toàn bộ cao thủ dưới thần cảnh ra khỏi võ quán Yến Đô, tiếp đến như thế nào thì không rõ. Nghe Tiết Phương nói vậy, Bạch Phương và Mã Vương đều ngỡ ngàng. Sao, sao lại vậy được? Bạch Phương không tài nào tin nổi, lưu lão quái là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cơ mà sao lại suýt bị dương thanh giết được mã vương cũng không tin dương thanh có mạnh cách mấy cũng không thể cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong chứ tiết phương cũng không cách nào chấp nhận được chuyện này nhưng thám tử của vương tộc họ tiết đâu thể lừa dối lão ta chắc các ông cũng có thám tử chứ hỏi bọn họ xem tình hình thế nào tiết phương đề nghị bấy giờ bạch vương và mã vương mới sực nhớ ra mình cũng có thám tử ở yến đô vội vàng liên lạc chẳng mấy chốc Hai người kết thúc cuộc gọi, nét mặt ai nấy đều trầm trọng, còn ẩn giấu sự sợ hãi. Hiển nhiên họ cũng nhận được báo cáo giống Tiết Phương, Dương Thanh đã suýt giết được Lưu lão quái và cũng không ai biết được chuyện xảy ra sau đó. Bạch Phương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Im lặng thật lâu, Tiết Phương mở miệng hỏi. Bạch Phương cản chặt răng, tôi không tin Dương Thanh có thể giết được Lưu lão quái, tin tức chúng ta nhận được chỉ là cậu ta suýt giết thôi chứ chưa biết kết quả cuối cùng. Thế thì sao lại cho rằng người chết là lưu lão quái mà không phải dương thanh chứ? Nghe thấy những lời này của lão ta, Tiết Phương và Mã Vương như thấy được một tia hy vọng, cho dù mong manh nhưng vẫn đáng để trông đợi. Vậy thì chúng ta tiếp tục điều tra đi." Tiết Phương hỏi. "Đúng, phải tiếp tục điều tra." Bạch Phương gật đầu đồng ý. Nhưng ngay lúc này, họ thình lình nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nét mặt lập tức thay đổi. Khi ba người đưa mắt về phía đối phương, đối phương cũng đang nhìn họ nhưng người đó chỉ hờ hững liếc mắt rồi cất bước lướt qua dường như không nhận ra ba người nhưng điều làm bọn họ ngạc nhiên hơn là người đàn ông cao to cống một cậu trai trẻ tuổi đang đi theo sau cậu trai trẻ tuổi đó chính là dương thanh dương thanh kìa mã vương sửng sốt tiết phương nhìn bạch phương nặng nề hỏi người thừa kế đoàn vô nhai của hoàng tộc họ đoàn lại mang dương thanh đi rốt cuộc là sao bạch phương trầm giọng đáp có lẽ là Dương Thanh có bí mật gì nên đoàn vô nhai muốn mang về hoàng tộc họ đoàn. Nghe vậy, Mã Vương và Tiết Vương đều ngỡ ngàng. Chẳng lẽ người chiến thắng cuối cùng là hoàng tộc họ đoàn? ủng hộ chính chủ vào ngay cộng cộng TG UMZU UEL, VN cộng cộng trên mặt Tiết Vương đầy vẻ nghi hoặc. Hay chúng ta thử đi thăm dò xem sao? Mã Vương nhanh nhỏ nói. Mặc dù họ là người đứng đầu của vương tộc nhưng vương tộc ngày nay lại chẳng là gì so với hoàng tộc. Ba người họ chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh, trong khi đó mỗi một người đứng đầu của hoàng tộc đều là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, ngay cả đoàn vô nhai vừa gặp cũng đã là thần cảnh hậu kỳ. Điện hạ đoàn, chào ngài. Ba người hối hả tiến lên, cúi người chào đoàn vô nhai. Các ông là ai? Đoàn vô nhai nhíu mày nhìn những người trước mặt, do cảm thấy họ không phải người thường nên mới nhìn lâu hơn một chút. Không ngờ ba người này lại biết ông ta là người của hoàng tộc họ đoàn. Thưa điện hạ đoàn, tôi là Bạch Vương của vương tộc họ Bạch. Bạch Vương mau chóng trả lời. Mã Vương và Tiết Vương cũng lần lượt báo thân phận của mình. Đoàn vô nhai thế mới biết ba người này là ai, lạnh giọng hỏi, tìm tôi có chuyện gì. Là thế này, chúng tôi thấy ngài mang Dương Thanh đi, ngài muốn đưa cậu ta về hoàng tộc họ đoàn sao? Bạch Vương cẩn thận hỏi. Đoàn vô nhai quát lớn rồi nhanh chóng rời đi, không thèm nhìn Bạch Vương và hai người còn lại lấy một lần. Sách mặt của ba người trở nên khó coi, chỉ biết đứng nhìn ông ta mang Dương Thanh đi. Khốn kiếp, dám mặt nặng mày nhẹ với chúng ta cho đến khi đoàn vô nhai mất bóng, Mã Vương mới nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Vương và Tiết Vương tái mặt, vội vàng quát, câm miệng. Ông cũng biết đoàn vô nhai là cao thủ thần cảnh hậu kỳ rồi mà, cho dù đã đi rất xa nhưng muốn biết ông nói gì cũng dễ thôi. Bạch Vương âm trầm nói. Mã Vương nghe vậy thì giật mình, mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi giải thích, tôi không có ý gì đâu chỉ là do được thấy điện hạ đoàn nên hơi kích động thôi. nhưng đoàn vô nhai không có hứng thú nghe lén họ nói gì. lúc này đã đưa dương thanh lên máy bay tư nhân thẳng tiến về hoàng thành đoàn. sau khi đến yến đô, ngoài việc dương thanh suýt giết chết lưu lão quái ra thì ba vị vương của liên minh vương tộc không biết thêm được gì nữa. điều này làm cho bọn họ bàng hoàng sợ hãi. ai nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? bạch vương không kìm được cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói vì sao không có kết quả gì về cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô cả. Họ đã ở Yến Đô đến ngày thứ ba rồi mà vẫn không thu hoạch được gì. Nét mặt của Tiết Phương và Mã Vương cũng xa sầm hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ cay đăng của đối phương. Dương Thanh đã bị hoàng tộc họ đoàn mang đi, lưu lão quái thì mất liên lạc, chúng ta chẳng có thông tin gì về những chuyện xảy ra vào hôm đó cả, hay là đi về đi. Sau cùng, Tiết Phương đề nghị lão ta hiểu rõ cứ tiếp tục ở lại Yến Đô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mấy ngày qua gặp được rất nhiều cao thủ vương cảnh, điều này khiến họ nghỉ ngờ nhiều năm tu luyện của bọn họ có phải đã bị uổng phí rồi hay không. Hiện nay, bất cứ ai trong Yến Đô cũng đều có thực lực vương cảnh, thậm chí còn có không ít cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh. Ba người rất không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì được. Có lẽ truyền thuyết của vương tộc sẽ vĩnh viên trở thành truyền thuyết thật rồi. Rất lâu sau, Bạch Phương thở dài một hơi, cô đơn nói, về thôi. Dứt lời, lão ta đi trước. Tiết Phương và Mã Vương cũng theo sau. Sự xuất hiện của ba vị vương của liên minh vương tộc thế mà không dấy lên một ngọn sóng nào ở Yến Đô, cứ thế mà biến mất. Vào ba ngày trước khi cuộc đấu võ giành ngôi vương diễn ra, đông đảo cao thủ đến tham gia đều ở lại Yến Đô. Nhiều nhân vật lớn thấy cảnh này đều nhận ra Yến Đô đang có sự thay đổi. Trong một văn phòng ở tập đoàn Nhạn Thành, tân thanh tâm ngồi trước bàn làm việc trên tay là một tờ văn kiện nhưng hai mắt thẫn thờ cô không biết trong văn kiện đang nói gì cả dương thanh rốt cuộc thì đến lúc nào anh mới về tân thanh tâm lẩm bẩm trong mắt tràn đầy vẻ lo âu cô đơn thuần nhưng không có nghĩa là cô mốc có một số việc tân thanh tâm không phải không cảm giác được mà là không muốn nói dương thanh biến mất ba ngày thượng quan nhu chủ động làm vệ sĩ hai điều này vốn không có gì khác thường nhưng cô phát hiện không chỉ mình mà bên cạnh tần y Tiêu Tiêu và Tân Đại Dũng cũng có người âm thầm bảo vệ. Lại đang lo lắng cho Dương Thanh sao? Thượng Quan Nhu đi đến bên cạnh Tần Thanh Tâm không biết từ lúc nào, mỉm cười nói: "Cô lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thượng Quan Nhu đang tươi cười, đột nhiên hỏi: "Chị Nhu, chị nói cho em biết đi, eo phải Dương Thanh gặp chuyện không may rồi không?" Thượng Quan Nhu giật mình, nhanh chóng phủ nhận, "Sao có thể chứ? Cậu Thanh là cao thủ hàng đầu, em không biết cậu ấy lợi hại đến thế nào đâu." Để chị nói thế này cho dễ hiểu, tính trên toàn bộ chiêu châu thì không mấy ai là đối thủ của cậu Thanh cả. Cậu ấy mạnh như vậy thì sao có chuyện gì được, em thấy có đúng không? Tần Thanh Tâm lắc đầu, chị Nhu, em không biết anh ấy lợi hại đến đâu, chỉ biết anh ấy là chồng em, bây giờ Dương Thanh đột một biến mất mà chẳng có tin tức gì, em lo lắm. Dù anh ấy có nhiệm vụ quan trọng phải đi ngay thì chẳng lẽ ngay cả thời gian gọi điện thoại báo cho em một tiếng cũng không có sao. Nói được một lúc thì Tân Thanh Tâm rơi nước mắt, ngẹn ngào nói, anh ấy đã xa em 5 năm, em không muốn mất đi anh ấy đâu. Em thật sự không thể mất anh ấy nữa. Lòng Thượng Quan Nhu trùng xuống, cô ta có thể cảm nhận được người phụ nữ trong kiên cường này thật ra yếu ớt đến nhường nào. Mấy ngày nay, Tân Thanh Tâm thường xuyên ngẩn người, nhiều lần Thượng Quan Nhu còn phát hiện cô Thâm khóc một mình. "Thanh Tâm, em tin cậu Thanh chứ?" Thượng Quan Nhu chợt hỏi. Tần Thanh Tâm lau nước mắt, gật đầu với cô a, em là vợ anh ấy, em yêu và tin tưởng anh ấy em tin cậu thanh là đủ rồi cậu ấy đã nói cả đời sẽ không lặng lẽ rời xa em và mọi người như trước đây rồi mà nhất định sẽ không làm vậy nữa đâu thượng quan nhu nghiêm túc khuyên bảo em thông minh như thế cũng nên hiểu có một số chuyện cậu thanh không muốn em bị cuốn vào chị chỉ có thể nói với em rằng nhiệm vụ lần này của cậu thanh thật sự rất nguy hiểm nhưng đó chỉ là với những cao thủ bình thường mà thôi không đáng là gì với cậu thanh đâu cậu ấy không nói cho em biết là vì không muốn em lo lắng nhưng chúng ta phải tin tưởng cậu ấy có thể trở về bình an. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thượng Quan Nhu, nỗi lo lắng trong tân thanh tâm đã dịu đi được phần nào. Chị Nhu, cảm ơn chị, em sẽ chờ anh ấy về. Tân thanh tâm gật đầu chắc nịch. Thượng Quan Nhu tiến lên ôm cô vào lòng, dịu dàng nói, em yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ trở lại mà. Không lâu nữa sẽ về thôi. Đang lúc tân thanh tâm sốt ruột không biết lúc nào Dương Thanh mới về, tại một căn cứ huấn luyện ở ngoại ô Yến Đô. Mã Siêu cởi trần thân trên, đứng ở chính giữa, xung quanh đều là các cao thủ toát ra uy lực đáng sợ, trong đó còn có mười mấy người là cao thủ bán bộ thần cảnh. Lại lần nữa, Mã Siêu hét lớn. Ngay thời điểm ra lệnh, hơn 20 cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh lại xông về phía anh ta. Mã Siêu lao vút ra ngoài, một mình đấu với 20 cao thủ. Ba ngày qua, ngày nào anh ta cũng tự mình huấn luyện các ảnh vệ trong căn cứ huấn luyện này mã siêu áp chế thực lực xuống vương cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, bây giờ anh ta đang dùng thực lực vương cảnh đỉnh phong để giao chiến với hơn 20 cao thủ có cùng trình độ và bán bộ thần cảnh. Toàn thân mã siêu đây mồ hôi với vô số vết bầm tím nhưng vẫn điên cuồng đối chiến như đã mất cảm giác. Bốp bốp bốp, như một cỗ máy chiến đấu, mã siêu áp chế thực lực rồi liên tục đối phó với 20 cao thủ. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Vô dụng, toàn là lũ vô dụng chỉ có chút thực lực này thôi sao mã siêu giận giữ hét lên nếu thực lực của mấy người chỉ có chừng này thì tốt nhất là rời khỏi ảnh vệ đi chúng tôi không cần phế vật không cần người vô dụng những câu khích tướng của anh ta làm cho những người kia đều tức giận ý chí chiến đấu dâng lên chiến cao thủ bán bộ thần cảnh cầm đầu gầm lên xông tới những người khác cũng theo sát như muốn băm văm mã siêu tới đi ánh mắt mã siêu cực kỳ hung dữ anh ta giãm chân một cái lại lao đến tiếp tục cuộc huấn luyện biên cuồng mã siêu âm thầm thề phải trở nên mạnh hơn mạnh hơn nữa mặc dù bây giờ anh ta đã bước vào thần cảnh sơ kỳ nhưng vẫn chưa đủ phải mạnh hơn nhanh nhất có thể để không kéo chân dương thanh nữa hoàng thanh đoàn tại một biệt viện theo phong cách cổ xưa ở hoàng phủ họ đoàn trong phòng có một người trẻ tuổi đang nằm trên một chiếc giường lớn một cô gái trẻ ăn mặc giản dị cầm chiếc khăn lông ẩm lau khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông ấy. Đã ba ngày rồi, rốt cuộc anh còn muốn ngủ đến lúc nào? Lau mặt xong, cô gái ngồi bên mép giường, chống cảm ngắm nhìn gương mặt ấy mà lẩm bẩm một mình. Trông đẹp trai thật, đôi mắt đào hoa của cô gái đầy dịu dàng, môi nhoẻn lên cười tạo thành một đường cong đẹp mắt. Ba ngày qua, cô ấy luôn chăm sóc cho người này, mỗi ngày đều thì thầm nói chuyện bên cạnh anh, chỉ là người đàn ông ấy vẫn nằm trên giường không có động tĩnh gì. Nếu thần y trong gia tộc chưa khám và nói ra áng anh còn sống, cô ấy nhất định sẽ cho rằng anh đã chết. Người đàn ông đang nằm trên giường không phải ai khác, chính là Dương Thanh được đoàn vô nhai đưa về hoàng tộc họ đoàn. Cậu ấy nhìn đẹp trai không? Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cho cô gái giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng lên. Bố, sao bố tới mà không phát ra tiếng động nào thế? Cô gái thẹn thùng trách cứ ha ha người đàn ông trung niên sảng khoái cười hít mắt nhìn cô con gái của mình ngữ yên nếu bố muốn gả con cho cậu ấy thì con có đồng ý không nghe bố nói vậy mặt đoàn ngữ yên đỏ như gấc cúi đầu nói con không biết anh ấy là ai cũng chưa từng tìm hiểu anh ấy sao lại kết hôn được vậy tức là nếu biết cậu ấy là ai hai người ở chung với nhau mà con không ghét là chịu làm vợ cậu ấy phải không người trung niên cười hỏi bố đoàn ngữ yên càng e thẹn hơn đôi mắt đào hoa long lanh đầy xấu hổ con đi pha trà cho bố đây nói rồi cô ấy nhanh chóng đi ra ngoài như bỏ trốn sau khi đoàn ngữ yên đi người trung niên ngồi trên mép giường nhìn dương thanh còn đang ngủ say lo lắng nói cậu thanh khi nào cậu mới tỉnh lại được đây thần y của hoàng tộc họ đoàn đã khám cho cậu nói tình trạng sức khỏe của cậu rất tốt lẽ ra phải tỉnh lại rồi mới đúng nếu tôi không hiểu con người cậu chắc sẽ nghĩ cậu đang giả vờ mất Người đàn ông trung niên chính là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn, đoàn Vô Nhai. Ba ngày trước, ông ta đưa Dương Thanh về gia tộc mình rồi thu xếp cho anh ở trong căn phòng nhỏ này, giao nhiệm vụ chăm sóc cho đoàn Ngư Hiên. Mỗi ngày đoàn Vô Nhai đều đến xem tình hình thế nào nhưng vẫn không thấy Dương Thanh tỉnh lại nên rất nôn nóng. Bố, suốt cuộc anh ấy là ai vậy? Lúc này, đoàn Ngư Hiên mang một cốc trà long tỉnh thượng hạng đến cho đoàn Vô Nhai, hỏi. Đôi mắt đoàn Vô Nhai dần dần trở nên sâu thẳm cậu ấy là một truyền kỳ. Truyền kỳ, đoàn Ngư yên trước mắt, hơi ngạc nhiên. Đoàn võ nhai là người có thiên phú võ thuật cao nhất hoàng tộc họ đoàn, lại còn là đoàn hoàng tương lai, cô ấy biết bố mình kiêu ngạo hơn bất cứ người nào. Chưa lúc nào đoàn vô nhai khen ngợi ai như vậy cả, chưa kể đó lại còn là một người trông mới có 27, 28 tuổi. Đoàn vô nhai nghiêm túc nói, nếu dựa trên lịch sử của hoàng tộc họ đoàn để so sánh thì thiên phú của bố có thể được xếp vào top 3, nhưng so với cậu thanh thì chỉ là hạng thấp kém mà thôi sao ạ à? đoàn ngữ yên ngỡ ngàng cô ấy biết rõ thiên phú của đoàn vô nhai cao đến mức nào vừa qua tuổi 50 đã có thực lực thần cảnh hậu kỳ cả bốn hoàng tộc đều không ai có thiên phú mạnh hơn bố mình thế mà bây giờ đoàn vô nhai lại nói rằng thiên phú của mình là hạng thấp kém so với dương thanh bố anh ấy lợi hại lắm phải không ạ à? đoàn ngữ yên chợt cảm thấy hứng thú với anh mạnh hơn bố con nhiều lắm có lẽ ngay cả ông nội con cũng không phải đối thủ của cậu ấy. Đoàn vô nhai nghiêm mặt thừa nhận. Nói câu này đã là giữ thể diện cho tất cả mọi người, ai cũng biết đoàn hoàng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nhưng ông ta đã tận mắt nhìn thấy Dương Thanh một mình chống lại cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành mà vẫn không thua. Chắc có lẽ người bố đoàn hoàng của ông ta còn lâu mới đánh thắng được Dương Thanh. Đoàn ngữ yên nghe bố mình nói vậy thì càng ngạc nhiên hơn, tim loạn nhịp ngay cả ông nội cũng có khả năng không phải đối thủ của anh ấy sao? Cô ấy thì thâm, kinh ngạc nhìn về phía Dương Thanh. Mẹ con đi sớm, mặc dù bố đang là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn nhưng địa vị càng cao, tình cảnh của bố càng nguy hiểm. Hai mắt đoàn vô nhai đỏ hoe, bố sợ nhất là có ngày đột nhiên gặp chuyện, không có ai bảo vệ con thì biết làm sao. Bố! Đoàn ngữ yên dương dương, đôi mắt hòa đào long lanh, nói, bố đừng nói mấy lời xui xẻo kia nữa. Được, bố không nói, bố không nói nữa. Đoàn vô nhai an ủi. Người khác đều hâm mộ ông ta được chỉ định làm đoàn hoàng tương lai, nhưng chỉ có bản thân ông ta mới biết được tình cảnh hiện giờ của mình nguy hiểm đến thế nào. Có lẽ câu nói đứng trên cao khó tránh gió lạnh dùng để chỉ trường hợp như đoàn vô nhai. Là người thừa kế danh giá của hoàng tộc họ đoàn nên bị rất nhiều người theo dõi sát sao, một khi phạm sai lâm thì đón chào ông ta sẽ là tai họa ngập đầu. Vô số kẻ đang chờ giãm đoàn vô nhai dưới chân, trong đó bao gồm cả anh em ruột thịt. Đây chính là nói bi ai của người làm hoàng tử. Không chỉ vậy, Đoàn Vô Nhai lại còn là thiên tài võ thuật bậc nhất hoàng tộc họ Đoàn, các thế lực đối đầu đều muốn ông ta chết. Chỉ khi Đoàn Vô Nhai chết đi, họ mới có thể giảm bớt một đối thủ tiềm tàng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ông ta muốn đưa Dương Thanh đến gia tộc mình, nếu anh được chữa khỏi thì đây sẽ là mối ân tình không sao trả hết. Theo như Đoàn Vô Nhai được biết thì Dương Thanh là một người trọng tình trọng nghĩa nếu ngày nào đó ông ta thật sự rơi vào cảnh lâm nguy anh nhất định sẽ bảo vệ đoàn ngữ hiên an toàn cảm nhận được tâm trạng xót xa của bố đoàn ngữ yên nắm chặt tay ông ta gượng gạo cười bố à đừng suy nghĩ nhiều quá con có một người bố vĩ đại như bố là đủ rồi đoàn vô nhai mỉm cười nhìn về phía dương thanh đang nằm trên giường thì thâm cậu thanh rốt cuộc đến khi nào cậu mới tỉnh lại chứ trên giường dương thanh muốn mở mắt ra nhưng làm sao cũng không nhúc nhích được Thật ra anh đã khôi phục ý thức từ khi được đoàn vô nhai đưa về hoàng tộc họ đoàn vào ba ngày trước, nhưng không hiểu vì sao lại không thể tỉnh lại. Mỗi ngày đoàn ngữ yên đều chăm sóc và trò chuyện với Dương Thanh, những lúc như thế cô ấy đều nói ra rất nhiều bí mật chỉ có bản thân biết làm cho anh cảm thấy rất áy náy. Ngặt nỗi có một điều làm Dương Thanh lúng túng là mỗi khi được đoàn ngữ yên lau chùi cơ thể, anh có cảm giác như cả người bị thấy sạch, vô cùng xấu hổ. Nhưng lại không tỉnh dậy được, anh chỉ biết chịu đựng trong đau khổ anh trai, vị này là Dương Thanh, ngôi sao sáng trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô Nhỉ. Ngay lúc này, một người trung niên mặc trang phục truyền thống dẫn người của mình đi vào, ủm tìm nhìn Dương Thanh đang nằm trên giường. Nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt đoàn vô nhai thay đổi, nhíu mày, khó chịu chất vấn, đoàn vô viêm, ai cho cậu vào đây? Ông ta cực kỳ tức giận, biệt viện này nằm trong một góc hẻo lánh của Hoàng Phủ họ đoàn, vị trí không tốt lắm, nhưng đoàn vô nhai không cho phép bất cứ ai vào đây ngoại trừ mình và đoàn ngữ yên. Vì đây từng là nơi chung sống của ông ta và người vợ quá cố, cũng là nơi đoàn ngữ yên chào đời. Tuy bà ấy đã mất nhiều năm nhưng biệt viện này vẫn chứa đựng nhiều kỷ niệm tươi đẹp của hai người, đương nhiên đoàn vô nhai sẽ không cho phép người ngoài bước vào. Đoàn Hoàng có 5 người con trai, đoàn vô nhai xếp thứ hai, đoàn vô viêm xếp thứ năm, hai người chỉ hơn kém nhau 2 tuổi, tu vi cũng chỉ chênh lệch nhau một cảnh giới nhỏ. Ở hoàng tộc họ Đoàn, Đoàn Vô Viêm là người có thiên phú võ thuật chỉ đứng sau Đoàn Vô Nhai. Nhưng hầu như ai cũng cho rằng thiên phú của Đoàn Vô Viêm cao hơn, dù sao thì Đoàn Vô Nhai cũng lớn hơn ông ta 2 tuổi. Thật ra, 5 năm trước hai người đều ở cùng một cảnh giới, khi đó Đoàn Vô Viêm mới là người được vinh danh có thiên phú cao nhất hoàng tộc họ Đoàn, cho đến 2 năm trước Đoàn Vô Nhai đột phá vào thần cảnh hậu kỳ mới vượt qua Đoàn Vô Viêm. Trong hoàng tộc, chuyện gì cũng được quyết định dựa vào thực lực. Không cần quan tâm các hoàng tử già hay trẻ, chỉ phân ra ai mạnh ai yếu. Anh trai, anh hẹp hòi quá rồi đấy. Đoàn Vô Viêm đùa cợt cười, chỉ là một biệt viện thôi mà, nếu anh thích thì tôi có thể tặng anh một biệt viện lớn hơn. Cút ra ngoài cho tôi. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng quát. Nơi này là cấm địa của ông ta, không ai được phép tự ý tiến vào, Đoàn Vô Viêm cũng không được. Ánh mắt Đoàn Vô Viêm trở nên sắc nhọn nhưng mặt vẫn tươi cười như cũ. Ông ta tùy ý đánh giá bên trong biệt viện, mỉm cười nói với hai tên tùy tùng sau lưng, biệt viện này hơi nhỏ nhưng dựa núi, phong thủy không tệ, tôi rất vừa lòng. Ngũ điện hạ, ngài thích thì để tôi hỏi ý nhị điện hạ nhường cho ngài nhé. Tên tùy tùng sau lưng đoàn vô viêm phối hợp gạch dưới đáp. Người đàng hoàng ai lại đi cướp đồ của người khác chứ, sao tôi có thể bắt anh hai nhường nơi này cho tôi được? Ông ta lách đầu cười, đột nhiên nhìn đoàn ngữ yên, ngữ yên à, chú năm thích nơi này lắm nhưng lại không muốn tranh giành với anh hai, chú phải làm sao đây? Mặc dù cô ấy là con gái của đoàn vô nhai nhưng từ nhỏ sức khỏe đã yếu, hay bị bệnh nên cũng không tập võ, hầu như luôn ở trong biệt viện này, không thường xuyên gặp đoàn vô viêm. Lúc này thình lình bị ông ta hỏi, đoàn ngữ yên hơi căng thẳng, vô thức năm lấy tay đoàn vô nhai, ngập ngừng trả lời, chú đã nói là không muốn tranh giành với bố cháu rồi, cần gì phải hỏi lại cháu ạ. À? Đoàn vô viêm mặt đoàn vô nhai tối sầm, tỏa ra hơi thở võ thuật lờ mờ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm đoàn vô viêm, ông ta lạnh giọng nói, lập tức cút ra khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không nể mặt cậu. Đoàn vô viêm hoàn toàn không sợ, đùa cợt nói, có lẽ lát nữa nơi này sẽ thuộc về tôi đấy. Dứt lời, ông ta và hai tên tùy tùng rời khỏi đây. Audio điện tử võ tấn bền ha ha ha, đoàn vô viêm hả hê cười thật to nhìn bóng lưng của ông ta trong mắt đoàn vô nhai ngập tràn lửa giận từ nhỏ hai người đã như nước với lửa thường ngày cũng âm thầm đấu đá nhưng chưa có lần nào đoàn vô viêm dám chủ động khiêu khích như hôm nay điều này làm cho đoàn vô nhai có dự cảm không lành bây giờ ông ta đã được chỉ định làm người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn đáng lẽ ra đoàn vô viêm đã không còn tư cách cạnh tranh với ông ta nữa rồi sao đột nhiên dám sắc sược như vậy bố ơi đoàn ngữ yên cực kỳ căng thẳng nằm chặt tay bố mình, trong mắt hiện lên sự lo âu. Đoàn vô nhai lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười hiền từ như thường ngày với con gái. Bố không sao đâu. Keng. Ngay lúc này, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Chuyện gì vậy? sắc mặt Đoàn vô nhai thay đổi. Trong Hoàng tộc họ Đoàn, chuông được dùng để thông báo Đoàn Hoàng mở cuộc họp khẩn cấp. Lần gần nhất tiếng chuông này vang lên là khi Đoàn vô nhai đột phá vào thần cảnh hậu kỳ, được Đoàn Hoàng sắc phong là người thừa kế vào hai năm về trước bố mau qua đó đi có lẽ ông nội có chuyện quan trọng đấy ạ à? đoàn ngữ yên thúc giục bố biết rồi đoàn vô nhai không dám trễ nải vội vàng ra ngoài nhưng ông ta vừa bước ra khỏi biệt viện thì đột nhiên có dự cảm xấu dặn dò một tùy tùng chuẩn bị đi theo mình các ông ở lại bảo vệ cô chủ rõ tùy tùng này là một cụ ông có thực lực thần cảnh hậu kỳ luôn đi theo bên cạnh đoàn vô nhai giờ đây được ông ta ra lệnh bảo vệ đoàn ngữ yên cụ ông cũng cảm giác được có gì đó khác thường. Bố, bố nhất định phải về an toàn nhé. Nhìn bóng lưng của bố, không hiểu sao đoàn Như yên cứ thấy bồn chồn, thâm cầu nguyện cho ông ta. Trong hoàng phủ họ đoàn, tại một phòng họp sang trọng đậm chất cổ điển. Người của dòng chính hoàng tộc họ đoàn đã vào chỗ, đoàn hoàng ngồi ở ghế chủ tọa, phía dưới là năm hoàng tử cùng những người cầm quyền trong hoàng tộc. Đoàn vô nhai ngồi ngay bên trái đoàn hoàng, cực kỳ ngỡ ngàng khi nhìn thấy Đoàn Vô Viêm thế mà được ngồi ngay bên phải đoàn hoàng. Đoàn Vô Nhai là người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn, ngồi ở đây là lẽ đương nhiên. Đoàn Vô Viêm thì có tư cách gì để ngồi ngay bên phải đoàn hoàng chứ? Trước đây vị trí đó luôn dành cho một trưởng lão thần cảnh hậu kỳ trong gia tộc. Vậy mà bây giờ vị trưởng lão ấy lại ngồi bên cạnh Đoàn Vô Viêm. Chỉ một sự thay đổi đơn giản nhưng lại khiến cho nhiều người băn khoăn. Khi Đoàn Vô Nhai nhìn Đoàn Vô Viêm đoàn vô viêm cũng đang đưa mắt về phía ông ta khóe miệng còn đùa cợt nhếch lên như đang trào phúng hoàng chủ tất cả đã đến đông đủ rồi ạ à. lão quản gia của hoàng tộc họ đoàn lên tiếng đoàn hoàng gật đầu nhìn lướt qua xung quanh cất giọng hôm nay tôi có hai chuyện quan trọng muốn nói nghe vậy tất cả mọi người đều im lặng giữ bình tĩnh hai chuyện mà đoàn hoàng phải chịu họp khẩn cấp để thông báo nhất định không đơn giản chuyện đầu tiên sáng sớm hôm nay ngũ hoàng tử đoàn vô viêm đã đột phá vào thần cảnh hậu kỳ, thực lực của hoàng tộc họ đoàn ta lại tăng lên rồi. Vừa nghe câu này của đoàn hoàng, ai cũng sửng sốt. Đoàn vô nhai giật mình, ông ta rất hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu đoàn vô viêm tiến vào thần cảnh hậu kỳ. Trước đây đoàn vô nhai là người có thiên phú nhất hoàng tộc họ đoàn, nhưng giờ đây, đoàn vô viêm nhỏ hơn 2 tuổi đã trở thành cao thủ thần cảnh hậu kỳ, có cùng một cảnh giới với ông ta. Nói cách khác, từ giờ trở đi đoàn vô viêm mới là thiên tài bậc nhất hoàng tộc họ đoàn chúc mừng ngũ hoàng tử chúc mừng ngũ hoàng tử những người trong phòng họp rối rít chúc mừng đoàn vô viêm nở nụ cười thật tươi đứng dậy nói sau này xin nhờ mọi người chỉ giáo nhiều hơn đến lúc này họ mới hiểu ra tại sao ông ta có thể ngồi ngay bên phải đoàn hoàng hóa ra là đã đột phá vào thần cảnh hậu kỳ anh hai sau này xin nhờ anh giúp đỡ cuối cùng đoàn vô viêm đưa mắt về phía đoàn vô nhai, sảng khoái nói. Tất nhiên rồi, chúc mừng cậu. Đoàn vô nhai trả lời. Dù không cam lòng cách mấy, ông ta cũng không thể phủ nhận rằng thiên phú của đoàn vô viêm vượt trội hơn mình. Nhỏ hơn 2 tuổi mà lại có cùng cảnh giới, điều này đã chứng minh ai mới là thiên tài bậc nhất của hoàng tộc họ đoàn. Đoàn vô nhai hiểu sự thật này, đương nhiên những người trong hoàng tộc họ đoàn cũng vậy. Trong lúc nhất thời, ánh nhìn của cả phòng họp đều đồn về phía ông ta. Từ khi được xác nhận là người thừa kế cho ngôi vị hoàng chủ, địa vị của Đoàn Vô Nhai trong hoàng tộc họ Đoàn đã rất vững chắc. Nhưng dường như bây giờ nó đã bị dao động. Theo như quy định, người có cống hiến lớn nhất cho hoàng tộc sẽ được tôi đồng ý thực hiện một yêu cầu. Đoàn Hoàng nhìn về phía Đoàn Vô Viêm, vẻ hài lòng hiện lên rất rõ. "Thưa bố, con có thể tiến vào thần cảnh hậu kỳ hoàn toàn là nhờ có bố bỏ công sức bồi dưỡng con, không thì sao có thể cống hiến cho hoàng tộc được. Con không dám yêu cầu gì đâu ạ." À đoàn vô viêm nhanh chóng đứng lên nói phải có thiên phú và nỗ lực thì mới có thể đột phá đến thần cảnh hậu kỳ cho dù được hoàng tộc dốc sức bồi dưỡng thì sao đoàn hoàng cao giọng nói là một hoàng tử đột phá vào thần cảnh hậu kỳ chính là một cống hiến lớn lao ion có mong muốn gì có thể nói với bốt nghe lão ta nói vậy đoàn vô viêm đột nhiên lạnh lùng nhìn đoàn vô nhai rồi nói như vậy thì con xin phép được yêu cầu một điều với bố bố có thể ban cho con biệt viện ở phía đông bắc của hoàng phủ không ạ Yêu cầu này làm cho Đoàn Vô Nhai tái mặt, bất giác để lộ cơn tức giận ra ngoài. Hừm. Đoàn Hoàng nhướng mày, lạnh lẽo đưa mắt sang. Bấy giờ Đoàn Vô Nhai mới nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, vội vàng kìm nén lửa giận xuống, siết chặt hai quả đấm, khó chịu nhìn về phía Đoàn Vô Viêm. Rốt cuộc thì ông ta đã hiểu tại sao đứa em này lại đột nhiên dám khiêu khích mình, và cả ý nghĩa của câu nói ở biệt viện nữa. Biệt viện phía đông bắc của Hoàng phủ chính là nhà của Đoàn Vô Nhai và người vợ quá cố yêu cầu của con chỉ là một biệt viện thôi sao? Đoàn Hoàng nghi hoặc hỏi, nếu như bố nhớ không nhầm thì đó là nơi vô nhai từng ở đúng không? Đoàn vô viêm gật đầu, nghiêm túc nói, do con thấy đã nhiều năm anh hai không vào biệt viện đó ở. Tuy hơi nhỏ nhưng lại rất yên tĩnh, Sơn Thủy hữu tình là một nơi lý tưởng để tu luyện. Nếu anh hai không cần dùng đến thì chi bằng nhường lại cho em đi, em sẽ dùng nó để tu luyện. Cơ mà không biết anh hai có muốn tặng biệt viện đó cho em không? ánh nhìn của tất cả mọi người đồng loạt chuyển sang đoàn Vô Nhai. Ai cũng có cảm giác kỳ lạ, đoàn hoàng biết hay không thì họ không rõ, nhưng họ biết biệt viện đó cực kỳ quan trọng với đoàn Vô Nhai. Sau khi vợ qua đời, biệt viện đó trở thành cấm địa, ông ta không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào. Nhiều năm trôi qua, biệt viện ấy luôn bị để trống như vậy nhưng ngày nào đoàn Vô Nhai cũng đến và tự mình quét dọn. Chỉ duy nhất một người ba ngày trước được ông ta đưa về hoàng tộc họ đoàn và sắp xếp ở trong biệt viện, đó là Dương Thanh. Như vậy, có thể thấy được địa vị của anh trong lòng đoàn vô nhai cao đến thế nào? Chỉ là một cái biệt viện để không mà thôi, có gì không thể cho. Đoàn vô nhai chưa kịp lên tiếng thì đoàn hoàng đã nói, bố đồng ý, từ bây giờ biệt viện ở phía đông bắc thuộc về con. Nhưng ban cho biệt viện cũng không thể xem là phần thưởng được. Đoàn hoàng dừng lại rồi nói tiếp, Mang luyện thể đan của tôi tới đây." Nhận lệnh, lão quản gia nhanh chóng mang một cái bình ngọc đến. "Ban thuốc." Đoàn Hoàng nói xong, lão quản gia dâng bình ngọc chứa luyện thể đan lên cho Đoàn Vô Viêm. "Bố phải mất rất nhiều công sức mới lấy được một viên luyện thể đan, nó có tác dụng rất lớn với bố, sao con lấy được chứ?" Đoàn Vô Viêm tỏ ra sợ hãi, quỳ hai gối xuống đất nói lớn, "Thưa bố, luyện thể đan quý giá như thế, cho con thì phí lắm, xin bố đừng làm vậy." đứng lên, Đoàn Hoàng quát dùng sức mạnh nhẹ nhàng gạch dưới bao phủ lấy ông ta. trong sự ngạc nhiên của mọi người, Đoàn vô viêm được luồng sức mạnh này nâng dậy. ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn Đoàn Hoàng. xem ra thực lực của lão ta lại tăng tiến rồi. bố, Đoàn vô viêm còn muốn nói gì thì bị Đoàn Hoàng ngất lời. bố đã quyết định ban luyện thể đan cho con thì tất nhiên sẽ không lấy lại. một phiên luyện thể đan không có tác dụng rõ rệt với bố đâu. bây giờ con mới vừa đột phá đến thần cảnh hậu kỳ uống viên thuốc này sẽ rất có lợi cho con. Đoàn vô viêm vội vàng nói, con cảm ơn bối ha ha, giỏi. Tâm trạng của đoàn hoàng rất tốt, những người khác trong dòng chính cũng lờ mờ nhận ra điều gì, hối hả hùa theo, ngũ hoàng tử có hiếu quát không hổ là hoàng tử của hoàng tộc họ đoàn chúng ta, không những có thiên phú xuất chúng mà còn hiếu thảo nữa. Có một thiên tài như hoàng tử vô viêm, lo gì? Hoàng tộc họ đoàn ta không quật khởi được. Ai cũng nói những lời có cánh. Thưa bố, con không đồng ý. Đang lúc mọi người khen ngợi sự ưu tú của đoàn vô viêm thì đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang. Hai mắt đoàn vô nhai đỏ bừng, cắn răng nói, biệt viện ở phía đông bắc từng là nơi sinh sống của con và viên viên, dù để chống nhưng mỗi ngày con đều quét dọn. Biệt viện nhỏ ấy chứa đựng kỷ niệm đáng nhớ giữa con và viên viên, con không thể nhượng lại nơi đó cho ai được. Hoàng đoàn vô nhai không hề nao núng trước sự cường thế của đoàn hoàng. Ông ta nhìn thẳng vào mắt bố mình, kiên định nói, con sẽ không giao biệt viện đó cho bất cứ ai. Tiên hiệp hay căn phòng họp rộng lớn chìm trong tĩnh mịch, ai nấy đều hoảng hốt. Lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện thế này với đoàn hoàng. Trong hoàng tộc họ đoàn, đoàn hoàng là chúa tể, ai dám không nghe lệnh. Hai mắt đoàn vô viêm lập lệ, âm hiểm cười. Không ai nhìn thấy nụ cười này. Đoàn hoàng, xin ngài hãy bất giận. Ngay lúc này, một ông lão quỳ xuống đất, thấp thỏm nói, Nhị hoàng tử không có ý gì đâu ạ, à. do biệt viện đó rất quan trọng nên ngài ấy mới muốn giữ lại, xin đoàn hoàng tha thứ. Xin đoàn hoàng tha thứ. Sau đó lại có người quỳ xuống cầu xin tha thứ cho đoàn vô nhai. Đoàn vô nhai là người thừa kế nên trong hoàng tộc họ đoàn cũng có nhiều người ở dưới chướng, nếu ông ta chọc giận đoàn hoàng thì vị trí đó sẽ bị lung lay mất. Dù sao thì đoàn vô viêm nhỏ hơn đoàn vô nhai 2 tuổi cũng đã bước vào thần cảnh hậu kỳ dĩ nhiên là đoàn vô viêm có thiên phú cao hơn rất có khả năng đoàn hoàng sẽ thay đổi người thừa kế hoàng chủ tương lai thưa bố con biết lỗi rồi ạ à. đoàn vô viêm quỳ xuống đất sợ sệt giải thích do biệt viện ở đông bắc luôn để chống nên con không biết nó quan trọng với anh hai đến vậy thế thì vô viêm không thể đòi biệt viện đó nữa không ai ngờ được đoàn vô viêm lại nói như thế ánh mắt đoàn vô nhai lạnh đi ông ta quá hiểu đứa em này rồi rõ ràng là cố ý đoàn vô nhai và đoàn hoàng đang cãi nhau, đoàn vô viêm lại tỏ ra hiên ngang lẫm liệt thì đoàn hoàng sẽ chỉ tức giận hơn thôi. Cùng là hoàng tử, sao đoàn vô nhai không biết đoàn hoàng là loại người gì được? Sao ông ta lại không hiểu đoàn vô viêm luôn gạch dưới âm thầm đấu đá với mình là loại người như thế nào cho được? Quả nhiên, đoàn hoàng lại càng phân nộ hơn, lạnh lùng chất vấn đoàn vô nhai, chỉ là một người phụ nữ đã chết lâu rồi mà con vẫn nhớ mãi không quên à? là hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ đoàn mà lại lún sâu vào tình cảm như thế có còn xứng đáng hay không câu nói này vừa vang lên thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi chỉ có đoàn vô nhai là bình tĩnh hai mắt đỏ lên cô ấy là vợ của cân nô hư đoàn hoàng khinh thường ra mặt sẵn giọng nói vậy thì bây giờ bố sẽ cho con cơ hội để lựa chọn hoặc là vứt cái biệt viện đó quên tất cả mọi thứ liên quan đến người phụ nữ đó đi và chuyên âm làm việc cho hoàng tộc họ đoàn như thế con vẫn là người thừa kế. Hoặc là tiếp tục đảm chìm trong thứ tình cảm kia, nhưng vị trí hoàng chủ tương lai của con sẽ bị hủy bỏ. Cho con một ngày để suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì nói đáp án cho bố. Mọi người trong phòng sướng sở quá đối. Đoàn vô viêm nhận ra hơi thở của mình đang dồn dập Là kẻ thù số một của đoàn vô nhai, ông ta biết đoàn vô nhai không thể mất đi biệt viện đó. Ông ta tin chắc người anh này của mình sẽ chọn biệt viện. Một khi Đoàn Vô Nhai đưa ra lựa chọn này, vị trí đoàn hoàng tương lai sẽ trống, mà đoàn Vô Viêm thì mới vừa tiến vào thần cảnh hậu kỳ, thiên phú cũng mạnh nhất hoàng tộc họ Đoàn. Còn ai trong gia tộc có tư cách tranh giành ngôi hoàng chủ với Đoàn Vô Viêm chứ? Đoàn hoàng, xin ngài hãy nghĩ lại. Đoàn hoàng, xin ngài hãy nghĩ lại. Những người ủng hộ Đoàn Vô Nhai đều tái mặt, vội vàng cầu xin. Cầm miệng hết cho tôi. Đoàn hoàng nổi cơn tam bành, quát ai dám cầu xin cho nó thì giết không tha những người đang cầu xin im bặt nhị điện hạ ngài hãy nói là ngài từ bỏ biệt viện đi đúng đấy nhị điện hạ ngài đừng hủy hoại tương lai của mình chứ đám người này quay sang khuyên nhủ đoàn vô nhai đoàn vô nhai cười tự diếu không hề sợ hãi khi đối mắt với đoàn hoàng thưa bố sau khi viên viên qua đời dù không quên được cô ấy nhưng con tự nhận mình chưa bao giờ vì tình cảm mà phụ lòng sự mong đợi của bố con không hổ thẹn với hoàng tộc họ đoàn nếu như chỉ vì con luôn nhớ cô ấy mà bố muốn ép con lựa chọn thì không cần một ngày đâu, con sẽ cho bố đáp án ngay bây giờ con chọn giữ lại biệt viện. Khi đoàn vô nhai nói ra lời này, phòng họp lập tức bị bầu không khí áp lực bao trùm. Ai cũng sướng sờ. Vì một biệt viện mà vứt bỏ vị trí người thừa kế hoàng tộc họ đoàn, không phải mất lý trí quá rồi sao? Anh hai, anh đừng nói linh tinh, em không cần biệt viện đó nữa, anh xin lỗi bố đi, bố nhất định sẽ tha thứ cho anh mà chỉ có anh mới đủ tư cách làm hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ đoàn thôi. Đoàn vô viêm ra vẻ lo nghĩ cho anh hai mình. Cú ti đoàn vô nhai giận dữ quát. Đến cả ngôi vị đoàn hoàng mà ông ta cũng không cần thì nhẫn nhịn sự giả tạo của đoàn vô viêm để làm gì chứ. Anh hai, đoàn vô viêm ra chiều buồn bã. Người nên cút là mày đấy. Đoàn hoàng đã hoàn toàn phần nộ, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, bãi bỏ vị trí người thừa kế hoàng tộc họ đoàn của đoàn vô nhai, đồng thời ban thưởng biệt viện phía Đông Bắc Hoàng Phủ cho đoàn vô viêm. Ngày mai chọn giờ lành sắc phong đoàn vô viêm làm hoàng chủ tương lai. Nghe lão ta nói vậy, đoàn vô viêm cực kỳ kích động, những người đang ở trong phòng họp cũng bần thân. Đoàn hoàng thật sự bãi bỏ vị trí người thừa kế của đoàn vô nhai. vn đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoàng tộc họ đoàn. Bố, con đã đồng ý rút khỏi vị trí người thừa kế rồi, sao bố vẫn ban thưởng biệt viện cho đoàn vô viêm chứ đoàn vô nhai cực kỳ tức giận hai mắt đầy tơ máu nhìn đoàn hoàng hét lớn tại sao tại sao bố lại làm vậy ông ta thật sự rất phẫn nộ biệt viện đó là nơi ông ta và người vợ quá cố sống bên nhau nhà rất nhỏ không có giá trị gì nhưng chứa đầy kỷ niệm tốt đẹp của hai người tao cho mày lựa chọn là do mày không biết phải trái đoàn hoàng lạnh giọng quát cút ra ngoài cho tao ai cũng đừng hòng cướp biệt viện của tôi đoàn vô nhai gắt lên một câu rồi xoay người bỏ đi để tao xem ai giữ được cái biệt viện này mà không được tao cho phép đoàn hoàng giận tím người ra lệnh người đâu phá bỏ biệt viện phía đông bắc cho tôi rõ hai cao thủ thần cảnh nhận lệnh giờ phút này ai cũng biết đoàn hoàng đã nổi cơn thịnh nộ không muốn tha cho biệt viện này thưa bố con thật sự không cần biệt viện đó nữa đâu ạ à. xin bố hãy cho anh hai thêm một cơ hội nữa đoàn vô viêm thình lình lên tiếng lúc này chỉ có ông ta mới dám chen vào, những người khác đâu ai dám nói giúp cho đoàn vô nhai. Đoàn hoàng vui mừng nhìn đoàn vô viêm, giọng điệu cũng tốt hơn nhiều, bố đã cho nó cơ hội nhưng nó không biết phải trái, không trách ai được. Con hãy chuẩn bị đi, ngày mai chính là lễ sắc phong cho cân nổ dứt lời, đoàn hoàng nhìn lướt qua xung quanh, nói tiếp, chuyện thứ hai tôi muốn nói là bàn với các vị cách giải quyết Dương Thanh. Nghe vậy, ai cũng đều giật mình. Đoàn vô nhai đưa Dương Thanh về hoàng tộc họ đoàn đã được ba ngày dù sao đó cũng là nhân vật chính của cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô đương nhiên bọn họ biết anh là ai xem ra trong lòng đoàn hoàng đã có quyết định từ trước nếu không thì đã không tước đi ngôi vị kế thừa của đoàn vô nhai dương thanh được đoàn vô nhai đưa về bây giờ đoàn hoàng lại muốn thảo luận cách giải quyết anh hiển nhiên là chuẩn bị hành động thưa bố dương thanh còn trẻ mà đã có thể giao chiến với cao thủ siêu phàm cảnh nếu cậu a chịu khuất phục và làm việc cho mình thì con nghĩ có thể giữ lại không được thì con đề nghị xử tử Đoàn Vô Viêm đáp lại đầu tiên. Ông ta đã biết chuyện Đoàn Vô Nhai chủ động xây dựng mối quan hệ với Dương Thanh khi ở Yến Đô. Có thể nói, hiện giờ hai người đã đứng trên cùng một chiến tuyến, nếu để Dương Thanh sống sót thì đây sẽ là một mối đe dọa khôn lường. Dù sao thì toàn bộ hoàng tộc họ Đoàn chỉ còn mỗi Đoàn Vô Nhai là có thể làm dao động địa vị của Đoàn Vô Viêm. Dương Thanh mà còn sống, có lẽ trong hoàng tộc chỉ có Đoàn Hoàng có thể áp chế anh. Ngũ hoàng tử nói đúng. Nếu Dương Thanh chiếu quy thuận thì có thể giữ lại, không được thì phải xử tử ại một ông lão lên tiếng. Trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, Dương Thanh không chỉ đắc tội hoàng tộc họ Diệp, hoàng tộc họ Long và hiệp hội võ thuật mà còn đắc tội cả cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành. Một người trong dòng chính cũng nói, loại người đi đâu cũng kéo kẻ thù về như thế thì cho dù phục vụ cho chúng ta cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng, tôi đề nghị giết chết trước khi cậu a tỉnh lại. Những người ban đầu còn nâng đỡ đoàn Vô Nhai đều lựa chọn im lặng ông ta đã bị tước đi vị trí người thừa kế họ mà còn đối đầu với đoàn vô viêm thì không khác gạch dưới gì tự tìm tội về cho mình chưa kể ý của đoàn hoàng cũng đã rất rõ ràng lão ta không muốn giữ dương thanh lại như vậy thì chúng ta giơ tay biểu quyết ai đồng ý giết dương thanh thì giơ tay đoàn hoàng nhìn lướt qua mọi người đưa ra quyết định xoạt 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 tất cả những người trong phòng họp đều giơ ai kể cả đoàn hoàng được đồng ý hết lão ta nhìn đoàn vô viêm ra lệnh con lập tức dẫn người đi giết dương thanh đi rõ thưa bố đoàn vô viêm mừng rỡ đáp một bên khác đoàn vô nhai ra ngoài phòng họp rồi nhanh chóng trở về biệt viện nhị hoàng tử thấy ông ta đã về một cao thủ thân cảnh hậu kỳ vội vàng tiến lên nét mặt lo lắng độc du ông đưa cậu thanh và ngữ yên rời khỏi hoàng tộc họ đoàn ngay đoàn vô nhai nôn nóng ra lệnh nhị hoàng tử rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy độc du hoàng hốt hỏi ông ấy không thuộc hoàng tộc họ đoàn mà là được đoàn vô nhai cứu nên đi theo ông ta ở hoàng tộc họ đoàn ông ấy có thể không nghe lệnh của đoàn hoàng nhưng tuyệt đối tuân theo lời của đoàn vô nhai thế mà giờ đoàn vô nhai lại bảo ông ấy đưa dương thanh và đoàn nữ yên đi điều này chứng tỏ có chuyện lớn rồi không kịp rồi đi khỏi đây nhanh lên đoàn vô nhai thúc giục dù sao tôi cũng là nhị hoàng tử của hoàng tộc họ Đoàn nên cho dù bị tước đi vị trí người thừa kế cũng không có ai làm gì tôi, nhưng nếu ông và những người khác ở lại nhất định sẽ bị giết. Từng được nắm giữ thân phận Đoàn hoàng tương lai, Đoàn Vô Nhai cũng không ngốc, với phong cách làm việc của Đoàn Hoàng thì một khi ông ta không còn là người thừa kế nữa, những gì liên quan đến ông ta cũng sẽ bị xóa bỏ. Kể cả Đoàn Ngư Yên cũng có thể bị Đoàn Hoàng ra lệnh giết chết. Lão ta cho rằng cô ấy cũng giống mẹ mình, sống sót sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho đoàn vô nhai. Cái mà đoàn hoàng mong muốn là một đoàn vô nhai vô tình vô nghĩa, như thế mới có thể làm việc cho hoàng tộc họ đoàn mà không có bất cứ chăn trở nào. Bố! Đoàn ngữ hiên kinh hoàng, vị trí người thừa kế của bố đã bị ông nội lấy đi rồi sao? Đoàn vô nhai gật đầu, ái náy nhìn cô ấy, ngữ hiên à, bố xin lỗi con, bây giờ đến cả biệt viện này bố cũng không giữ được nữa. Nghe bố nói giờ con đưa cậu Thanh đi theo độc du rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt, như vậy bố mới yên tâm được. Hai mắt đoàn ngữ yên đỏ hoe, nước nở nói, con không đi. Con muốn ở lại với bố. Con phải đi. Đoàn vô nhai nhận thấy có vài hơi thở thần cảnh đang đến gần. Độc du, nghe lệnh tôi. Ông ta quát. Giói độc du không trần trừ nữa, biết cứ tiếp tục nán lại không những không giúp được đoàn vô nhai mà còn làm liên lụy. Bố ơi, đoàn ngữ yên bật khóc. Đi đi, Đoàn vô nhai hét lên, mắt đầy tơ máu. Đoàn ngữ yên căn môi, đi theo độc du rời khỏi đây. Độc du cóng dương thanh trên vai rồi ra ngoài. Anh hai, anh bảo họ đi đâu thế? Ngay lúc này, một giọng nói đùa cợt thình lình vang lên. Đoàn vô viêm mang theo bốn cao thủ thần cảnh bao vây dương thanh, độc du và đoàn ngữ yên. Đoàn vô viêm, đôi mắt đoàn vô nhai đỏ như sắp ứa ra máu, phẫn nổ quát, cậu đã lấy được vị trí người thừa kế rồi, còn muốn gì nữa? thả họ đi có gì cứ giải quyết với tôi đoàn vô viêm phì cười anh hai à không phải tôi không muốn thả mà là bố đã ra lệnh phải giết dương thanh ngoài ra ông ấy còn yêu cầu phá hủy cả biệt viện này nữa nghe ông ta nói vậy sách mặt đoàn vô nhai thay đổi ngay tức khạc tức giận vô cùng bố muốn giết cậu thanh ư xem ra anh hai kính trọng dương thanh này lắm nghe giọng cung kính đến vậy cơ mà đoàn vô viêm cười híp mắt đoàn vô viêm Tôi khuyên cậu đừng có làm gì cậu Thanh, nếu không cả hoàng tộc họ Đoàn sẽ bị tiêu diệt vì sự ngu xuẩn của mấy người đấy." Đoàn vô nhai cắn răng nói. Chính mắt ông ta đã nhìn thấy Dương Thanh khi dốc hết toàn bộ sức mạnh có thể đánh nhau với cao thủ siêu phàm cảnh mà vẫn không thua. Giữ quan hệ tốt với thiên tài ấy chính là sự lựa chọn tốt nhất. Cho dù bây giờ Dương Thanh đang hôn mê bất tỉnh, hoàng tộc họ Đoàn có thể giết được nhưng anh vẫn còn anh em tốt là Mã Siêu, thiên phú của anh ta không hề thua kém Dương Thanh chút nào. Nếu Dương Thanh chết trong tay hoàng tộc họ đoàn, đoàn vô nhai biết chắc mã siêu sẽ lẩn trốn, liều mạng tu luyện để chờ đến ngày tự mình bước vào hoàng tộc họ đoàn. Khi đó, toàn bộ gia tộc sẽ trở thành địa ngục trần gian. Đoàn vô viêm cười khẩy, bố muốn Dương Thanh chết, cậu ta dám không chết à? Dứt lời, ông ta đưa mắt về phía độc du đang cóng Dương Thanh, trong lời nói ngập tràn sát ý, khôn hồn thì giao Dương Thanh ra đây, không thì chết. Đoàn vô viêm đã để mắt đến độc du từ lâu, ông ấy là tùy tùng trung thành với đoàn vô nhai nhất, thực lực cũng đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ. Hôm nay là thời cơ tốt để diệt trừ. Quả nhiên, độc du lạnh lùng nhìn ông ta, không hề có ý định giao dương thanh cho họ. Đi đi, đoàn vô nhai quát lớn. Độc du không trần chờ nữa, cõng dương thanh nhẹ nhàng lao về phía trước. Muốn chết thì tôi sẽ thành toàn, lên. Đoàn vô viêm ra lệnh, bốn cao thủ thần cảnh đồng loạt bước ra tấn công dữ dội về phía độc du. Cút, đoàn vô nhai giận dữ gầm lên tung trưởng đánh bay một cao thủ thần cảnh trong nháy mắt lại quay sang công kích người khác độc du cũng bùng nổ sức chiến đấu mạnh nhất giơ chân lên một cao thủ thần cảnh trung kỳ bị đá bay như một quả bóng chỉ trong chốc lát bốn cao thủ thần cảnh mà đoàn vô viêm dẫn đến đã có hai người bị hạ gục hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ còn lại nghiêm nghị nhìn đoàn vô nhai đe dọa nhị hoàng tử hoàng chủ đã ra lệnh giết dương thanh ngài mà cản trở nữa thì đừng trách chúng tôi không nương tay Đoàn Vô Viêm đang đang sát khí, đoàn Vô Nhai khi bùng nổ thực lực làm cho ông ta cảm thấy rất nguy hiểm. Một người cũng đã đột phá đến thần cảnh hậu kỳ lại cảm nhận được sức mạnh vượt xa thần cảnh hậu kỳ bình thường từ một người khác sẽ như thế nào. Rõ ràng là giữa ông ta và đoàn Vô Nhai vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nếu đoàn Vô Nhai đã tiến vào thần cảnh đỉnh phong, trở thành thiên tài võ thuật bậc nhất hoàng tộc họ Đoàn một lần nữa thì không ai có thể đoán trước được liệu đoàn hoàng có truyền lại vị trí người thừa kế cho ông ta hay không. Đoàn vô viêm cũng hiểu rất khó để bản thân từ thần cảnh hậu kỳ tiến vào thần cảnh đỉnh phong, có lẽ mấy chục năm sau vẫn giữ nguyên cảnh giới này cũng không chừng. Anh hai, anh định làm trái mệnh lệnh của bố đấy à? Đoàn vô viêm hít mắt nhìn chăm chăm đoàn vô nhai, chất vấn, hay là anh định tạo phản? Lời này vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, đoàn vô nhai cũng giật mình, tức giận nói, đoàn vô viêm, cậu ngậm máu phun người. Nếu không phải vậy thì sao lại cản tôi giết Dương Thanh? Đoàn vô viêm lạnh giọng gặng hỏi. Cậu Thanh không phải người mà mấy người muốn giết là giết được đâu, tôi làm thế cũng vì muốn cứu hoàng tộc họ đoàn thôi. Đoàn vô nhai căn răng đáp. Nói nhảm. Đoàn vô viêm không tin, anh muốn mượn sức Dương Thanh để cướp đi vị trí người thừa kế của tôi chứ gì. Tôi nói cho anh biết, bố đã loại trừ anh thì cả đời anh đừng hòng mơ ước đến nó nữa. Dứt lời, ông ta ra lệnh, anh hai muốn ngăn trở thì cho dù bị chúng ta làm bị thương, bố cũng không trách đâu giết Dương Thanh. Các cao thủ thần cảnh lần nữa xông về phía Độc Du. Hai mắt Độc Du tràn đầy sát ý, đương nhiên ông ấy biết rõ hiện giờ đoàn vô nhai đã hoàn toàn thất thế, ở lại hoàng tộc họ đoàn chỉ có đường chết. Đã như vậy thì còn đắn đo làm gì nữa? Muốn chết à, tôi sẽ cho mấy người được như ý muốn. Sát ý hừng hực, Độc Du đặt Dương Thanh xuống đất, ý chí chiến đấu lộ rõ. Khí thế khủng bố của cao thủ đã gần đến thần cảnh đỉnh phong bộc phát ra khỏi cơ thể đoàn vô viêm trợn to mắt ông ta có thực lực thần cảnh hậu kỳ nên cảm giác được độc du rất mạnh chỉ còn cách thần cảnh đỉnh phong một âm giấy đoàn vô nhai đã vậy rồi mà còn có thêm độc du và cả dương thanh còn đang hôn mê nữa nếu anh tỉnh lại đoàn vô viêm sợ ba người này kết hợp với nhau sẽ có thể gây uy hiếp đến đoàn hoàng vậy thì càng không thể để độc du và dương thanh sống tiếp giết chúng đoàn vô viêm quát hai cao thủ thần cảnh trung kỳ và hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đồng loạt xông về phía độc du theo mệnh lệnh của ông ta đoàn vô nhai cũng xông lên dương thanh và độc du không thể chết được mọi chuyện đã đến nước này dù có chết ông a cũng phải nghĩ cách cứu hai người họ ra tính cả đoàn vô viêm thì đối diện có năm cao thủ thần cảnh nếu độc du triển khai toàn bộ sức chiến đấu thì e là sẽ thu hút nhiều cao thủ thần cảnh hơn đến tiếp viện khi đó họ có ba đầu sáu tay cũng hết hy vọng rời khỏi đây đoàn vô nhai đoàn vô viêm gầm lên xông về phía đoàn vô nhai nếu anh tỉnh lại đoàn vô viêm sợ ba người này kết hợp với nhau sẽ có thể gây uy hiếp đến đoàn hoàng vậy thì càng không thể để độc du và dương thanh sống tiếp giết chúng đoàn vô viêm quát hai cao thủ thần cảnh trung kỳ và hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đồng loạt xông về phía độc du theo mệnh lệnh của ông ta đoàn vô nhai cũng xông lên dương thanh và độc du không thể chết được mọi chuyện đã đến nước này dù có chết ông A cũng phải nghĩ cách cứu hai người họ ra. Tính cả đoàn vô viêm thì đối diện có 5 cao thủ thần cảnh, nếu độc du triển khai toàn bộ sức chiến đấu thì e là sẽ thu hút nhiều cao thủ thần cảnh hơn đến tiếp viện. Khi đó, họ có ba đầu sáu tay cũng hết hy vọng rời khỏi đây. Đoàn vô nhai Đoàn vô viêm gầm lên, xông về phía đoàn vô nhai. Ông ta nhận thấy thế cuộc hiện giờ rất rõ, chỉ dựa vào bốn cao thủ thần cảnh thì đừng mong bắt được Dương Thanh. Cốt, đoàn vô nhai tung một trưởng vào ngay giữa ngực của đoàn vô viêm đoàn vô viêm bay ngược ra sau đều có thực lực thần cảnh hậu kỳ thế mà đoàn vô viêm lại không thể đỡ nổi một trưởng của đoàn vô nhai cảnh tượng này làm cho bốn cao thủ thần cảnh kia cực kỳ thẳng thốt ngay thời điểm đoàn vô nhai đánh bay đoàn vô viêm độc du cũng đã đấm bay một cao thủ thần cảnh hậu kỳ còn lại giao cho tôi ông đưa cậu thanh và ngữ yên rời khỏi đây đi trong lúc nói chuyện đoàn vô nhai lại lao tới một cao thủ thần cảnh hậu kỳ khác Độc Du không nói gì, cõng Dương Thanh mau chóng dân đoàn ngữ yên đi. Nhị hoàng tử, ngài đừng làm bậy. Ba cao thủ thần cảnh còn lại vừa hốt hoảng vừa tức giận. Tránh ra, đoàn vô nhai không thèm đáp lại, dậm chân một cái, nhảy đến chỗ cao thủ thần cảnh hậu kỳ định cản đường Độc Du. Âm, một trường tung ra, kẻ đó bị đánh bay. Phút chốc, hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ trong số bốn người đoàn vô viêm dẫn đến đều nằm liệt trên đất hai cao thủ thần cảnh trung kỳ còn lại còn không tiếp cận được đoàn vô nhai, bị đánh bay đi dễ như trở bàn tay. Đến đây, năm cao thủ thần cảnh gồm cả đoàn vô viêm đều nằm sóng xoài dưới đất, sắc mặt ai nấy đều tái mét, chỉ biết mở to mắt nhìn độc du đưa Dương Thanh đi. Đoàn vô nhiều đoàn vô viêm rít lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, hừng hực sát khí. Từ khi đột phá vào thần cảnh hậu kỳ, ông ta cho rằng dù mình không phải đối thủ đoàn vô nhai thì cũng không có chuyện ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Nhưng đến lúc này, ông ta mới ngộ ra mình và đoàn vô nhai cách nhau quá xa. Đoàn vô nhai, anh dám làm trái mệnh lệnh của bố, để Dương Thanh chạy mất, anh không sợ bị bố giết sao. Đoàn vô viêm giận dữ chất vấn. Đoàn vô nhai tự diều cười, nếu bố quyết tâm muốn giết tôi thì có sao đâu. Chỉ cần độc du có thể đưa Dương Thanh và đoàn ngữ hiên rời khỏi đây, ông ta chết cũng không có gì tiếc nuối. Đoàn vô nhai tin Dương Thanh sẽ bảo vệ tốt con gái mình. Bùm. Đột nhiên một tiếng và đập vang lên, độc du vừa đưa Dương Thanh và đoàn ngữ yên đi bay thẳng xuống dưới chân đoàn vô nhai. Phụt, vừa rơi xuống thì ông ấy hộp máu, uy áp cũng yếu đi hẳn. Sắc mặt đoàn vô nhai thay đổi, độc đun nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đằng sát khí như tử thần tiến về phía mình, trên mặt ông ta đầy vẻ tuyệt vọng. Sau khi đoàn vô viêm thấy được người tới, lập tức tươi cười rạng rỡ Đoàn vô nhai, tôi thật sự muốn nhìn thử xem anh có thể làm gì trước mặt sư phụ tôi. Đoàn vô viêm cười lớn nói. Người tới không phải ai xa lạ mà chính là La Tu sư phụ của đoàn vô viêm. Mà Tu La không chỉ là sư phụ của đoàn vô viêm, ở hoàng tộc họ đoàn, thực lực của lão ta chỉ đứng sau đoàn hoàng, cũng là thân cảnh đỉnh phong. Nhị hoàng tử, hoàng chủ có lệnh phải giết Dương Thanh, thế mà cậu lại sai người dẫn Dương Thanh đi, trong mắt cậu còn có hoàng chủ nữa không? La Tu đứng trước mặt đoàn vô nhai, lạnh lùng nói. Trong đôi mắt đỏ ngầu của đoàn vô nhai ngập tràn ý chí chiến đấu, ông ta nhìn chăm chăm La Tu gắn giọng nói, các người có biết thực lực võ thuật của cậu thanh mạnh cỡ nào không? Trạng thái chiến đấu của cậu ấy lúc ở đỉnh cao có thể chiến đấu với cao thủ siêu phàm cảnh. Bây giờ tôi đã là bạn của cậu ấy, đợi sau khi cậu ta kế thừa đế thôn, chắc chắn sẽ không để hoàng tộc họ đoàn chúng ta chịu thiệt đâu. Vẻ mặt La Tu bình tĩnh, lạnh nhạt nói, cậu cũng đã nói đó là lúc thực lực của cậu ta ở đỉnh cao nhưng lúc này cậu ta lại sống chết chưa rõ, dù có tỉnh lại có lẽ cũng sẽ trở thành kẻ vô dụng. Cậu ta có tư cách gì làm bạn với hoàng tộc họ đoàn? Thần y của hoàng tộc họ đoàn đã khám bệnh cho Dương Thanh, tình trạng sức khỏe của cậu ấy rất tốt, chỉ là không biết tại sao mãi vẫn không tỉnh lại. Đoàn vô nhai vô cùng kiên quyết nói, tôi tin không bao lâu nữa Dương Thanh nhất định sẽ tỉnh lại. Cậu tin là chuyện của cậu, tôi chỉ biết hoàng chủ đã giao nhiệm vụ giết Dương Thanh cho tôi thì tôi nhất định phải làm. Là tu không hề dao động, giống như người máy, cực kỳ hờ hững nói nhị hoàng tử tôi không muốn ra tay với cậu nhưng nếu cậu lại ngăn cản nữa thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu sau khi cảnh cáo đoàn vô nhai la tu lại nói vô viêm giết dương thanh bây giờ dương thanh sống chết không rõ bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng giết anh nhưng công lao này nhất định phải dành cho đoàn vô viêm la tu là sư phụ của đoàn vô viêm đương nhiên lão ta sẽ không tranh công với đoàn vô viêm vâng sư phụ đoàn vô viêm mừng như điên một khi giết chết Dương Thanh, biết đâu chừng hoàng chủ sẽ tính công lớn cho ông ta thì sao? Bây giờ ông ta đã có được một viên luyện thể đan, nếu đoàn hoàng ban thưởng cho ông ta nhất định giá trị sẽ không kém luyện thể đan. Dương Thanh, chết đi. Tuy đoàn Vô Viêm bị đoàn Vô Nhai một đòn đánh bay, nhưng đoàn Vô Nhai lại không nặng tay với ông ta, lúc này trên người ông ta lập tức bộc phát hơi thở võ thuật thần cảnh hậu kỳ, đạp một cước lên đầu Dương Thanh. Cậu dám? Đoàn Vô Nhai nổi giận gầm lên, muốn xông lên thế nhưng ông ta vừa nhấc chân lên liền bị La Tu chặn lại. Đoàn vô nhai chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân của đoàn vô viêm càng lúc càng gần đầu của Dương Thanh. Oanh! Lúc này độc du đột nhiên vào tới đấm lên lông ngực đoàn vô viêm. Đoàn vô viêm phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Đoàn vô nhai không nặng tay với đoàn vô viêm nhưng độc du thì sẽ không nương tay. Dù lúc nãy ông ta đã bị La Tu đánh bị thương nặng nhưng vẫn có thể bộc phát được 8 phần sức mạnh đoàn vô viêm không hề để phòng hứng chọn một đòn của độc du. Ông muốn chết. Trong mắt là tu lóe lên sát khí, thân hình lóe lên vọt thẳng về phía độc du. Độc du biết rõ, hôm nay chỉ có liều chết mới có thể tìm được đường sống, nếu không sẽ bỏ mạng tại đây. Ông ấy không hề do dự, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hơi thở võ thuật thần cảnh hậu kỳ dâng trào. Giết! Ông ấy hơi nhấc chân lên nghênh chiến. Đoàn vô nhai biết rất rõ, có Tu La ở đây Độc Du sẽ thua chắc. Thân hình ông ta lóe lên vọt về phía La Tu. Oanh, oanh. Hai tiếng va chạm nặng nề lần lượt vang lên. Tiếng va chạm thứ nhất là đòn lấy mạng của Tu La khiến Độc Du bị đánh bay ra ngoài trong chớp mắt. Tiếng va chạm thứ hai là Đoàn Vô Nhai đánh một đòn vào sau lưng La Tu, nhưng La Tu cũng chỉ bị đẩy về trước ba bốn bước đã đứng vững lại. La Tu, đừng ép tôi. Đoàn Vô Nhai gần như cắn răng nói ra câu này cả người ông ta tràn ngập ý chí chiến đấu, luồng hơi thở võ thuật vô hạn gần với thần cảnh đỉnh phong không ngừng tỏa ra từ trên người ông ta. La Tu nhíu mày, trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, đương nhiên lão ta cảm nhận được bây giờ võ thuật của đoàn vô nhai sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong. Lão ta khiếp sợ tột độ, đoàn vô nhai chỉ lớn hơn đoàn vô viêm 2 tuổi, nhưng đoàn vô viêm mới đột phá thần cảnh hậu kỳ thế mà đoàn vô nhai lại xếp đột phá thần cảnh đỉnh phong sao dù thiên phú của đoàn vô viêm có mạnh hơn nữa cũng không có hy vọng đột phá thần cảnh đỉnh phong trong hai năm nữa. Nói cách khác một khi đoàn vô nhai đột phá thần cảnh đỉnh phong, sẽ lập tức trở thành thiên tài võ thuật đầu tiên của hoàng tộc họ đoàn. Đoàn vô viêm là đệ tử của lão ta, ngày mai sẽ được sắc phong là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn. Ở thời điểm quan trọng này, lão ta tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Lập tức sát khí của tu la đối với đoàn vô nhai càng đậm. Đoàn vô nhai cảm nhận được sát khí mãnh liệt của Tu La với mình, hai mắt ông ta trở nên lạnh lế ô, nhìn chăm chem La Tu, ông muốn giết tôi. La Tu khít mũi, tôi không có ý định đối đầu với nhị hoàng tử. Nếu nhị hoàng tử nhất định ngăn cản tôi thực hiện mệnh lệnh của hoàng chủ, thì đừng trách tôi ra tay với cậu. Nếu tôi lỡ tay làm nhị hoàng tử bị thương, tôi nghĩ hoàng chủ cũng sẽ không trách tội tôi đâu nhỉ. Đoàn vô nhai cười lạnh, La Tu, ông không cần tìm lý do đường hoàng để giết tôi đâu muốn đánh thì đánh không cần giả dối như vậy sát khí trong mắt la tô càng đậm tuy lão ta muốn giết đoàn vô nhai nhưng cũng biết rõ thân phận của đoàn vô nhai tuy giết không được đoàn vô nhai nhưng lão ta có thể làm đoàn vô nhai bị thương nặng chắc chắn sẽ khiến căn cơ võ thuật của đoàn vô nhai bị tổn thất nặng nề đúng không chỉ cần ngăn chặn con đường phát triển võ thuật của đoàn vô nhai là được nếu nhị hoàng tử cứ nhất định ngăn cản thì đừng trách tôi La Tu vừa dứt lời một luồng áp lực khủng bố của cao thủ thực lực thần cảnh đỉnh phong càn quét về phía đoàn vô nhai. Một giây sau, La Tu biến mất tại chó. Ý chí chiến đấu trên người đoàn vô nhai điên cuồng phun trào, ông ta giận dữ hét phái. Theo tiếng hét của ông ta, khí thế võ thuật trên người ông ta vò thẳng lên trời. Oanh oanh oanh. Lúc này hai người giao đấu đoàn vô nhai hoàn toàn bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất. Đoàn vô viêm vừa bị độc du đánh bị thương nặng lúc này lại thấy đoàn vô nhai đánh nhau với la tu nhưng khi thấy đoàn vô nhai chỉ rơi vào thế hạ phong ông ta cũng ngẩn người chuyện này sao có thể la tu là cao thủ thần cảnh đỉnh phong thế mà đoàn vô nhai lại dùng thực lực thần cảnh hậu kỳ để giao đấu với la tu ông ta vốn nghĩ đoàn vô nhai sẽ không đỡ nổi một đòn của la tu nhưng bây giờ thì sao chỉ mấy giây ngắn ngủi mà hai người đã đánh với nhau mười mấy hiệp mà đoàn vô nhai cũng chỉ là bị chèn ép chứ không bị một đòn đánh bay như tưởng tượng của đoàn vô viêm. Không ngờ nhị hoàng tử lại che giấu thực lực giỏi như vậy. Với thực lực hiện giờ của cậu, dù là thần cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của cậu đúng không? Sau khi một đòn đẩy lui đoàn vô nhai, La Tu hít mắt nói. Sau khi bị đẩy lùi về sau 7-8 bước đoàn vô nhai mới ổn định bước chân. Ông ta lau vết máu nơi khóe miệng, hai mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm La Tu, nở nụ cười điên cuồng nói, ông thật sự nghĩ cảnh giới võ thuật của tôi chỉ tới thần cảnh hậu kỳ thôi sao? Đoàn vô nhai vừa nói xong một luồng khí thế võ thuật vượt xa thần cảnh hậu kỳ vọt thẳng lên trời từ trên người ông ta. Lúc này sắc mặt tu la xanh mét. Đoàn vô viêm càng hoảng sợ tổ độ nói, thần cảnh đỉnh phong. Không ngờ anh ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Không, không thể nào. Tuyệt đối không thế. Đoàn vô viêm gào lên, trong mắt ông ta ngập tràn sát khí, gần giọng nói, sư phụ, giết anh ta cho con. Con muốn anh ta chết. Lúc này đoàn vô viêm rất muốn giết đoàn vô nhai. Ông ta nhỏ hơn đoàn vô nhai 2 tuổi đã đột phá thần cảnh hậu kỳ, khó khăn lắm mới đoạt lại danh hiệu thiên tài võ thuật số 1 của của hoàng tộc họ đoàn. Nào ngờ sáng nay ông ta vừa mới bước vào thần cảnh, chưa đến giữa trưa đoàn vô nhai đã đột phá thần cảnh đỉnh phong. Ông ta không thể chấp nhận sự thật này. Đoàn vô nhai bắt buộc phải chết. Là tu không hề ra tay, chỉ nghiêm mặt nhìn đoàn vô nhai thầm cân nhắc có nên giết ông ta hay không dù đoàn vô nhai đã đột phá thần cảnh đỉnh phong lão ta cũng không sợ lão ta đã ở thần cảnh đỉnh phong rất nhiều năm một cao thủ vừa mới bước vào thần cảnh đỉnh phong thì đã sao nhưng muốn giết đoàn vô nhai e là rất khó đoàn vô nhai ngạo nghễ đứng đó toàn thân toát lên khí thức thần cảnh đỉnh phong ánh mắt nhìn la tu tràn đầy ý chí chiến đấu chỉ là hai mắt ông ta đỏ ngầu dường như không thể chịu được nguồn năng lượng của thần cảnh đỉnh phong. Không đúng." La Tu đột nhiên lên tiếng, "Không phải cậu ta đột phá thần cảnh đỉnh phong, mà là dùng bí pháp tăng sức chiến đấu lên thần cảnh đỉnh phong. Cậu ta không chống đỡ được lâu đâu. Đến khi cậu ta không chịu nổi nữa, tác dụng phụ của bí pháp cưỡng ép tăng thực lực rất mạnh, có lẽ nền tảng võ thuật cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng." Nghe vậy, Đoàn Vô Viêm kinh hãi hỏi, "Thật sao?" La Tu gật đầu. "Ha ha ha ha." đoàn vô viêm lập tức cười phá lên, thì ra anh dùng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực. Ngu xuẩn, anh đúng là đồ ngu xuẩn. Tôi đang sợ anh thật sự đột phá thần cảnh đỉnh phong, nhưng xem ra hiện giờ không cần lo lắng gì nữa. Bất kỳ bí pháp cưỡng ép tăng thực lực nào cũng tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng võ thuật. Để bảo vệ một kẻ sắp chết, anh không tiếc tổn hại nền tảng võ thuật của mình, đúng là ngu ngốc. Đoàn vô nhai không thèm đáp lại đoàn vô viêm đang phát điên, chỉ nhìn chăm chăm la tu, cản răng nói, có tôi ở đây, ai cũng đừng lòng động đến một sợi tóc của cậu thanh. dứt lời, ông ta lại hỏi độc du, ông có chống đỡ nổi không? sắc mặt độc du trắng bệch, gật đầu nhìn các cao thủ thần cảnh khác, lạnh giọng đáp, giết một hai cao thủ thần cảnh không thành vấn đề. giọng điệu vô cùng tự tin. dù đang bị thương nặng, ông ấy cũng là cao thủ thần cảnh hậu kỳ sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong. có thể không giết nổi cao thủ thần cảnh hậu kỳ nhưng thần cảnh trung kỳ thì vẫn có thể giết được. được. Đưa cậu Thanh và Ngữ Hiên rời khỏi đây đi. Đoàn vô nhai ra lệnh. Bố. Đoàn Ngữ Hiên lo lắng hét lên. Bồ di đoàn vô nhai giận dữ quát. Đoàn Ngữ Hiên đỏ bừng mắt nhìn ông ta rồi quay lưng rời đi với độc du. Độc du cống Dương Thanh đang hôn mê trên lưng, cất bước đi ra ngoài. Mấy cao thủ thần cảnh xông lên chặn đường. Cút. Độc du nổi giận thét lên, sức mạnh võ thuật khủng bố trên người ông ấy càn quét ra ngoài. Để Dương Thanh lại chúng tôi sẽ thả ông đi một cao thủ thần cảnh lạnh lùng nói giết độc du xông thẳng về phía trước mấy cao thủ thần cảnh đồng loạt tao tới cùng lúc đó đoàn vô nhai cũng vào tới chỗ la tu đúng là ông ta đã dùng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực cũng không kiên trì được bao lâu ông ta nhất định phải đánh bại la tu trước khi bí pháp hết tác dụng nếu không hôm nay dương thanh sẽ phải chết lúc này ý chí chiến đấu trên người ông ta phun trào mỗi lần ra tay đều khiến đất trời rung chuyển, dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong như La Tu cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Bịch bịch bịch, đoàn vô nhai điên cuồng ra đòn, La Tu cũng dùng hết sức đối phó, cảm thấy tay chân luống cuống. Đoàn vô viêm nhìn không chớp mắt, muốn trông thấy đoàn vô nhai bị La Tu đánh giết. Hoàng tộc họ đoàn chỉ có một người thừa kế là ông ta. Ai cũng không có tư cách tranh với ông ta. Cuộc chiến giữa các cao thủ thần cảnh khiến khu nhà nhỏ bị san bằng trong mắt đoàn vô nhai lóe lên sát khí mặt mũi vặn vẹo tại sao tại sao các người lại đối xử tới tôi như vậy tôi chỉ muốn bảo vệ một căn nhà nhỏ thôi mà sao lại làm vậy với tôi trên mặt ông ta hiện lên vẻ đau khổ trông thấy ngôi nhà nhỏ bị phá hủy lòng ông ta như đang dỉ máu từ khi vợ ông ta qua đời ngôi nhà nhỏ của hai bọn họ đã trở thành cấm địa của riêng ông ta trừ ông ta và con gái không ai được phép bước vào bây giờ ngôi nhà ấy lại bị đoàn hoàng gia lệnh phá hủy. Tôi đã không thèm tranh quyền thừa kế, sao các người còn ép tôi? Đoàn vô nhai chợt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu. Hoàng tộc họ đoàn lớn như vậy lại không chứa nổi một ngôi nhà nhỏ này sao? Toàn thân ông ta đằng đằng sát khí. La Tu cũng cảm thấy áp lực đè nặng, đột nhiên lên tiếng, vô viêm mau rời khỏi đây. Con muốn tận mắt chứng kiến sư phụ phế bỏ anh tai đoàn vô viêm hung ác nói. Ta bảo con đi, là tù bỗng gầm lên lão ta cảm thấy đoàn vô nhai sắp mất khống chế một khi đoàn vô nhai hoàn toàn bộc phát sợ là lão ta cũng không thể ngăn cản đoàn vô viêm ở lại đây rất nguy hiểm nếu đoàn vô nhai muốn giết đoàn vô viêm có lẽ sẽ giết được đoàn vô viêm nhìn chăm chem đoàn vô nhai không cam lòng quay lưng rời đi nhưng ông ta lại phát hiện độc du đang cống dương thanh đấu với mấy cao thủ thần cảnh đoàn ngữ yên đứng cạnh suốt ruột quan sát trong mắt đoàn vô viêm lóe lên tia lạnh lẽo, nhếch miệng nở nụ cười, đoàn vô nhai, hôm nay anh chết chắc rồi. Thoe cái, ông ta đã tới gần đoàn ngữ yên. Bốp, đoàn vô viêm bóp cổ cô ấy nhấc lên không chung. Đoàn vô nhai, đoàn vô viêm cười lạnh, không muốn con gái yêu của anh chết thì tự phế võ công đi. Ngữ yên, đoàn vô nhai thấy con gái bị đoàn vô viêm bóp cổ nhấc lên lập tức nổi trận lôi đình. Thả con bé dài ánh mắt đoàn vô nhai tràn ngập sát khí điên cuồng ông ta chợt thấy hối hận vừa nãy không lấy mạng đoàn vô viêm vậy thì đã không xảy ra chuyện này độc tu phát hiện đoàn ngữ yên bị đoàn vô viêm khống chế không khỏi cảm thấy áy náy ông ấy bị bốn cao thủ thần cảnh bao vây còn cõng dương thanh đang hôn mê trên vai không thể bảo vệ cả đoàn ngữ yên bịch 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 độc du vừa mới phân tâm đã bị bốn cao thủ thần cảnh đánh trúng ông ấy phun ra một ngụm máu cõng cả dương thanh bay ra ngoài không còn sức chiến đấu bốn cao thủ thần cảnh đồng loạt xông tới khống chế độc du. Thoáng chốc, độc du đã bị thương nặng, hoàn toàn kiệt sức, đoàn ngữ yên bị đoàn vô viêm bóp cổ nhấc lên. Người duy nhất còn sức chiến đấu là đoàn vô nhai cũng bị la tu giữ chân. Đoàn vô nhai, mau tự phế võ công đi, nếu không tôi sẽ giết con gái anh. Đoàn vô viêm giận dữ giống lên. Được, tôi làm. Đoàn vô nhai nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy đoàn ngữ yên bị đoàn vô viêm khống chế nhưng ánh mắt cô ấy nhìn đoàn vô nhai tràn đầy đau khổ, khẩn cầu ông ta đừng quan tâm tới mình. Ha 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 ha, đoàn vô viêm nghe thấy thế, điên cuồng cười lớn. Phập, đúng lúc này, một cánh tay đâm xuyên qua ngực đoàn vô viêm. Tiếng cười của đoàn vô viêm lập tức im bặt. Tôi nhịn ông lâu lắm rồi đấy. Giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên sau lưng ông ta. Lúc này, xung quanh đều chìm trong yên tĩnh. Mọi người chố mắt nhìn bàn tay xuyên qua ngực đoàn vô viêm, máu chảy đầm đìa, lòng bàn ai còn năm một trái tim. Phốc, cánh tay kia đột nhiên dùng sức, trái tim của đoàn vô viêm lập tức vỡ vụn. Ông ta ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Cậu Thanh, đoàn vô nhai thấy bóng dáng quen thuộc sau lưng đoàn vô viêm, lập tức kinh ngạc hô lên. Dương Thanh nhìn ông ta, nở nụ cười ấm áp, gật đầu đáp, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Mấy ngày này, anh vẫn nằm trong hoàng tộc họ đoàn, tuy không thể tỉnh lại nhưng vẫn luôn có ý thức. Anh biết rõ những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Vừa nãy anh cũng cực kỳ lo lắng, nào ngờ độc du có mình bị bốn cao thủ thần cảnh đánh bay ra ngoài, anh bị văng ra đất rồi tỉnh lại. Nếu để đám thần y của hoàng tộc họ đoàn từng khám bệnh cho Dương Thanh biết anh bị ngã một cái liền tỉnh lại, chắc chắn bọn họ sẽ buồn bực chết mất. Vô viêm. La Tu cũng lấy lại tinh thần, hét toáng lên, chạy vọt tới bên cạnh đoàn vô viêm nhưng tim của ông ta đã bị dương thanh bóp nát hoàn toàn tắt thở đến tận lúc này các cao thủ còn lại của hoàng tộc họ đoàn mới kịp phản ứng lại khiếp sợ nhìn dương thanh ngày mai đoàn vô viêm sẽ được phong làm người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn vậy mà lại bị chàng trai trẻ tóc trắng này bóp nát tim tất cả hít sâu một hơi sống lưng lạnh toát đoàn ngữ yên cũng sợ hãi nhìn dương thanh cô ấy đã chăm sóc cho anh suốt mấy ngày qua không ngờ chàng trai tuấn tú nhìn như vô hại này lại mạnh tới vậy cao thủ thần cảnh hậu kỳ bị anh một đòn lấy mạng. Đến cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Mày dám giết đồ đệ của tao, tao phải giết mày. La Tu hung tợn gào lên. Dám giết đồ đệ của lão ta ngay trước mắt lão A là sự sỉ nhục lớn nhất. Dương Thanh chỉ khinh miệt nhìn lão ta một cái rồi ném cho đoàn vô nhai một bình xứ. Đoàn vô nhai vội vàng đón lấy. Dương Thanh nói, trong này có hai viên thuốc trị thương, ông với độc du chia nhau mỗi người một viên. Cảm ơn cậu Thanh. Đoàn vô nhai cuống quyết cảm ơn, đút cho độc du một viên thuốc rồi mới uống viên còn lại. Cảm ơn em mấy ngày này. Dương Thanh lại nhìn đoàn ngữ yên, chân thành nói. Cô ấy vẫn chưa hết khiếp sợ, mãi đến khi nghe thấy Dương Thanh cảm ơn mình mới lấy lại tỉnh thần. Anh là bạn của bố em. Anh bị thương nặng, em chăm sóc anh cũng là chuyện nên làm. Đoàn ngữ yên dịu dàng nói. Bấy giờ Dương Thanh với nhìn sang La Tu, hai đầu lông mày sắc bén, Đoàn Vô Viêm đã chết, ông có chắc muốn đấu với tôi không? La Tu nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, mày dám giết đệ tử của tao, tao phải chém mày thành nhìn mảnh. Dứt lời, lão ta nhào lên. Nhưng lão ta vừa chạy tới trước mặt Dương Thanh, anh đã biến mất tại chỗ. Giờ phút này, La Tu mới tỉnh ngộ, không ngờ Dương Thanh mạnh tới mức này. Lão ta không hề cảm nhận được Dương Thanh biến mất như thế nào muốn tìm kiếm lại bàng hoàng phát hiện mình không cảm giác được vị trí của anh. Dường như anh không hề tồn tại, mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Các cao thủ thần cảnh còn lại của hoàng tộc họ đoàn đều trợn mắt há mồm. Bọn họ biết rõ thực lực của La Tu mạnh tới đâu. Ngoài đoạn hoàng, cả hoàng tộc họ đoàn không còn ai đánh lại được lão ta. Vậy mà giờ đây, lão ta không tìm nổi tung tích của Dương Thanh. Chết tiệt, mày cút ra đây cho tao. La Tu đau lòng vì đồ đệ, điên cuồng hét lớn nếu mày là đàn ông thì mau cút ra đánh với tao một trận trốn đi thì tính là gì bịch la tu chưa nói hết câu một sức mạnh khủng khiếp đánh trúng ngực lão ta phụt lão ta phun máu cơ thể bay ngược ra mười mấy mét như diều đứt dây rồi nặng nề rơi xuống đất audio điện tử võ tấn bền một đòn khiến cao thủ thần cảnh đỉnh phong mất sức chiến đấu dương thanh xuất hiện tại chỗ đứng của la tu dáng vẻ bình tĩnh trừ cánh tay dính máu, toàn thân sạch sẽ không có lấy một vết máu. Một trận gió thổi qua khiến mái tóc dài bạc trăng bay múa trong gió, tựa như Mỹ Nam bước ra từ trong truyện tranh. Lại giống như ác ma tới từ địa ngục. Mọi người kinh hãi nhìn anh, đến cả đoàn vô nhai cũng cảm thấy hiện giờ anh thật đáng sợ. Dường như Dương Thanh đã mạnh hơn lúc ở Yến Đô. Chẳng lẽ cậu ấy đã đột phá siêu phàm cảnh rồi sao? Nghĩ vậy, đoàn vô nhai cực kỳ kích động cao thủ siêu phàm cảnh ở tuổi 28 thật sự ồn tại. Dương, thê nhi là Tu bị đánh bay bò lùng cồm dậy, vẻ mặt dữ tợn. Dương thanh nhướng mày, thoát cái xuất hiện trước mặt la tu đứng cách xa mười mấy mét. Anh hời hợt đánh xuống một trường, trông có vẻ rất nhẹ nhàng, không có chút khí tức võ thuật nào, nhưng cao thủ có mặt đều biết, cao thủ mạnh như la ta bị trưởng này đánh chúng cũng chỉ còn đường chết. Xin cậu thanh nương tay. Đúng lúc này, đoàn vô nhai bỗng hét lên dương thanh ngừng tay lại cách lồng ngực la tu đúng một tấc la tu vô thức run rẩy vừa rồi lão ta thật sự cảm thấy cái chết gần trong gang tấc lão ta có ảo giác bản thân sắp đi đời nào ngờ đoàn vô nhai lại lên tiếng ngăn dương thanh giết mình ngay trong lúc ngàn cân gieo sợi tóc dù sao ông ta cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ đoàn chết đi sẽ gây ra tổn thất cực lớn đối với hoàng tộc họ đoàn xin cậu thanh nương tay đoàn vô nhai chân thành nói Tuy hoàng tộc họ đoàn đối xử bất công với ông ta, nhưng trong người ông ta vẫn mang huyết thống của hoàng tộc họ đoàn. Ông ta đưa Dương Thanh tới đây chứa trị vốn là muốn tạo quan hệ cho hoàng tộc họ đoàn, nâng cao thực lực. Nhưng ông ta không ngờ đoàn vô viêm lại đột phá, còn muốn cướp đoàn ngôi nhà nhỏ của mình. Không chỉ vậy, đoàn hoàng còn ra lệnh tiêu diệt Dương Thanh. Bây giờ Dương Thanh đã tỉnh, còn giết đoàn vô viêm. Liệu đoàn hoàng có thể tha cho Dương Thanh không? Hoặc là, Dương Thanh có thể dễ dàng buông tha hay là muốn giết Đoàn Hoàng? Đoàn Vô Nhai cầu xin khiến mọi người đều bất ngờ. La Tu là sư phụ của Đoàn Vô Viêm, bây giờ Đoàn Vô Viêm bị Dương Thanh lấy mạng, chắc chắn giữa La Tu và anh có mối thù không đội trời chung. Tuy người giết Đoàn Vô Viêm là Dương Thanh, nhưng chính Đoàn Vô Nhai đã đưa anh về hoàng tộc họ Đoàn. Dương Thanh giết Đoàn Vô Viêm cũng là vì cứu con gái của Đoàn Vô Nhai. Dù Dương Thanh tha cho La Tu, sau này La Tu sẽ làm việc cho đoàn vô nhai sao? Lúc này, trong mắt La Tu tràn đầy sát khí, khóe miệng dướm máu. Dương Thanh bỗng nhìn đoàn vô nhai, chắc ông biết rõ, giữ ông ta lại là tai họa ngầm rất lớn với ông. Đoàn vô nhai ngạo nghề nhìn La Tu, tôi chắc chắn có thể khống chế ông ta được, vậy thì tạm thời tha cho ông ta một mạng. Nói xong, Dương Thanh bình thản đi tới bên cạnh đoàn vô nhai. Đoàn vô nhai đã uống thuốc trị thương, Dương Thanh cho, vết thương đang dần hồi phục dương thanh có thể cảm giác được khí tức trong người ông ta sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong chỉ còn thiếu một chút nữa uống viên thuốc này đi dương thanh xòe tay ném cho đoàn vô nhai một bình ngọc làm bằng chất liệu cao cấp luyện thể đan đám cao thủ của hoàng tộc họ đoàn trông thấy đều giật mình kinh hãi bởi vì lúc trước trong cuộc họp khẩn cấp đoàn hoàng đã ban luyện thể đan cho đoàn vô viêm bây giờ lại rơi vào tay dương thanh còn bị anh trả lại cho đoàn vô nhai dương thanh không biết luyện thể đan chỉ cảm giác được trong viên thuốc này chứa một nguồn năng lượng rất lớn. Đoàn Vô Nhai sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong, chắc là nguồn năng lượng trong viên thuốc này đủ để ông ta đột phá thành công. Được, Đoàn Vô Nhai không hề khách sáo, lập tức mở bình đổ ra một viên thuốc màu đen. Mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ miệng bình, Đoàn Vô Nhai không chút do so dự uống vào. Viên thuốc lập tức biến thành một dòng nước ấm chảy xuống ruột gan ông ta đồng thời một nguồn năng lượng khủng bố bùng nổ trong người ông ta. nguồn năng lượng này rất thuần khiết, giống như ánh nắng bao phủ khiến đoàn vô nhai cảm thấy người mình ấm áp dễ chịu. nguồn năng lượng trong viên thuốc tràn vào lục phủ ngũ tạng của ông ta. cơ thể đoàn vô nhai như một miếng xốp, luyện thể đan lại như nước lá bị ông ta hấp thụ. không chỉ vậy, vết thương nặng trên người ông ta cũng dần hồi phục lại. hiệu quả thật mạnh. euro ó người hoảng sợ thốt lên, vẻ mặt khó tin là tu thấy vậy lại càng nổi giận, bởi vì luyện thể đan này vốn là đoàn hoàng ban cho đoàn vô viêm, bây giờ lại bị đoàn vô nhai uống mất. từ nhỏ đoàn vô viêm đã là đồ đệ của lão ta, sớm chiều ở chung. đoàn vô viêm chết thảm trong tay dương thanh, đến cả luyện thể đan vốn thuộc về đoàn vô viêm cũng bị dương thanh đưa cho đoàn vô nhai. lão ta rất không cam lòng. đúng lúc này, một luồng khí thức võ thuật khủng bố dần bộc phát từ người đoàn vô nhai nhị hoàng tử sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong rồi sao? Ông ấy mới hơn 50 tuổi đã đột phá sao? Có lẽ đây mới là thiên phú võ thuật thực sự của nhị hoàng tử vậy là hiện giờ tính cả hoàng chủ, là tu cộng thêm nhị hoàng tử, hoàng tộc họ đoàn chúng ta đã có ba cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Có lẽ lực lượng này đủ để đánh bại bất kỳ một hoàng tộc nào. Mấy cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ đoàn đều trở nên kích động. Dường như cái chết của đoàn vô viêm chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhạc tới lúc trước bọn họ còn định ra tay với đoàn vô nhai bây giờ lại hoàn toàn từ bỏ ý định đoàn vô viêm đã chết sau này đoàn vô nhai mới là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong các hoàng tử của hoàng tộc họ đoàn thực lực đột phá thần cảnh đỉnh phong sợ là đến cả đoàn hoàng cũng khó có thể giết được ông ta dương thanh cũng kinh ngạc khi cảm nhận được khí thức không ngừng tăng vọt trên người đoàn vô nhai anh không ngờ chỉ một viên thuốc lại khiến ông ta thay đổi nhiều tới vậy anh bỗng nghĩ nếu mình có một số lượng lớn luyện thể đan chẳng phải là có thể tự tạo ra một đội quân cao thủ đỉnh cao rồi sao la tu đứng cạnh cảm nhận được khí thức trên người đoàn vô nhai đang không ngừng đạt tới thần cảnh đỉnh phong sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm veo lão ta nhảy lên lao tới chỗ đoàn vô nhai chết đi cho tao lão ta nổi giận gầm lên tay cầm dao đâm thẳng vào tim đoàn vô nhai nhi hoàng tử cẩn thận mấy cao thủ thần cảnh nhao nhao lên tiếng nhắc nhở thậm chí còn có người chạy lên định ngăn cản La Tu. Một khi đoàn vô nhai đột phá thân cảnh đỉnh phong, chắc chắn sẽ lại được đoàn hoàng coi trọng. Bọn họ không thể để đoàn vô nhai gặp nạn. Bình thường cao thủ thần cảnh đánh nhau chỉ dùng võ, rất ít khi dùng vũ khí. La Tu là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, bây giờ còn cầm theo dao dồn sức đánh ra một đòn, ai có thể chống đỡ nổi. Bối đoàn ngữ yên cũng hoảng hốt hét toáng lên. Độc du lập tức xông về phía La Tu, thà chết cũng phải cản lại lão ta ánh mắt Dương Thanh lạnh hẳn xuống. Anh không ra tay, chỉ lạnh giọng nói, không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, một luồng khí thế khủng bố từ người đoàn vô nhai bộc phát, phóng thẳng lên trời. Đây là khí tức võ thuật chỉ cao thủ thần cảnh đỉnh phong mới có. Thue cái đã đột phá. Bốp, giây phút lưỡi dao trong tay La Tu sắp đâm vào tim đoàn vô nhai, một cánh tay bỗng đua ói ra bắt lấy cổ tay La Tu. Tôi đã xin cho ông một con đường sống, tại sao còn muốn đâm đầu vào chỗ chết? Đoàn vô nhai bình thản nói. Người tóm chặt cổ tay La Tu chính là đoàn vô nhai vừa mới đột phá thần cảnh đỉnh phong. La Tu chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm chặt như giọng kim, thực lực thần cảnh đỉnh phong như lão ta cũng không thoát ra được. Lão ta sợ hãi lắp bắp, sao, sao lại như vậy? Cậu không phải là thần cảnh đỉnh phong, mà là bán bộ siêu phàm. La Tu giống lên, ánh mắt không thể tin nổi. Cái gì, bán bộ siêu phàm? Nhị hoàng tử vừa mới đột phá thần cảnh đỉnh phong đã có thực lực bán bộ siêu phàm rồi sao? Mấy cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Đoàn đều sợ chết khiếp. Mọi người đều kinh hãi, chỉ mình Dương Thanh biết rõ không phải Đoàn Vô Nhai đã đột phá tới bán bộ siêu phàm mà là vừa đột phá thần cảnh đỉnh phong đã có thực lực mạnh hơn cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường rất nhiều. Bởi vì năng lượng của luyện thể đan quá khủng bố, đến mức sau khi Đoàn Vô Nhai đột phá vẫn còn rất nhiều dược hiệu chưa được hấp thụ. Nói cách khác, hiện giờ đoàn vô nhai đang mượn năng lượng của viên thuốc đương nhiên dù ông ta không uốn luyện thể đan vẫn có thể đánh bại la tu khi vừa mới đột phá tại sao lại muốn đâm đầu vào chỗ chết đoàn vô nhai do dự nhìn la tu ông ta vốn muốn tha mạng cho la tu vì lão ta là cao thủ thân cảnh đỉnh phong bây giờ đoàn vô nhai cũng đột phá lên thần cảnh đỉnh phong cộng thêm đoàn hoàng có thực lực thâm sâu ba người họ đủ để hủy diệt bất kỳ hoàng tộc nào thế nhưng la tu lại muốn giết ông ta Đồ đệ của tao chết vì mày, tao là sư phụ L đương nhiên phải trả thù cho nói là tu nghiến răng nghiến lợi nói, đoàn vô nhai, giỏi thì giết tao đi. Tao là cao thủ mạnh nhất bên cạnh đoàn hoàng. Đoàn vô viêm đã chết vì mày, nếu mày còn dám giết tao, dù có đột phá thần cảnh đỉnh phong thì ông ấy cũng không dễ dàng tha cho mày đâu. Đoàn vô nhai châm chọc hỏi, vậy sao? Dứt lời, ông ta chợt buông tay đang nắm cổ tay La Tu. Phập, lưỡi dao của La Tu đâm thẳng vào người ông A dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Nhị hoàng tử, bố ơi cao thủ của hoàng tộc họ đoàn và đoàn ngữ yên đều kinh hãi. Chỉ Dương Thanh lại nhếch miệng cười, đoán được ý đồ của đoàn vô nhai. Anh phải thừa nhận, đoàn vô nhai không chỉ có thiên phú võ thuật xuất chúng mà còn có trí tuệ siêu phàm. Người như ông ta đã đủ tư cách trở thành hoàng chủ của hoàng tộc họ đoàn. La Tu cũng xứng sờ. Lão ta biết rõ ràng đoàn, vô nhai có thể giết mình sao lại đột nhiên buông ai để mình đâm chúng la tu dám ám sát hoàng tử tội đáng chém bỗng đoàn vô nhai lạnh lùng lên tiếng giọng nói của ông ta như viên đá khổng lồ rơi xuống biển càn quét bốn phương câu nói này vang vọng khắp hoàng tộc họ đoàn bịch ngay sau đó ông ta tung trưởng đánh vào đầu la tu đám người chỉ nghe thấy tiếng và đập nặng nề vang lên cơ thể la tu bay ngược ra ngoài rồi rơi xuống đất lập tức mất mạng cả không gian lặng ngắt như tờ. ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đoàn vô nhai một trường tiêu diệt la tu. dù dương thanh đã đánh la tu bị thương nặng từ trước nhưng lão ta vẫn là cao thủ có thực lực chỉ đứng sau đoàn hoàng trong hoàng tộc họ đoàn. giờ đây lại bị đoàn vô nhai vừa mới đột phá thần cảnh đỉnh phong giết chết chỉ bằng một trường. dương thanh rất hài lòng. đoàn vô nhai chịu một vết thương nhẹ đổi lấy cái chết của la tu đúng là có lời. la tu là cao thủ được đoàn hoàng tin tưởng nhất nếu đoàn vô nhai tùy tiện giết lão ta e là sẽ bị đoàn hoàng truy cứu nhưng bây giờ thì khác la tu chủ động tấn công đoàn vô nhai đâm ông ta bị thương nên ông ta mới giết lại la tu dù la tu có mất mạng ông ta cũng không có tội la tu vốn nhắm vào tìm của đoàn vô nhai nhưng lúc ông ta thả tay la tu ra đã cố tình dùng sức làm trạch hướng lưỡi dao trông có vẻ đoàn vô nhai bị đâm trúng nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi đối với cao thủ luyện võ viết thương này chẳng đáng là bao, mấy ngày sau là có thể khôi phục như cũ. là tu có ý đổ ám sát nhị hoàng tử, giết hay lắm. nhị hoàng tử mới là thiên tài võ thuật số một gạch dưới của hoàng tộc họ Đoàn. trong gia tộc chỉ ngài mới có tư cách trở thành người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn. chúc mừng nhị hoàng tử đột phá thần cảnh đỉnh phong. đám cao thủ thần cảnh vốn tới để đối phó với Đoàn vô nhai đều thi nhau lấy lòng, giống như bọn họ tới đấy không phải để đối phó ông ta. Đoàn vô nhai lạnh lùng nhìn bọn họ hít mắt nói đoàn vô viêm bị la tu ngộ sát thật đáng tiếc nghe vậy ai nấy đều sững sờ nhưng bọn họ nhanh chóng phản ứng lại đoàn vô nhai đang định đổ tội lỗi giết đoàn vô viêm lên đầu la tu vậy thì đoàn hoàng không còn lý do đối phó dương thanh nữa nhị hoàng tử nói rất đúng ngũ hoàng tử bị sư phụ mình ngộ sát đúng là quá đáng tiếc la tu thật đáng chết dám giết ngũ hoàng tử chúng ta nhất định phải bẩm báo lại toàn bộ mọi chuyện cho đoàn hoàng đám cao thủ nhao nhao tỏ thái độ. Vậy thì phiền mọi người báo cáo chuyện ở đây cho bố tôi biết, tôi phải đi trị thương. Đoàn vô nhai nói. Vâng, bọn họ lần lượt rời đi. La Tu và đoàn vô viêm nhanh chóng bị mấy cao thủ thần cảnh mang tới gặp đoàn hoàng. Trong biệt viện chỉ còn lại Dương Thanh, đoàn vô nhai, đoàn ngữ yên và độc du. Không ai nghĩ tới, tình huống nguy hiểm vừa rồi lại được đoàn vô nhai giải quyết bằng cách này. Dương Thanh cười híp mắt nói, chúc mừng nhị hoàng tử đoàn vô nhai cười khổ một tiếng vội đáp nếu không nhờ cậu thanh ra tay giúp sức sợ là chúng tôi đã chết trong tay hoàng tộc họ đoàn rồi lúc này đoàn vô nhai lại thấy sợ hãi độc du và đoàn ngữ yên không biết nhưng ông ta có thể nghe ra được sự chế nhạo trong lời nói của dương thanh ai cũng tưởng đoàn vô nhai giấu giếm chân tướng đoàn vô viêm bị dương thanh giết là vì giúp anh thoát tội chỉ có đoàn vô nhai biết rõ ông ta làm thế để đoàn hoàng không trở mặt với dương thanh khiến hoàng tộc họ đoàn bị tổn thất nghiêm trọng không thể cứu vấn. Ông ta đã được tận mắt chứng kiến cuộc giao đấu giữa Dương Thanh và cao thủ siêu phàm cảnh đến từ Miêu Thành, sau đó còn có cao thủ thần bí xuất hiện quát lui cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành. Thậm chí cao thủ thần bí kia còn chưa xuất hiện đã có thể quát lui cao thủ siêu phàm cảnh, chứng tỏ thực lực của người đó cực kỳ khủng bố. Có thể nói sau lưng Dương Thanh vẫn còn một cao thủ thần bí, dù đoàn hoàng đã đột phá siêu phàm cảnh muốn giết Dương Thanh, kết quả vẫn chỉ có thể là đoàn hoàng thất bại, hoàng tộc họ đoàn bị hủy diệt cùng lúc đó trong nhà chính của hoàng chủ ở hoàng phủ họ đoàn đoàn hoàng đang ngồi thưởng thức trà đại hồng bào hái từ cây mẹ trên núi vũ di lão ta không lo đoàn vô viêm không giết được dương thanh dù sao lão ta cũng đã phái toàn bộ cao thủ thần cảnh trong gia tộc tới giúp đoàn vô viêm chắc là dương thanh đã chết rồi nhỉ đoàn hoàng nhìn chiếc đồng hồ cổ xưa treo trước mặt nhưng đúng lúc đó một người hớt hải chạy vào không xong rồi hoàng chủ Xảy ra chuyện lớn rồi. Ngũ hoàng tử và La Tu đều chết rồi. Quản gia già đầu tóc bạc trăng hốt hoàng nói. Có lẽ người khác không biết đoàn hoàng cưng chiều ngũ hoàng tử đến mức nào. Nhưng lão ta là quản gia được đoàn hoàng tin tưởng nhất. Đương nhiên biết rõ đoàn vô viêm là đứa con trai được đoàn hoàng yêu thương nhất. Sự cưng chiều của đoàn hoàng đối với đoàn vô viêm đã vượt qua tất cả các hoàng tử khác. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc vũ lan mẹ ruột của đoàn vô viêm chính là người phụ nữ mà đoàn hoàng yêu nhất đoàn vô viêm bị giết chắc chắn Vũ Lan sẽ không bỏ qua. Ông nói cái gì? Chết rồi. Ai chết? Sắc mặt đoàn hoàng xanh mét, ly trà trắng bằng sứ đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Ông quản gia già thấp thỏm lo âu nói, hoàng chủ là ngũ hoàng tử đoàn vô viêm và la tu sư phụ của ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử bị khuét tim, la tu bị nổ tung đầu, xác của hai người đó đang ở bên ngoài. Am, một luồng uy lực võ thuật khủng bố lan tràn khắp người đoàn hoàng lão ta khẽ nhấc chân trong nháy mắt đã vọt ra ngoài. Trước cửa phòng của lão ta có hai xác chết được đặt trên mặt đất, trên xác chết phủ một tấm vải trắng, trong đó có một xác chết, trên tấm vải trắng chỗ trái tim bị máu nhuộm đỏ tươi. Còn một xác chết khác, trên tấm vải trắng chỗ phần đầu cũng loang lổ máu tươi. Lúc này bốn cao thủ thần gảnh đều quỳ trên đất, ai nấy cũng hoảng sợ tột độ. Viêm, đoàn hoàng loạn choạng đi tới trước mặt hai xác chết, khi vén tấm vải trắng trên người đoàn vô viêm ra, sắc mặt lão ta tái nhợt vô viêm của bối rốt cuộc ai đã ra tay ác độc với con tôi như vậy nhưng bất kể là ai cũng đều phải chết đoàn hoàng gầm lên một luồng hơi thở võ thuật vượt xa thần cảnh đỉnh phong phun trào từ trên người lão ta không gian dường như cũng bị chấn động theo bốn cao thủ thần cảnh đang quỳ trên mặt đất suýt chút nữa đã bị luồng khí giận dữ này chấn động bay ngược ra ngoài nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ánh mắt lạnh lẽo của đoàn hoàng đột nhiên nhìn về phía bốn tên cao thủ thần cảnh là, là La Tu, Ngũ hoàng tử bị La Tu giết nhầm. Đúng, chính là La Tu, khi lão ta ra tay giết hại nhị hoàng tử, bị nhị hoàng tử tránh được, kết quả đã giết lầm Ngũ hoàng tử. Hoàng chủ, Ngũ hoàng tử là bị La Tu giết chết, tội của La Tu đáng chết muôn phần. Hoàng chủ, tại chúng tôi vô dụng không bảo vệ tốt cho Ngũ hoàng tử, cầu xin hoàng chủ xử tội. Bốn tên cao thủ thần gảnh liên tiếp nói. Bọn họ không hề nói sự thật. Đoàn Vô Viêm cũng đã chết bây giờ hoàng tộc họ đoàn cũng chỉ có đoàn vô nhai vừa bước vào thần cảnh đỉnh phong mới là vị hoàng tử có tiềm lực nhất. Đoàn vô nhai đã ám chỉ bọn họ nói thế nào, bọn họ đành nói thế đó. La tu, đoàn hoàng là nhân vật nào, sao lão ta lại không biết bốn cao thủ thần cảnh đang nói dối chứ? Các người thật sự tưởng tôi già cả lầm cẩm rồi sao? Đoàn hoàng giận dữ hết, La tu là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, cực kỳ biết cách khống chế sức mạnh, dù đoàn vô nhai tránh được công kích của ông ta, chắc chắn cũng không đến nỗi ngộ sát được vô viêm. Các người đang nói láo. Đoàn hoàng vừa nói xong liền chụp cổ của một cao thủ thần cảnh. Chỉ chớp mắt cơ thể cao thủ thần cảnh kia bị nhấc bổng lên. Một luồng sát khí khủng bố lan tràn khắp người lão ta. Nói cho tôi biết sốt cuộc ai đã giết vô viêm. Hai mắt đoàn hoàng đỏ ngầu, giết lên, nếu các người dám nói gà tôi nữa, giết. Nói xong lão ta tiện tay ném đi, Cao thủ thần cảnh Hậu Kỳ kia bay thẳng ra ngoài, nặng nề đụng vào ngọn núi giả. Am ngọn núi giả đổ âm ầm dưới cú va chạm của cao thủ thần cảnh kia. Ba cao thủ thần cảnh còn lại nhìn thấy cảnh tượng này đều run lấy bẩy. Bọn họ có thể cảm nhận được lửa giận ngập đầu của đoàn hoàng lúc này, thậm chí lão ta gần như sắp mất lý trí rồi. Nếu bọn họ tiếp tục giấu giếm đoàn hoàng sẽ giết sạch bọn họ. Bọn họ hiểu rõ đoàn hoàng, lão ta có thể làm như vậy thật. Rốt cuộc vô viêm bị ai giết chết? Trong mắt đoàn hoàng ngập tràn sát khí, liếc mắt nhìn ba cao thủ thần cảnh còn lại, lớn tiếng hỏi. Mấy cao thủ nhìn nhau rồi nói, là Dương Thanh, chính cậu ấy đã giết Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử khống chế đoàn Ngư Yên, ép nhị hoàng tử tự phế tu vi, nếu không sẽ giết đoàn Ngư Yên. Nhưng ai ngờ Dương Thanh vốn vẫn hôn mê bất tỉnh lúc này lại đột nhiên tỉnh lại, cậu ấy đã tấn công từ sau lưng và giết chết Ngũ hoàng tử. Mấy cao thủ thần cảnh nào dám giấu giếm nữa, nhanh chóng nói ra sự thật. Dương Thanh. Đoàn Hoàng nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sát khí. Bao nhiêu năm qua lão ta chưa từng mất khống chế như lúc này. Có thể tưởng tượng được lão ta giận dữ cỡ nào. Còn La Tu tại sao lại chết? Đoàn Hoàng hít sâu một hơi, cố gắng nén lại lửa giận trong lòng. Ngôn tình hay là nhị hoàng tử giết? La Tu đâm dao vào người nhị hoàng tử, nhị hoàng tử tức giận giết luôn La Tu. Mấy cao thủ thần cảnh kia vội nói. Cái gì, vô nhai có thể giết chết la tu sao đoàn hoàng càng kinh ngạc không thôi lão ta biết thực lực của đoàn vô nhai rất mạnh nhưng la tu là cao thủ thần cảnh đỉnh phong ở hoàng tộc họ đoàn thực lực của la tu cũng chỉ thấp hơn lão ta mà thôi thế mà bây giờ la tu lại bị đoàn vô nhai giết chết điều này khiến đoàn hoàng không thể nào tin được hoàng chủ nhị hoàng tử đã đột phá thần cảnh đỉnh phong rồi cao thủ mạnh nhất của hoàng tộc họ đoàn lúc này ngoài hoàng chủ ra thì chỉ còn mỗi nhị hoàng tử hoàng chủ kính xin ngài thu hồi mệnh lệnh, để nhị hoàng tử tiếp tục đảm nhiệm vị trí người thừa kết hoàng chủ, xin ngài thu hồi mệnh lệnh. Nhất thời mấy cao thủ thần cảnh thi nhau lên tiếng. Bọn họ thấy đoàn vô viêm đã chết, bây giờ cả hoàng tộc họ đoàn chỉ còn duy nhất đoàn vô nhai mới có tư cách trở thành người thừa kế. Mà đoàn vô nhai vốn là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn, chỉ là trước kia bị đoàn hoàng phế bỏ vị trí người thừa kế. Câm miệng, đoàn hoàng bỗng nhiên nổi giận gầm lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đám người, lớn tiếng hỏi, có phải các người nghĩ, vô viêm chết rồi, đoàn vô nhai lại đột phá thần cảnh đỉnh phong, thì tôi có thể bổ nhiệm đoàn vô nhai làm người thừa kế hoàng tộc họ đoàn. Mấy cao thủ thần cảnh lập tức đưa mắt nhìn nhau như hỏi chẳng lẽ không phải sao? Tôi nói cho các người biết, nhất định phải có người chịu trách nhiệm về cái chết của vô viêm. Đoàn hoàng lớn tiếng nói, Dương Thanh là kẻ cầm đầu, đáng chém. Nhưng nếu không phải đoàn vô nhai dung túng, sao Dương Thanh lại dám giết vô viêm chứ? Đoàn Vô Nhai mới chính là thủ phạm chính gây ra cái chết của Vô Viêm. Nó nhất định phải lấy cái chết đền tội. Sau khi lão ta nói xong lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đoàn Vô Viêm là con trai của lão ta nhưng Đoàn Vô Nhai cũng vậy mà. Hơn nữa trước ngày hôm nay Đoàn Vô Nhai mới là người kế thừa của hoàng tộc họ Đoàn, được Đoàn hoàng coi trọng. Bây giờ Đoàn Vô Viêm đã chết, Đoàn hoàng cần gì phải vì một người đã chết mà đi trách phạt một đứa con trai khác chứ? Nếu chỉ trách phạt bình thường thì cũng không sao nhưng đăng này đoàn hoàng lại nói muốn để đoàn vô nhai lấy cái chết đền tội. Điều này rất không bình thường. Người đâu, mau chói Dương Thanh và đoàn vô nhai đưa đến đây. Đoàn hoàng ra lệnh, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Nhìn thấy hai người này, bốn cao thủ kia, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy hai người này, hơn nữa bọn họ còn cảm thấy một luồng áp lực võ thuật khủng bố bao trùm khắp nơi này. Càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn là đoàn hoàng lại ra lệnh cho hai người nọ đi bắt Dương Thanh và đoàn vô nhai đưa đến đây, lẽ nào đoàn hoàng thật sự muốn giết đoàn vô nhai sao? Không ai có thể ngờ được, sau đó đoàn hoàng lại ra lệnh cho người đi bắt đoàn vô nhai về. Dẫu sao, đoàn vô viêm cũng đã chết, hoàng tộc họ đoàn ngày nay chỉ có đoàn vô nhai là có thiên phú võ thuật mạnh nhất. Những hoàng tử khác tuy cũng có thiên phú khá cao nhưng thực lực mạnh nhất chỉ tới thần cảnh trung kỳ, so với Đoàn Vô Nhai đã đột phá tới thần cảnh đỉnh phong thì quả thật không đáng nhắc tới. Thế nhưng, Đoàn Hoàng lại vì cái chết của Đoàn Vô Viêm mà tính hỏi tội Đoàn Vô Nhai. Ngay khi Đoàn Hoàng phái hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới biệt viện, bên trong khuôn viên của biệt viện này, bốn người Dương Thanh, Đoàn Vô Nhai, Độc Du và Đoàn Ngư Yên đều đang có mặt. Đoàn Vô Nhai nhìn biệt viện đã biến thành phế tích, sắc mặt bi thương vô cùng. Bố, bố đã cố gắng hết sức rồi, xin đừng tự trách bản thân nữa, nếu mẹ ở trên trời có linh, nhất định sẽ không trách bố đâu. Đoàn ngữ yên kéo tay bố mình, cố gắng khuyên giải. Mặc dù cô ấy đang khuyên giải đoàn vô nhai nhưng sắc mặt cô ấy cũng đau thương khôn xiết. Bố nhớ thương mẹ, sao cô ấy lại không nhớ nhung mẹ mình chứ? Biệt viện này có ý nghĩa vô cùng sâu nặng với đoàn vô nhai, đồng thời nó cũng có ý nghĩa như vậy đối với cô ấy. Nay biệt viện này đã bị hủy hoại, thật đúng là một đả kích rất lớn đối với hai bố con cô ấy. Độc Du đứng sau lưng đoàn vô nhai, sắc mặt bình tĩnh, chẳng khác nào một vệ sĩ trung thành nhất, mà sự thực cũng đúng như vậy, ông ấy đúng là cực kỳ trung thành. Dương Thanh đứng bên cạnh, loáng thoáng cảm nhận được tâm trạng lúc này của đoàn vô nhai. Bông, anh nhíu mày, xem ra, đoàn hoàng không tính tha cho chúng ta rồi. Cảnh giới võ thuật của đoàn vô nhai không bằng Dương Thanh, ông ta vẫn chưa cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường dương thanh nheo mắt nói hai e ao thủ thần cảnh đỉnh phong đoàn hoàng ra tay hào phóng thật ý cậu là bố tôi phái hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới đối phó chúng ta đoàn vô nhai kinh ngạc hỏi dương thanh gật đầu hai gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong này mang theo chủ ý giết chóc rất mãnh liệt nếu không phải muốn đối phó các ông thì nhất định là để đối phó với tôi nghe vậy đoàn vô nhai tỏ vẻ không thể tin nổi vội vã phủ nhận không thể nào trong hoàng tộc họ đoàn trừ bố tôi và la tu không còn cao thủ thần cảnh đỉnh phong nào nữa, sao có thể đột nhiên xuất hiện hai cao thủ nữa? Cậu Thanh, có phải cảm giác của cậu nhầm rồi không? Đoàn vô nhai vốn là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn, sao có thể không nắm rõ tình hình các cao thủ bên trong hoàng tộc được? Nhưng ngay khi ông ta vừa dứt lời, hai luồng uy lực võ thuật khủng bố chợt vọt về phía này. Đoàn vô nhai và độc du đều cảm nhận được, lập tức hai người đều biến sắc. Sao có thể như vậy? nhận thấy hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đang tới gần đoàn vô nhai khiếp sợ ra mặt độc du nhanh chóng bước lên chắn trước mặt đoàn vô nhai nghiêm nghị nói nhị hoàng tử ngài hãy mau đưa cô yên đi đi tôi sợ đoàn hoàng sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu không không thể nào đoàn vô nhai kích động vô cùng ông ta đỏ mắt lên nói nay đoàn vô viêm đã chết hoàng tộc họ đoàn chỉ có tôi tiến vào được cảnh giới thần cảnh đỉnh phong trong hoàng tộc ngày nay tôi chính là người có thiên phú võ thuật cao nhất sao bố có thể đối phó với tôi được điều này không thể nào xảy ra tuyệt đối không thể nào ông ta không cách nào chấp nhận sự thật này ánh mắt dương thanh thoáng lóe lên một tia sáng lạnh trông về phía hai gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong đang tới gần lạnh lẽo nói rốt cuộc có phải hay không đợi chút là biết ngay kết quả đoàn ngữ yên cũng khẩn trương ra mặt cô ấy níu chặt tay bố mình nói bố chúng ta rời khỏi hoàng tộc họ đoàn đi thôi ông nội sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu đoàn vô nhai cản chặt răng một hơi thở võ thuật của cao thủ thần cảnh đỉnh phong đột một bùng nổ từ trên người ông ta cơn giận ngập trời khiến ông ta gần như lâm vào điên cuồng âm một giây tiếp đó hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đồng loạt hạ xuống nơi này mặt đất chấn động kịch liệt hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong hờ hững nhìn về phía đoàn vô nhai đoàn hoàng ra lệnh cho chúng tôi đưa nhị hoàng tử và dương thanh tới gặp ngài ấy một cao thủ đột nhiên cất lời ánh mắt nhìn đoàn vô nhai hoàn toàn không có chút kính cẩn cho đến lúc này niềm hy vọng của đoàn vô nhai đã hoàn toàn tắt lịm ông ta chưa từng gặp hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong trước mặt bao giờ nếu không phải bọn họ tự xác nhận có lẽ ông a còn hoài nghi hai người này liệu có phải là kẻ địch tấn công vào hoàng tộc họ đoàn hay chăng nhưng hiển nhiên không phải đối phương nói đoàn hoàng ra lệnh vậy có nghĩa bọn họ là do đoàn hoàng phái tới đoàn vô nhai vốn chính là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn nhưng ông ta lại không biết trong hoàng tộc họ đoàn còn có hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong điều này chứng tỏ đoàn hoàng không hề tin tưởng ông ta bố tôi bảo các ông áp giải chúng tôi về đúng không đoàn vô nhai lạnh nhạt hỏi nhị hoàng tử câu kết với dương thanh đánh chết la tu và ngũ hoàng tử đoàn hoàng vô cùng phân nộ xin nhị hoàng tử đừng làm khó chúng tôi tự giác đi cùng chúng tôi về giải thích rõ ràng mọi chuyện cho đoàn hoàng đi cao thủ thần cảnh đỉnh phong cầm đầu lạnh lẽo đáp: cậu thanh, xin nhờ cậu đưa ngữ yên với độc du rời khỏi hoàng tộc họ đoàn. đoàn vô nhai đứng quay lưng lại với bọn dương thanh, ánh mắt nhìn trầm trầm hai cao thủ thần cảnh kia, nói: lúc này hơi thở võ thuật trên người ông ta chợt bùng lên, đáy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. tôi không đi. độc du tiến lên một bước, hơi thở võ thuật của cao thủ thần cảnh hậu kỳ cũng bùng nổ trong nháy mắt. độc đun đoàn vô nhai quát lớn: đây là mệnh lệnh rời khỏi nơi này cùng cậu Thanh ngay. Từ năm đó, khi ngài cứu tôi, cái mạng này của tôi chỉ thuộc về ngài, dù bị giết chết ở hoàng tộc họ đoàn, tôi cũng tuyệt đối không bỏ lại ngài một mình. Độc Du bình thản nói, trước đây tôi luôn nghe theo ý ngài, nhưng hôm nay, tôi không thể tuân theo mệnh lệnh của ngài, xin nhị hoàng tử thứ tội. Bố, con cũng không đi đâu, dù có chết, con cũng muốn chết bên cạnh bốt đoàn ngữ yên kiên định nói, đáy mắt hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Cô ấy cũng tiến lên một bước, Đứng sóng vai với đoàn vô nhai. Tôi bảo các người đi mô đoàn vô nhai giận dữ hết. Ai làm người đó chịu trách nhiệm. Đoàn vô viêm là do tôi giết. La Tu cũng do chính tay tôi giết. Nhưng tôi không tin bố tôi sẽ ác độc đến mức muốn giết chính con đẻ của mình. Các người mau đi ngay đi. Hiển nhiên, ông ta cố tình gom hết tội giết đoàn vô viêm và La Tu vào mình. Muốn một mình gánh chịu mọi hậu quả. Chỉ có điều, độc du và đoàn ngữ hiên vẫn không chịu nhúc nhích. Hai người này trước nay luôn nghe lời ông ta, nhưng nay lại nhất quyết không chịu tuân theo. Nhị hoàng tử, nếu đoàn hoàng thực sự muốn tha cho ngài thì đã không phái hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đến đưa ngài tới gặp ông ấy. Độc Du hiểu rất rõ tình huống hiện tại, bình thản nói, lần này đoàn hoàng thật sự có khả năng hạ quyết tâm giết ngài đấy. Không thể nào. Cho đến bây giờ, đoàn Vô Nhai vẫn không chịu tin, bố mình sẽ hạ lệnh giết mình. Độc Du không nói gì thêm chỉ nhìn về phía hai cao thủ thần cảnh kia, sẵn sàng chiến đấu. Dương Thanh lộ vẻ bất đắc dĩ, bước lên trước, nói, các vị đã không muốn đi thì tôi càng không thể đi, nói sao thì tôi cũng chính là người giết đoàn vô viêm mà. Dương Thanh hiểu rõ vì sao đoàn hoàng lại giận dữ đến mức ngay cả đoàn vô nhai cũng không buông tha, nguyên nhân chính là vì đoàn vô viêm. Mặc dù anh không thể hiểu vì sao cùng là con mình mà đoàn hoàng lại phân biệt đối xử đến thế, nhưng anh vẫn muốn đi gặp đoàn hoàng một lần với thực lực của anh hiện nay dù đoàn hoàng đã bước vào siêu phàm cảnh anh cũng không sợ cậu thanh đoàn vô nhai nhìn dương thanh sốt ruột nói cậu đi mau đi chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu vừa nói ông ta vừa ra sức nháy mắt với dương thanh ông ta là hoàng tử của hoàng tộc họ đoàn dù giết đoàn vô viêm thì cũng có thể có được một đường sống nhưng nếu để đoàn hoàng biết người giết đoàn vô viêm chính là dương thanh đoàn hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho dương thanh đoàn vô nhai không muốn dương thanh và hoàng tộc họ đoàn nảy sinh xung đột ông ta hiểu rõ dương thanh là người có lai lịch rất lớn có lẽ ngay cả chính dương thanh cũng không rõ ràng lắm ngày ấy ở yến đô khi dương thanh đấu với cao thủ siêu phàm cảnh đến từ miêu thành anh đã rơi vào tình thế nguy hiểm chợt có một giọng nói tựa hồ như đến từ chín tầng trời đuổi cao thủ siêu phàm cảnh kia đi nếu không có lẽ dương thanh đã không thể sống sót tới giờ dù dương thanh không có lai lịch hơn người thì chỉ với năng lực có thể đánh ngang tay với cao thủ siêu phàm cảnh của anh ông ta cũng không muốn dương thanh và hoàng tộc họ đoàn nảy sinh xung đột dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của đoàn vô nhai dương thanh chỉ bình thản nói ông yên âm tôi sẽ không làm gì đoàn hoàng đâu dù sao ông ta cũng là bố của ông tất nhiên nếu chính ông ta muốn chết thì không trách được tôi nhưng tôi hứa với ông là sẽ tha mạng cho ông ta một lần nghe dương thanh nói thế nỗi lo âu trong lòng đoàn vô nhai cũng vơi bớt phần nào nhưng độc du và đoàn ngữ hiên vẫn còn bên cạnh ông ta vẫn phải lo lắng cho hai người hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia vẫn thờ ơ nhìn đoàn vô nhai như không hề nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi đi thôi dương thanh bình thản lên tiếng đã đến nước này có nói thêm gì cũng chẳng tác dụng đoàn vô nhai đành phải đồng ý dân theo độc du và con gái cùng dương thanh đi về phía nơi ở của đoàn hoàng hoàng phủ họ đoàn rất lớn Biệt viện của Đoàn Vô Nhai ở góc đông bắc, còn nơi Đoàn Hoàng ở chính là trung tâm của hoàng phủ họ Đoàn, đi bộ cũng mất tối thiểu 10 phút. 10 phút sau, bốn người cùng hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới cung điện của Đoàn Hoàng. Trong điện phủ cực lớn, có một chiếc ngai vàng đặt trên đài cao. Phía dưới có bốn cao thủ thần cảnh và vài cao thủ bán bộ thần cảnh xếp hàng hai bên. Đoàn Hoàng đang ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn xuống. Vô Nhai bái kiến phụ hoàng. Đoàn ngữ yên bái kiến hoàng chủ. Độc du bái kiến hoàng chủ. Ba người quỳ xuống chào, chỉ có Dương Thanh vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn về phía đoàn hoàng đang ngồi trên ngai vàng kia. Đoàn hoàng hẳn đã ngoài 70, tóc đã bạc cả, mặc hoàng bào, cặp mắt sắc bén như mắt ưng lóe lên sát khí. Khi Dương Thanh nhìn về phía đoàn hoàng, đoàn hoàng cũng đang quan sát Dương Thanh. Lão ta cũng âm thầm khiếp sợ vì trông Dương Thanh còn trẻ đến thế mặc dù đã biết dương thanh còn rất trẻ nhưng khi gặp mặt lão ta vẫn kinh ngạc vô cùng với cảnh giới võ thuật hiện nay của lão ta các cao thủ trẻ tuổi như dương thanh dù có mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi uy lực mà lão ta phát ra lúc này dương thanh đang nhìn thẳng vào lão ta ánh mắt không chút sợ hãi giống như đang nhìn một người bình thường mà thôi dương thanh thấy bổn hoàng vì sao không quỳ đoàn hoàng lạnh lùng chất vấn hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong vừa mang bốn người đi vào đã trở về đứng hai bên đoàn hoàng, nhìn Dương Thanh, ánh mắt chứa đầy sát khí. Như thể chỉ chờ một mệnh lệnh từ đoàn hoàng, bọn họ sẽ xông ra giết chết Dương Thanh ngay lập tức. Dương Thanh khinh thường cười một tiếng, ông có tư cách để tôi quỳ lại sao? Dương Thanh, chớ có vô lết một cao thủ thần cảnh hậu kỳ bên cạnh đoàn hoàng tức giận quát lớn. Cút! Dương Thanh gầm lên một tiếng, một luồng uy lực võ thuật khủng khiếp bất chợt phóng thẳng về phía tay cao thủ kia bịch bịch bịch. Ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của bao người, cao thủ thần cảnh hậu kỳ kia lập tức lùi lại phía sau mấy bước. Sau đó, lão ta nhữ chân, ngồi phịch xuống đất, toàn thân như không còn chút sức lực, chán ướt đầm mồ hôi lạnh, con người ngập đầy sợ hãi, như thể vừa thấy được thứ gì khủng bố lắm. Chuyện này, trong miệng đoàn hoàng, đám cao thủ của hoàng tộc họ đoàn đều trợn mắt há hốc miệng. Chỉ quát một tiếng đã có thể đẩy lùi một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, thậm chí khiến kẻ kia đứng không vững phải ngã xuống đất, đây là một cao thủ mạnh cỡ nào. Ánh mắt đoàn hoàng trở nên lạnh lế ô như băng, thậm chí còn có vẻ căng thẳng khi nhìn lại Dương Thanh. Lão ta biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Thanh lại mạnh đến cỡ này. Cho đến bây giờ, lão ta vẫn chưa thể nhìn ra Dương Thanh đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Nhưng uy lực mà Dương Thanh vừa mới thể hiện ra kia, ít nhất cũng phải ngang với thực lực thần cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ, Dương Thanh là cao thủ thần cảnh đỉnh phong sao? còn trẻ như vậy đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thật đúng là thiên tài võ thuật. Nếu không phải vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, lão ta thật sự không muốn trở mặt với người như thế. Cậu Thanh, đoàn vô nhai đang quỳ trên mặt đất, lo lắng gọi. Ông ta sợ nhất là chuyện Dương Thanh cùng hoàng tộc họ đoàn này sinh xung đột, nếu một ngày chuyện này thật sự xảy đến, hai bên đều phải chịu thiệt. Nếu Dương Thanh thất bại, vậy chỉ còn một đường chết. Nhưng sau đó, vị cao thủ thần bí ngày ấy từng ngăn cản cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành giết Dương Thanh, liệu có diệt sạch hoàng tộc họ đoàn này không? Dù không có vị cao thủ thần bí kia, Mã Siêu cũng sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ đoàn. Lấy thiên phú võ thuật của Mã Siêu, nhất định sẽ có một ngày đặt chân vào siêu phàm cảnh, khi đó chính là ngày diệt vong của hoàng tộc họ đoàn. Yên tâm đi, nếu tôi đã hứa với ông sẽ không giết lão già kia thì chắc chắn sẽ không xuống tay lấy mạng ông ta đâu. Dương Thanh Bình Thản nói lời vừa được thốt ra toàn bộ đám người ở đây đều khiếp sợi dương thanh lại dám thốt ra những lời ngung cuồng như vậy ngay trước mặt đoàn hoàng còn dám gọi đoàn hoàng là lão già quả nhiên đoàn hoàng lập tức phân nộ một luồng uy lực vượt xa cảnh giới thần cảnh đỉnh phong quét về phía dương thanh chỉ dư âm của uy lực này cũng đã đủ khiến những cao thủ thần cảnh trong cung điện hoàng tộc họ đoàn run lên lập cập nhìn đó có thể hình dung người đối mặt trực tiếp với uy lực võ thuật này như dương thanh sắp phải chịu một áp lực nặng cỡ nào nhưng thật bất ngờ đối mặt với uy lực của đoàn hoàng dương thanh vẫn bình thản như cứ thậm chí còn thoáng nhếch môi nở một nụ cười châm chọc này lão già hình như ông đánh giá thực lực của mình quá cao rồi đấy nhỉ chỉ bằng uy lực võ thuật mà đã muốn chấn áp tôi dương thanh trào phúng ra mặt thăng khốn mày muốn chết đúng không đoàn hoàng nổi giận ra lệnh giết mệnh lệnh vừa được hạ hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đưa bọn dương thanh tới đây bèn phóng về phía dương thanh phụ hoàng xin đừng đoàn vô nhai lập tức biến sắc vội vã chắn trước mặt dương thanh một khi đánh rồi liền không còn đường thay đổi nữa ai dám cản trở coi là cùng tội giết mọi người đều khiếp hãi giật mình đoàn hoàng muốn giết luôn cả đoàn vô nhai đoàn vô nhai càng không thể tin nổi chân lảo đảo lùi lại mấy bước kinh hoàng chết xứng phụ hoàng người muốn giết con lúc mày bắt tay với người ngoài giết chết thằng viêm thì nên nghĩ tới chuyện sau này sẽ phải chịu trừng phạt thế nào Đoàn Hoàng lạnh lẽo nói. Nói đến đó, lão ta bỗng nham mắt lại, như thể không đành lòng nhìn, nhưng khi mở mắt lần nữa đã hoàn toàn không còn chút lưu luyến nào, chỉ còn lại sát khí bừng bừng. Giết. Đoàn Hoàng lại hạ lệnh một tiếng, không chỉ hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia mà cả bốn cao thủ thần cảnh hậu kỳ cùng hơn chục cao thủ bán bộ thần cảnh đều đồng loạt tiến về phía Dương Thanh và Đoàn Vô Nhai. Cho tới lúc này, Đoàn Vô Nhai mới hoàn toàn tin, Đoàn Hoàng thực sự muốn giết ông ta. Độc Du đưa ngữ yên đi mô đoàn vô nhai bồng hối hận vô cùng hối hận vì sao vừa rồi không chịu nghe lời con gái mang theo con bé rời khỏi hoàng tộc họ đoàn này nếu vừa rồi muốn đi lấy thực lực thần cảnh đỉnh phong của ông ta cùng với thực lực thần cảnh hậu kỳ của độc du và một vị cao thủ hoàn toàn có khả năng đã bước vào siêu phàm cảnh như dương thanh hai tên cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ đoàn chắc chắn không thể giữ chân họ nhưng ông ta lại vẫn ôm chút hy vọng với đoàn hoàng nào ngờ đoàn hoàng lại hoàn toàn không muốn nghe ông ta giải thích một lời cũng không có ý định buông tha ông ta mà trực tiếp hạ lệnh giết cả ông ta. cô chủ, đi thôi. hơi thở võ thuật cảnh giới thần cảnh hậu kỳ của độc du bùng phát, vừa bảo vệ đoàn ngữ yên vừa điên cuồng công kích kẻ địch. uyên, ông ấy vung tay đập một trường, một cao thủ bán bộ thần cảnh bị giết chết trong nháy mắt. đoàn ngữ yên hoàn toàn không biết phó, cô ấy đoàn ngữ yên hoàn toàn không biết phó, cô ấy sợ hãi vô cùng, bởi trước nay cô ấy chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này bao giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ông nội cô ấy lại muốn giết chết bố cô ấy. Tuy độc du không muốn rời khỏi đây nhưng ông ấy cũng hiểu, đối với đoàn vô nhai, đoàn ngữ yên mới là quan trọng nhất, thậm chí có thể nói là quan trọng hơn cả tính mạng chính mình. Ông ấy chỉ có thể dốc hết sức chiến đấu, cố gắng nghĩ cách đưa đoàn ngữ yên ra ngoài an toàn. Đoàn vô nhai cũng bộc phát thực lực thần cảnh đỉnh phong của mình, giận dữ hét to, phụ hoàng, vì sao người lại muốn ép con. Sau tiếng gầm giận dữ, ông ta nhấc chân bước lên một bước khối đá cầm thạch lót nền dưới chân lập tức nát vụn bóng ông ta biến mất khỏi vị trí uyên ông ta xông về phía một cao thủ thần cảnh đỉnh phong dồn hết sức đánh ra một đòn mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên sau đó khiếp sợ chứng kiến cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia bị đoàn vô nhai đánh lùi lại năm sáu bước đoàn hoàng cũng kinh hãi ra mặt mày mày đã đột phá lên thần cảnh đỉnh phong trước đó cấp dưới từng báo cáo lại là đoàn vô nhai giết la tu nhưng bởi đoàn vô viêm vừa chết lão ta cũng không suy nghĩ cặn kế cho đến lúc này mới hiểu thì ra đoàn vô nhai đã đột phá tới thần cảnh đỉnh phong lòng lão ta biết rất rõ hoàng tộc họ đoàn ngày nay đoàn vô nhai mới là người có tư cách thừa kế ngai vàng nhất nhưng đoàn vô viêm đã chết đoàn vô nhai cũng chỉ có thể chết uynh 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 đoàn vô nhai lúc này đã phẫn nộ tột cùng mỗi lần tung chiêu đều như thể dốc hết sức bình sinh cao thủ thần cảnh đỉnh phong đấu với ông ta bị đè ép hoàn toàn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Độc Du cũng cực kỳ mạnh mẽ vừa bảo vệ Đoàn Ngữ Hiên lại vừa chống trả cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn. Ngược lại phía bên Dương Thanh không ai dám phát động tấn công anh không biết là không muốn hay vì sợ anh. Lão già kia tôi cho ông một cơ hội cuối cùng bảo người của ông dừng lại ngay sau đó nghe Đoàn Vô Nhai giải thích băng không đừng trách tôi không khách khí với ông. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đoàn hoàng đang ngồi trên ngai vàng, đe dọa. Xanh con, mày dám dọa dẫm tao à? Đoàn hoàng giận không thể kềm chế, bèn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Dương Thanh, mặt tràn đầy sát khí. Thấy đoàn hoàng đứng lên, những người có mặt đều lộ vẻ sợ hãi. Đoàn hoàng là chủ của hoàng tộc họ đoàn, lại đang trong cơn nóng giận, có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ có chuyện đáng sợ thế nào xảy ra. Nhưng Dương Thanh vẫn bình chân như vậy, ánh mắt nhìn về phía đoàn hoàng lóe lên ý muốn giết chóc mãnh liệt. Nếu không phải nể mặt đoàn vô nhai, những hành vi của đoàn hoàng đã đủ cho anh có trăm ngàn lý do giết chết lão ta. Phụ hoàng, đoàn vô nhai tung một quyền đẩy lùi một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, lao đến chắn trước mặt Dương Thanh, ánh mắt nhìn đoàn hoàng đầy kiên định. Muốn động tới cậu Thanh, phải bước qua xác con đất ông ta cắn răng nói. Mày muốn chết rồi hải. Đoàn hoàng lớn tiếng quát. Đoàn vô nhai cười cười như tự diều, bố đã hạ lệnh giết con rồi mà chẳng phải trong mắt bố trước nay con vẫn luôn đang đâm đầu vào chỗ chết sao nói rằng đoàn hoàng lại giận dữ quát lớn cậu thanh đây là khách quý do chính con đưa đến hoàng tộc họ đoàn con sẽ chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng cho cậu ấy trừ khi con chết bằng không bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới chuyện gây tổn thương cho cậu ấy lấy một chút đoàn vô nhai kiên định nói ông ta làm thế cũng là để bảo vệ hoàng tộc họ đoàn một khi đoàn hoàng và dương thanh nảy sinh xung đột bất kể người nào thua hậu quả đều khôn lường kết quả nào cũng sẽ thành đả kích trí mạng đối với hoàng tộc họ đoàn nếu mày đã chọn đường chết vậy tao sẽ giúp mày một tay đoàn hoàng lạnh lẽo nói trước đó lão ta còn thoáng do dự không đành lòng nhưng nay ánh mắt lão ta đã vô cùng kiên định hiển nhiên là đã nổi ý muốn giết chết đoàn vô nhai dương thanh lạnh lùng nói đoàn vô nhai đã đến nước này lẽ nào ông còn chưa nhìn rõ vấn đề sao lão già kia căn bản không có ý định giữ lại tính mạng ông hôm nay lão ta muốn giết ông ông có thể chống đỡ nổi sao nghe dương thanh nói thế đoàn vô nhai cười cười tự diều sao ông ta không hiểu ý dương thanh chứ là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong dĩ nhiên ông ta đã cảm nhận rõ ràng lúc này đoàn hoàng thật sự muốn giết chết ông ta nghĩ tới vị phụ hoàng từng yêu thương quan âm mình khi xưa nay lại muốn giết mình, một nồi bi thương trào lên trong lòng đoàn vô nhai. Phụ hoàng, người có thể nói cho con biết là vì sao không? Đoàn vô nhai nhìn về phía đoàn hoàng, nhỉ hoặc hỏi. Giết người thì đền mạng, mày bắt tay với người ngoài giết chết em trai mình, đó là tội chết. Đoàn hoàng bỗng nói, nếu bây giờ mày tự sát, tao có thể bảo đảm với mày sẽ tha tội cho những kẻ khác. Nghe đoàn hoàng nói thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc tột cùng, thì ra, điều đoàn hoàng muốn nhất chính là lấy mạng đoàn vô nhai. Không chỉ đoàn vô nhai không hiểu nổi mà những người khác cũng vô cùng nghi hoặc, đoàn vô viêm chết thì cũng đã chết rồi, dù đúng là do đoàn vô nhai giết nhưng người chết không thể sống lại, đoàn vô nhai đã tiến vào cảnh giới thân cảnh đỉnh phong, để ông ta kế thừa hoàng vị của họ đoàn mới là điều tốt nhất cho hoàng tộc họ đoàn. Nhưng đoàn hoàng lại nhất quyết muốn lấy mạng đoàn vô nhai, điều này quả thực không hợp lẽ thường. Dương Thanh nheo mắt, trong lòng cũng hết sức nghỉ hoặc, vì sao đoàn hoàng lại hành động vô tình đến thế nếu không phải mặt mũi của đoàn vô nhai cũng có vài phần giống đoàn hoàng anh chắc chắn sẽ nghi ngờ đoàn vô nhai không phải con ruột đoàn hoàng có thật thế không đoàn vô nhai châm mặc một hồi lâu đột nhiên hỏi lại đoàn hoàng hư lạnh đáp bổn hoàng nói được làm được chỉ cần mày tự sát tao có thể tha cho con gái mày cũng có thể tha cho độc du và dương thanh nhưng sau này bọn chúng không thể rời khỏi hoàng tộc họ đoàn một bước dương thanh và độc du phải nghe lệnh tao sắc mặt đoàn vô nhai lập tức cứng đờ ra điều này không thể nếu chỉ mình độc du thì cũng thôi nhưng cả dương thanh thì tuyệt đối không thể lấy thực lực của dương thanh ngay cả đoàn hoàng cũng chưa chắc đã là đối thủ lại còn muốn giam lỏng dương thanh ở hoàng tộc họ đoàn chuyện này sao có thể chứ ông ta nỗ lực muốn thuyết phục đoàn hoàng chẳng qua chỉ để tránh cho hoàng tộc họ đoàn gặp phải thảm họa nhưng đoàn hoàng lại không cho là vậy trái lại còn khăng khăng muốn kiếm chuyện phụ hoàng con có thể chết nhưng cầu xin người thả bọn họ đi đoàn vô nhai cắn răng nói mày đang mặc cả với tao à đoàn hoàng nổi giận đùng đùng đoàn vô nhai nói bố có thể cho là thế cũng được hoặc là thả bọn họ đi con chết hoặc nếu bố vẫn nhất quyết muốn giết chúng con vậy chúng con sẽ liều đánh một trận chỉ có điều nếu phụ hoàng ép con liều mạng đánh một trận này con chỉ có thể dốc hết sức mà ứng phó thôi. Nếu vì thế mà đem đến nguy nan cho hoàng tộc họ Đoàn này thì cũng không trách con được. Ý chí chiến đấu trên người Đoàn Vô Nhai bắt đầu sục sôi, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Đây là những lời khuyên bảo cuối cùng của ông ta dành cho Đoàn Hoàng, bởi những gì cần nỗ lực, ông ta cũng đã nỗ lực hết sức rồi, nếu Đoàn Hoàng nhất định muốn giam lỏng Dương Thanh và Độc Du ở hoàng tộc họ Đoàn này, vậy ông ta chỉ có thể dốc hết sức bình sinh liều mạng tranh giành một phen. Mày dám đe dọa tao? Đoàn hoàng tức giận đến bật cười, mày nên hiểu, ở trong hoàng tộc họ đoàn này, trước nay còn chưa có ai dám cọ kè ra điều kiện với tao đâu. Nếu mày đã chọn đường chết, tao đành phải giúp mày một tay vậy. Đoàn hoàng đứng chắp tay sau lưng, dáng vẻ bế nghề nhìn đời, hoàn toàn không thèm để mắt đến lời đe dọa của đoàn vô nhai. Hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong, hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ, hai cao thủ thần cảnh trung kỳ bước tới. Sáu cao thủ thần cảnh bao vây nhóm người dương thanh vào giữa vòng ngoài còn có rất nhiều cao thủ bán bộ thần cảnh cùng với cao thủ vương cảnh đang chầm chầm theo dõi bọn họ. Đoàn vô nhai không nói nữa, chợt ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Giây phút này, sắc mặt ông ta bỗng hiện lên rất nhiều cảm xúc. Có vui mừng, cũng có bi thương, có kích động, cũng có đau khổ, cuối cùng, tất cả triệt để hóa thành âm trầm. Dưới ánh mắt khiếp sợ của bao người, đoàn vô nhai cao giọng nói lớn, giờ tôi cho các người một cơ hội, quy phục tôi, tôi có thể tha cho các người một mạng. Lời vừa thốt ra, tất cả đều chấn kinh. Ngay cả Dương Thành cũng hơi bất ngờ, Đoàn Vô Nhai mới rồi còn nỗ lực tránh cho hoàng tộc họ Đoàn và anh này sinh xung đột, nay lại đột nhiên thốt ra những lời như vậy. Ông ta đang muốn thế chỗ Đoàn Hoàng, trở thành vị đoàn hoàng đời tiếp theo của hoàng tộc họ Đoàn. Nghe Đoàn Vô Nhai nói thế, Đoàn Hoàng càng khiếp sợ không thôi, lão ta trợn to mắt, vẻ như không thể tin nổi, mày muốn cướp ngôi của ao. Đoàn Vô Nhai nhìn về phía Đoàn Hoàng, ánh mắt phức tạp, nói: Phụ hoàng, người già rồi, vẫn nên thoái vị đi thôi. Nhưng người cứ yên tâm, người thoái vị rồi, con sẽ không làm khó người đâu. Nếu người muốn tiếp tục ở lại hoàng tộc họ Đoàn, con sẽ không ép người rời đi, nếu người muốn ra ngoài định cư, con cũng sẽ đồng ý, đồng thời phái cao thủ thần cảnh đi theo người. Còn về hoàng tộc họ Đoàn này, người cứ yên âm giao lại cho con đi, con nhất định sẽ không để hoàng tộc họ Đoàn này suy bại. Ngược lại, con sẽ dẫn hoàng tộc họ Đoàn bước lên con đường huy hoàng hơn. Vừa dứt lời, đoàn vô nhai đưa mắt lạnh lùng quét nhìn đám người của hoàng tộc họ đoàn, ngạo nghề nói, kể từ hôm nay, tôi chính là hoàng chủ của hoàng tộc họ đoàn, ai dám không theo, giết. Đoàn vô nhai vừa thốt lên những lời này, tất cả đều chấn kinh. Ông ta dám nói, từ hôm nay trở đi, ông ta chính là hoàng chủ của hoàng tộc họ đoàn, vậy ý là muốn tiếm quyền. Dương Thanh nhếch miệng nở nụ cười hài lòng. Từ lâu anh đã muốn giúp đoàn vô nhai bước lên ngai vàng, nhưng ông ta cứ trần trừ không thể hạ quyết tâm hẳn vì trong lòng còn nghĩ tới đoàn hoàng nhưng lúc này đoàn hoàng lại muốn giết bọn họ những người khác có thể không biết thực lực thật sự của dương thanh mạnh đến đâu nhưng đoàn vô nhai lại biết rất rõ có thể nói lúc này đoàn vô nhai tình nguyện gánh tiếng xấu bất trung bất hiếu đứng ra tiếm quyền chính là để bảo tồn thực lực của hoàng tộc họ đoàn bởi ông ta biết rõ chỉ khi ông ta lên ngôi thì mới có thể tránh được xung đột giữa hoàng tộc họ đoàn và dương thanh nhưng những người khác không hiểu, nhất là đoàn hoàng lại càng giận dữ đến mất khống chế, y gạch dưới lão ta quát lớn, thăng ngõ nghịch kia, mày nói cái gì? Đoàn vô nhai bình thản nhìn về phía đoàn hoàng, nói, phụ hoàng, người thoái vị đi thôi. Sắc sắc ra, đá lót nền dưới chân đoàn hoàng nháy mắt vỡ vụn. Có thể thấy được lúc này lão ta phẫn nộ cỡ nào? Lão ta chính là chủ của hoàng tộc họ đoàn, mà nay con trai lão ta lại muốn cướp quyền của mình. Trong lịch sử của các hoàng tộc không phải không có những chuyện như thế, nhưng trong hoàng tộc họ Đoàn lại chưa từng phát sinh chuyện này. Người của hoàng tộc họ Đoàn cũng đã giải cả mặt ra, nhìn Đoàn Vô Nhai, thậm chí có người còn cho rằng ông ta đã điên rồi nên mới dám nói ra những lời này. Nhưng bốn cao thủ thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ lại lộ vẻ do dự. Trước đó, khi ở trong biệt viện, Đoàn Vô Nhai từng đột một đột phá tới thần cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể phát huy thực lực ngang ngửa bán bộ siêu phàm, giết chết La Tu huống chỉ lúc này còn có một dương thanh có thực lực sâu không lường được cùng với một tay độc du là thần cảnh hậu kỳ như vậy xem ra đội hình bên phía đoàn vô nhai không yếu hơn bên đoàn hoàng bao nhiêu có thể nói biến số duy nhất của thế trận ngày hôm nay chính là thực lực của dương thanh tuy dương thanh chưa lộ rõ thực lực của mình nhưng bọn họ lại đã từng chính mắt thấy dương thanh chỉ tung một đòn cả cánh tay xuyên qua lồng ngực đoàn vô viêm giết chết đoàn vô viêm trong nháy mắt trước mặt dương thanh đoàn vô nhai cũng tỏ thái độ hết sức cẩn thận và cung kính, điều này chứng tỏ, thực lực của Dương Thanh Cực có khả năng còn cao hơn đoàn vô nhai. Còn đoàn hoàng, rất nhiều năm trước đã đạt tới thực lực thần cảnh đỉnh phong, nay đã đột phá hay chưa, bọn họ cũng không rõ làm. Đoàn vô nhai, đoàn hoàng quát lớn, tao cho mày cơ hội cuối cùng, tự mình kết liễu đi. Tao có thể tha cho con gái mày một mạng, bãng không, giết. Đoàn vô nhai bình tĩnh nhìn lại, hoàn toàn không hề hoảng sợ trước những lời đăng đăng sát khí của đoàn hoàng, hơi thở võ thuật thần cảnh đỉnh phong bùng nổ từ trên người ông ta. Nháy me, khắp điện đoàn hoàng đều bị hơi thở võ thuật của ông ta bao phủ. Hôm nay tôi vừa hơn 50 đã bước vào thần cảnh đỉnh phong, dù có gặp phải cao thủ bán bộ siêu phàm, tôi cũng có thể thong dong đánh một trận. Đoàn vô nhai ngạo nghế cao giọng nói, chỉ cần cho tôi 10 năm, tôi chắc chắn sẽ bước vào siêu phàm cảnh. Các vị hẳn nên biết rõ, một cao thủ siêu phàm cảnh có ý nghĩa lớn thế nào đối với hoàng tộc họ Đoàn này? Hoàng tộc họ Đoàn ngày nay chỉ có tôi mới có tư cách kế thừa hoàng vị họ Đoàn. Tôi cho các vị một cơ hội cuối, quy thuận tôi, đợi khi tôi lên ngôi, các vị sẽ thành cấp dưới thân tín của tôi, từ nay về sau có thể được hưởng đãi ngộ dành cho hoàng thân quốc thích. Kẻ nào không theo, giết không tha. Lời vừa thốt ra, đám người của hoàng tộc họ Đoàn đều nghe rõ mồn một, rất nhiều kẻ lộ vẻ thấp thỏm lo âu. Loại chuyện này chưa từng phát sinh trong lịch sử hoàng tộc họ Đoàn, cho nên bọn họ lâm vào bối rối, không biết nên lựa chọn thế nào. Xem ra, ngay cả tính mạng con gái mày, mày cũng không cần nữa rồi." Đoàn Hoàng lạnh lẽo nói, "Đã thế, hôm nay các người đều phải chết." Nhị hoàng tử, "Kể từ hôm nay, tôi, Đoàn Trung, xin quy thuận ngài, nguyện tận sức vì ngài." Đúng lúc này, một cao thủ thần cảnh hậu kỳ chợt đứng ra, quay về phía Đoàn Vô Nhai, quỳ một chân xuống, cung kính nói: Nhị hoàng tử, tôi, đoàn phong, xin nguyện quy thuận ngài. Nhị hoàng tử, tôi, đoàn khải sơn, xin nguyện quy thuận ngài. Nhị hoàng tử, tôi, đoàn cửu côn, xin nguyện quy thuận ngài. Hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ cùng hai cao thủ thần cảnh trung kỳ đều đứng ra quỳ một chân xuống đất, tỏ vẻ nguyện ý trung thành với đoàn vô nhai ngay trước mặt đoàn hoàng. Cái gì, bọn đoàn trung lại muốn đi theo đoàn vô nhai à? Đoàn vô nhai điên rồi, lẽ nào bọn họ cũng điên theo? bọn họ chính là bốn cao thủ thần cảnh mạnh nhất của hoàng tộc họ đoàn chúng ta, nay lại quy thuận đoàn vô nhai, bọn họ làm vậy là muốn chia rẽ lực lượng của hoàng tộc họ đoàn hay sao? Người của hoàng tộc họ đoàn đều biến sắc, không sao tin nổi. Đoàn hoàng không nói gì, nhưng từ sắc mặt lão ta có thể thấy được lúc này lão ta đang phẫn nộ cỡ nào. Trừ hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong do lão A bí mật bồi dưỡng, tính cả hai cao thủ thần cảnh xuất thân từ dòng chính của hoàng tộc họ đoàn thì chỉ có sáu cao thủ thần cảnh mà thôi nay đã có hai cao thủ thần cảnh bị đoàn vô nhai mang đi Yến Đô, sau đó để lại Yến Đô bảo vệ người nhà Dương Thanh, đến giờ chưa thấy về. Trong hoàng tộc họ đoàn lúc này chỉ còn lại bốn cao thủ thần cảnh, nhưng hiện tại, tất cả bọn họ lại quy thuận đoàn vô nhai. Điều này khiến cho đoàn hoàng có cảm giác bị phản bội, ý muốn giết người nảy sinh trong lòng, điên cuồng bành trướng lên. Tốt làm, từ hôm nay, các ông chính là tứ đại thiên vương của hoàng tộc họ đoàn, sau khi tôi lên ngôi, các ông được phép hưởng thụ quyền thế ngang với dòng chính của hoàng tộc họ Đoàn. Đoàn vô nhai nói. Audio điện tử võ tấn bền hai cao thủ thần cảnh khác cũng hợp sức chân áp cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia. Diệt. Một cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác chắp hai tay lại, trong lòng bàn tay toát ra một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ. Một giây sau, hai cánh tay chắp lại của ông A, một cánh tay tấn công về phía cao thủ thần cảnh hậu kỳ, cánh tay còn lại tấn công cao thủ thần cảnh trung kỳ một người mà lại đồng thời tung ra hai tuyệt chiêu. Ngông cuồng, cao thủ thần cảnh trung kỳ mặt mày tức giận như thể bị đối phương sỉ nhục. Cánh tay phải của ông ta đột nhiên cong lại, sau đó bắn ra, bỗng chốc tung ra đòn mạnh nhất. Bộp, nắm đấm chạm nhau, một luồng sức mạnh hủy diệt phát ra. Bịch bịch bịch, hai người liên tục lùi về sau vài bước, mỗi bước lùi của họ đều giãm nát đá lót sàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đấu với bốn cao thủ thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ đang hợp sức chỉ trong thời gian ngắn mà cung điện rộng lớn vô cùng lộn xôn sách mặt đoàn hoàng vô cùng u ám cho dù thế nào thì sau hôm nay nguyên khí của hoàng tộc họ đoàn tổn thương nặng nề nếu không phải đoàn vô nhai thì sao bốn cao thủ thần cảnh có thể phản bội chứ nếu không phản bội thì lão ta cũng không cần tự tay giết đi bốn cao thủ này đối với hoàng tộc họ đoàn một khi bốn cao thủ thần cảnh bị giết thì quả thực là một tai họa nặng nề. Nhưng đoàn hoàng là một kẻ nắm quyền không thể dung túng cho những điều sai, bốn người này đã phản bội rồi, vậy thì chỉ có một đường chết. Giao ông ta cho tôi, mọi người đối phó với cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia đi. Đoàn vô nhai tung một cú đấm vào một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, đồng thời ra lệnh cho hai người đang đối phó với cao thủ thần cảnh đỉnh phong này. Rõ, hai người không chút do dự, xông thẳng về phía cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ và hai cao thủ thần cảnh trung kỳ, bốn cao thủ hợp sức đối phó với một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Một cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác đang đấu với đoàn vô nhai cũng thấy cực kỳ áp lực. Đoàn vô nhai hôm nay đã bước vào thần cảnh đỉnh phong, mặc dù chỉ vừa bước vào cảnh giới này nhưng ông ta đã có thực lực ngang băng với bán bộ siêu phàm. Điều này khiến cao thủ thần cảnh đỉnh phong đó cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng đoàn hoàng đã ra lệnh, lão ta không thể không dốc hết sức để giết đoàn vô nhai. Bịch Đoàn Vô Nhai nện mạnh xuống, cao thủ thần cảnh đỉnh phong bay thẳng ra ngoài. "Ông không phải đối thủ của tôi." Đoàn Vô Nhai hờ hững nói. Ngay sau đó, ông ta rời mắt sang Đoàn Hoàng, Đoàn Hoàng cũng đang nhìn ông ta. Hai người gần nhau 5-6 mét nhưng khoảng cách này lại như ranh giới rõ ràng, hoàn toàn cắt đứt khoảng cách giữa hai bố con. "Phụ Hoàng, người thoái vị đi." Đoàn Vô Nhai nhìn Đoàn Hoàng một lúc lâu rồi lên tiếng. Vẻ mặt Đoàn Hoàng đau buồn nhìn hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã bị đánh bại, xem ra lão ta chỉ có thể một mình chiến đấu. Lúc này, Dương Thanh di chuyển hai chân, xuất hiện bên cạnh đoàn vô nhai, anh nhìn đoàn hoàng, nói một cách vô cùng lạnh lùng, ông không phải đối thủ của ông Tết trong lòng đoàn vô nhai hơi cảm kích, tất nhiên ông ta biết, đối mặt với đoàn hoàng, không phải ông ta không có chút lực chiến đấu nào, Dương Thanh chỉ không muốn hai bố con họ tàn sát lẫn nhau mà thôi. Nhưng điều ông ta không biết là Dương Thanh hoàn toàn không nghĩ thế, sở dĩ anh muốn đấu với đoàn hoàn là vì anh cảm nhận được sự nguy hiểm của đoàn hoàng. Ngay cả anh cũng cảm thấy đoàn hoàn nguy hiểm thì sao đoàn vô nhai có thể là đối thủ của lão ta được. Đoàn vô viêm đã bị tôi giết, đoàn vô nhai là con trai ông, bản thân ông ấy là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong hoàng tộc họ đoàn, sao ông phải làm thế này? Dương Thanh bình tĩnh nhìn đoàn hoàng, nói, ông vẫn nên thoái vị nhường ngôi đi. Bỗng chốc, không gian như ngưng động, ngay cả những cao thủ thần cảnh hậu kỳ và trung kỳ kia cũng không dám thở mạnh ngay cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng có thể cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ toát ra từ người đoàn hoàng bao phủ cả hoàng phủ họ đoàn còn dương thanh thì như một người bình thường trên người không có chút khí thức võ thuật nào nhưng điều kỳ lạ là đối mặt trực tiếp với khí thế võ thuật của đoàn hoàng nhưng anh lại không có bất cứ phản ứng gì từ đó có thể thấy thực lực của dương thanh ít nhất là ngang hàng với đoàn hoàng hoặc mạnh hơn Đoàn vô nhai nhìn hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong với vẻ cảnh giác, sợ hai người này đột một tấn công ông ta, về phần Dương Thanh thì ông ta không lo lắng gì. Với sức mạnh của Dương Thanh, đoàn hoàng muốn đánh bại anh là rất khó. Cậu là một người ngoài, có tư cách gì mà bảo tôi thoái vị nhường ngôi? Đoàn hoàng tức giận chất vấn. Dương Thanh nhàn nhạt nói, đoàn vô nhai là bạn tôi, cho dù là chuyện của hoàng tộc họ đoàn thì tôi cũng nhúng tay vào được. Trách ông cũng rõ, nếu tôi đấu với ông thì sẽ gây ra tổn thất lớn thế nào cho hoàng tộc họ đoàn. Vừa dứt lời, một luồng khí tức như có như không toát ra từ người Dương Thanh, ngay lập tức đẩy tan áp lực võ thuật mà đoàn hoàng đè ép trên người anh. Bề ngoài đoàn hoàng không có phản ứng gì nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Một thanh niên 28 tuổi mà lại có thể mạnh đến mức này, nhưng nếu người chết là người khác thì lão ta cũng không đến mức kiên quyết giết đoàn vô nhai nhưng người chết lại là đoàn vô viêm, đứa con nối dõi mà ngay cả lão ta cũng phải kiêng rè. Cho dù hoàng tộc họ đoàn bị tiêu diệt thì hôm nay tôi cũng phải đòi lại công bằng cho vô viêm. Ngôn tình hay khí thế trên người đoàn hoàng ngày càng mạnh, đột nhiên lão ta nhìn đoàn vô nhai, nói, mày nên biết rõ, trước giờ tao nói là làm, cái chết của vô viêm phải có người trả giá. Chư ông 2044, hôm nay, sự thật chứng minh người giết vô viêm là Dương Thanh, cho dù là mày đưa cậu ta đến hoàng tộc họ đoàn thì tao vẫn có thể tha cho mày một con đường sống. Chỉ cần mày bằng lòng mãi mãi ở lại hoàng tộc họ đoàn, tao miễn tội chết cho mày. Nghe đoàn hoàng nói thế, đoàn vô nhai như nhìn thấy hy vọng, nhưng ngay sau đó ông ta đã nảm được trọng điểm trong lời nói của đoàn hoàng, phải có người trả giá cho cái chết của đoàn võ viêm. Là Dương Thanh giết đoàn vô viêm, vậy ai phải trả giá cho việc này, đáp án rõ như ban ngày chỉ cần bố đồng ý để cậu Thanh rời khỏi hoàng phủ họ đoàn thì con nghe theo bố tất. Đoàn vô nhai nghiêm túc nói. Đoàn hoàng cao mày, mày đang ra điều kiện với tao. Đoàn vô nhai không cảm xúc nói, nếu bố muốn nghĩ thế thì cũng được, cậu Thanh là do con đưa về hoàng tộc họ đoàn, đoàn vô viêm bị giết cũng là gieo gió gặt bão thôi. Nếu cậu Thanh không ra tay thì người chết sẽ là con gái con, cậu Thanh từng giúp con, cũng là ân nhân cứu mạng con gái con, nếu con mặc kệ sống chết của cậu ấy thì con chẳng khác nào loài cầm thú mong phụ hoàng nhìn rõ sự thật nghe đoàn vô nhai nói thế cơn giận của đoàn hoàng bỗng chốc biến mất yên tĩnh đến đáng sợ một lúc lâu sau lão ta lại lên tiếng nói vậy chỉ cần tao không tha cho dương thanh thì mày muốn làm kẻ thù của tao thậm chí còn tranh quyền đoàn vô nhai gật đầu con làm thế là cứu hoàng tộc họ đoàn hay cho câu cứu hoàng tộc họ đoàn đoàn hoàng phì cười đã vậy thì tao chỉ có thể chịu đau giết mày chung với cậu ta. Ông ta vừa dứt lời thì một luồng khí thế võ thuật đáng sợ càng quét cả hoàng phủ họ đoàn. Cẩn thận, đoàn vô nhai bỗng chốc sừng sốt, vội nói. Đồng thời ông ta di chuyển chân, lập tức chặn trước mặt đoàn ngữ yên. Bởi vì bóng dáng của đoàn hoàng đã biến mất ngay tại chỗ, và hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong bên cạnh đoàn hoàn cũng biến mất. Độc du không hề trần trừ giảm mạnh chân xuống đất, cả người lập tức phóng lên như một mũi tên bản khỏi cung dầm mặt đất rung lắc dữ dội là hướng của dương thanh chỉ thấy anh đứng im tại chỗ đột nhiên vung nảm đấm về phía trước mà bóng dáng của đoàn hoàng cũng xuất hiện trước mặt anh và vung nắm đấm ra hai nắm đấm va vào nhau lấy vị trí hai người làm trung tâm bỗng một làn sóng năng lượng đáng sợ cuốn sạch xung quanh dầm 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 sức mạnh hủy diệt như ngày tận thế đến kính thủy tinh trong điện đoàn hoàng rộng lớn đều vỡ tan tành đồng thời chiếc bàn họp cỡ lớn có giá trị không hề nhỏ cũng lập tức đổ sụp thành 4 năm phần. Sàn đá cẩm thạch cũng nứt toác thành từng miếng dưới làn sóng năng lượng đáng sợ này. Chỉ vài nhịp thở ngắn ngủi mà sàn đá cẩm thạch đều vỡ tan. Những cao thủ dưới thần cảnh như gặp phải đòn nặng nề, đồng loạt bay ra ngoài. Ngay cả những cao thủ thần cảnh cũng cảm nhận được làn sóng năng lượng khổng lồ này đang càn quét hoàng phủ họ đoàn. Cộp cộp cộp, đoàn vô nhai chắn trước đoàn ngữ yên liên tục lùi lại vài bước dưới sức mạnh đáng sợ này. Điều may mắn là khoảnh khắc Dương Thanh và đoàn hoàng va vào nhau, đoàn vô nhai đã chắn trước đoàn ngữ yên nên cô ấy mới không bị thương. Ngay cả những cao thủ bán bộ thần cảnh cũng bị chấn động bay ra ngoài, nếu đoàn ngữ yên mà chịu luồng khí thế võ thuật này, e là sẽ lập tức mất mạng. Bối đoàn ngữ yên vô cùng lo lắng. Khóe miệng đoàn vô nhai ứa máu, ông ta nhìn xoáy vào đoàn hoàng rồi cần răng nói, lùi về xô vừa dứt lời, một tay ông ta túm lấy đoàn ngữ yên rồi nhanh chóng rời khỏi điện đoàn hoàng độc du cũng theo sát phía sau đoàn vô nhai từng chứng kiện cảnh tượng dương thanh đấu với cao thủ siêu phàm cảnh của miêu thành lúc đó mọi người đều rời khỏi trung tâm trận chiến hàng cây số vừa rồi dương thanh và đoàn hoàng va vào nhau chỉ mới bắt đầu mà đã toát ra khí thế đáng sợ như vậy nghĩ cũng biết một khi họ hoàn toàn bùng nổ thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ cỡ nào đoàn vô nhai vốn là cao thủ thần cảnh đỉnh phong ngay cả ông ta cũng không thể chịu nổi uy lực còn lại của cú va chạm này. Điều đó đủ để nói rõ hai người trong trận chiến này đều đã vượt qua thần cảnh đỉnh phong. Họ ở lại đây cũng không có bất cứ tác dụng gì. Qua vài giây ngắn ngủi, bên trong điện đoàn hoàng vốn đèn đóm sáng choang đã trở thành một đống đổ nát. Ngoài Dương Thanh và Đoàn Hoàng đang đối đầu nhau ra thì chỉ có hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đứng ở hai bên Dương Thanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng hai người cũng rời khỏi đây đi cuối cùng đoàn hoàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước dõi hai người đã hiểu trận chiến với cấp độ thế này hoàn toàn không phải là trận chiến mà bọn họ có tư cách để tham gia chỉ là đoàn hoàng không lên tiếng nên họ không dám rời đi hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong rời đi trong hoàng phủ họ đoàn bỗng chốc chỉ còn lại dương thanh và đoàn hoàng ông nên biết rõ ông của bây giờ vẫn không phải là đối thủ của tôi dương thanh bình tĩnh nói Vừa rồi là đoàn hoàng chủ động ra đòn mà anh chỉ đứng im tại chỗ, hai người va vào nhau cũng không ai lùi dù chỉ một bước, nhưng đã phán đoán được cao thấp. Đoàn hoàng không bằng Dương Thanh. Tất nhiên đoàn hoàng biết điều này, sau khi ngạc nhiên, vẻ mặt ông ta nghiêm trọng nói, vậy cậu cũng nên biết rõ rằng, cho dù tôi không phải đối thủ của cậu thì cậu cũng không giết được tôi. Vậy sao? Dương Thanh cười khẩy. Bỗng chốc, một luồng sức mạnh rồi rào hơn oát ra từ người cơ thể anh. Đồng tử đoàn hoàng co lại, vẻ mặt như không thể tưởng tượng nổi, chuyện này, chuyện này sao có thể chứ? Chẳng có gì là không thể cả. Dương Thanh bình tĩnh nói, đến cảnh giới võ thuật như tôi với ông thì ông nên biết, thế giới này rộng lớn hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, người này giỏi còn có người khác giỏi hơn, hẳn là đoàn hoàng ông nên biết chứ nhỉ? Sở dĩ tôi nhân nhượng cho ông đến bây giờ không phải vì tôi kiêng rè hoàng tộc họ đoàn mà là tôi không muốn khiến đoàn vô nhai khó xử. Ông là bố của ông ấy, tôi là bạn của ông ấy, về tình hay về lý thì tôi với ông cũng không nên đấu với nhau. Sau đó, Dương Thanh đột nhiên chuyển đề tài, hỏi, rốt cuộc đoàn vô viêm là ai? Vừa dứt lời, đoàn hoàng bỗng chốc mở lớn mắt, lúc lão ta nhận ra là mình thất thố thì mọi thứ đã muộn rồi. Quả nhiên là vậy. Cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của đoàn hoàng, Dương Thanh như hiểu ra. Dương Thanh nghĩ mãi không ra, đoàn vô nhai và đoàn vô viêm đều là con của đoàn hoàng, Tại sao đoàn hoàng lại thiên vị đoàn Vô Viêm như vậy? Ngay cả khi người đã chết rồi mà lão ta vẫn kiên quyết bắt đoàn Vô Nhai trả giá, thậm chí còn muốn giết đoàn Vô Nhai. Điều này có hơi vô lý, dù sao thì đoàn Vô Nhai đã bước vào thần cảnh đỉnh phong, còn trẻ đã ở cảnh giới như vậy, trong bốn hoàng tộc lớn cũng chỉ có duy nhất đoàn Vô Nhai. Có thể nói đoàn Vô Nhai mới là người thừa kế thích hợp nhất của hoàng tộc họ Đoàn nhưng chỉ vì Dương Thanh giết đoàn vô viêm để cứu đoàn ngữ yên mà đoàn hoàng muốn giết cả đoàn vô nhai. Tất cả đều rất kỳ lại ở đây chỉ có tôi với ông, cho dù nói ra sự thật thì cũng chẳng ai biết. Dương Thanh hờ hững nói, tôi nghĩ chắc chắn ông cũng không muốn để hoàng tộc họ đoàn chia rẽ nhỉ. Đoàn hoàng nhìn chằm chằm Dương Thanh, một lúc lâu sau, khi thế võ thuật trên người lão ta bỗng nhiên biến mất, sau đó bày ra vẻ mặt tự diều. Cậu đoán không sai, sở dĩ tôi kiên quyết muốn giết đoàn vô nhai không phải vì tôi muốn mà là vì vô viêm nó có thân phận khác bỗng chốc đoàn hoàng như già đi mười mấy tuổi vẻ mặt ủ rột thân phận khác dương thanh gật đầu hỏi là vì mẹ của ông a sao euro ó lẽ là gen của đoàn hoàng quá mạnh đoàn vô nhai cũng vậy đoàn vô viêm cũng thế đều rất giống đoàn hoàng gần như có thể khẳng định rằng đoàn vô viêm là con trai ruột của đoàn hoàng đoàn hoàng đã nói rồi Đoàn Vô Viêm có thân phận khác, ngoài thân phận là hoàng tử của hoàng tộc họ Đoàn ra thì chỉ có thể là liên quan đến mẹ ruột của Đoàn Vô Viêm thôi. Đoàn Hoàng gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm có hơi sợ hãi, cậu biết hoàng tộc họ Vũ không? Hoàng tộc họ Vũ? Dương Thanh hơi bất ngờ, anh chẳng những biết hoàng tộc họ Vũ mà còn biết Vũ Ninh người đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ. Anh hỏi, mẹ của Đoàn Vô Viêm là người của hoàng tộc họ Vũ. Đoàn Hoàng gật đầu, ai cũng biết trăm năm trước phần là chín hoàng tộc lớn. Sau đó có năm hoàng tộc lớn hợp sức với nhau định trấn áp Yến Đô. Nhưng người kia lại một thân một mình trấn áp được năm hoàng tộc lớn, từ đó về sau, năm hoàng tộc lớn bị giáng xuống thành vương tộc hôm nay. Trận chiến đó, năm vương tộc lớn mất rất nhiều cao thủ hàng đầu, sau khi bị giáng xuống thành vương tộc, thực lực của họ không còn như trước nữa, dần bị bốn hoàng tộc lớn kéo xa khoảng cách. Nhưng điều mọi người không biết là trăm năm trước, ngoài chín hoàng tộc lớn ra thì vẫn còn hai hoàng tộc cổ xưa lớn mạnh hơn mà hoàng tộc họ Vũ chính là một trong hai hoàng tộc cổ xưa này. Mẹ của Đoàn Vô Viêm là Vũ Vũ Lan, từng là trưởng công chúa của hoàng tộc cổ xưa, cũng là người phụ nữ tôi yêu nhất cả đời này. Nói đến đây, vẻ mặt Đoàn Hoàng đầy quyến luyến. Trong lòng Dương Thanh kinh hãi, anh chỉ biết trăm năm trước, Chiêu Châu có 9 hoàng tộc lớn, về sau năm hoàng tộc lớn bị giáng xuống thành năm vương tộc lớn ngày nay. Theo lý mà nói, ngày nay nên còn lại 4 hoàng tộc lớn mới đúng trước đây khi gặp người của hoàng tộc họ vũ ở vương tộc họ quan anh vẫn chưa nhận ra bây giờ nghe đoàn hoàng nói xong anh mới ý thức được trước mắt ngoài tiếp xúc với hoàng tộc họ đoàn hoàng tộc họ diệp hoàng tộc họ long và hoàng tộc thượng quan ra thì anh còn tiếp xúc với cả hoàng tộc họ vũ đã có đến năm hoàng tộc nếu không phải nghe đoàn hoàng nói vậy thì thậm chí anh đã bỏ qua vấn đề này hóa ra không phải chỉ có bốn hoàng tộc lớn hoàng tộc họ Vũ không nằm trong bốn hoàng tộc lớn này mà là một trong hai hoàng tộc cổ xưa lớn đã vượt qua bốn hoàng tộc lớn. Nói vậy có nghĩa là thực lực của hoàng tộc cổ xưa rất mạnh, vượt xa cả hoàng tộc họ đoàn. Dương Thanh lên tiếng hỏi, mà đoàn vô viêm chảy trong mình dòng máu của hoàng tộc họ Vũ, cho nên ông sợ đoàn vô viêm chết sẽ khiến hoàng tộc họ Vũ đến tìm hoàng tộc họ đoàn các người để gây phiền phức. Dương Thanh đã đoán được đại khái nguyên nhân đoàn hoàng thiên vị đoàn vô viêm rồi. Đoàn hoàng gật đầu, nói đúng hơn thì người tôi sợ là Vũ Vũ Lan, mẹ ruột của đoàn vô viêm. Bà ta rất mạnh. Dương Thanh hỏi tiếp. Rất mạnh, 45 năm trước, bà ấy là thiên tài võ thuật số 1 của hoàng tộc họ Vũ. Lúc đó bà ấy chỉ mới 20 tuổi, đã có thực lực của bán bộ thần cảnh rồi. Bây giờ 50 năm đã trôi qua, cậu nói xem bà ấy sẽ mạnh đến mức nào. Đoàn Hoàng nhìn Dương Thanh rồi hỏi, vẻ mặt có vài phần tự diếu, mà tôi của lúc đó chỉ là vương cảnh trung kỳ, nếu không phải gặp được Vũ Vũ Lan thì có lẽ tôi cũng sẽ không có được cảnh giới võ thuật như hôm nay. Có thể nói, tất cả những thứ tôi có hôm nay đều là Vũ Vũ Lan cho tôi. Bây giờ tôi không thể bảo vệ tốt con trai của chúng tôi, nếu để bà ấy biết là cậu giết Đoàn Vô Viêm, điều tôi có thể nói cho cậu biết đó là bà ấy chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Dương Thanh cũng rất chấn động, lúc 20 tuổi Vũ Vũ Lan đã có thực lực bán bộ thần cảnh sao? Tài năng võ thuật như vậy quả thực vô cùng đáng sợ bây giờ bà ta ở cảnh giới võ thuật gì? Dương Thanh hỏi, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Đoàn Hoàng nhìn Dương Thanh, vẻ mặt phức hạp nói: siêu phàm tam cảnh. siêu phàm tam cảnh. Dương Thanh hơi choáng ngợp, anh chỉ biết trên thần cảnh là siêu phàm cảnh, anh không hề biết còn có cả siêu phàm tam cảnh. trên thần cảnh đỉnh phong là siêu phàm, mà siêu phàm lại chia làm chín cấp. Đoàn Hoàng giải thích, sau đó lại nhìn xoáy vào Dương Thanh, thực lực bây giờ của cậu chắc là vừa đến siêu phàm nhất cảnh nhỉ? Vũ Vũ Lan là cao thủ siêu phàm tam cảnh, thế nhưng ở hoàng tộc họ Vũ, không chỉ có một mình bà ấy là cao thủ siêu phàm cảnh. Cậu nói xem, nếu bà ấy biết cậu giết con trai bà ấy thì bà ấy có thể tha cho cậu không? Sắc mặt Đoàn Hoàng càng nghiêm trọng hơn, chẳng những không bỏ qua cho cậu mà còn đuổi cùng giết tận hết tất cả những người có liên quan đến cái chết của Đoàn Vô Viêm. Bà ấy là một kẻ điên, một người phụ nữ điên có thực lực vô cùng mạnh. Dương Thanh có thể cảm nhận được tâm lý phức tạp vừa yêu vừa hận của Đoàn Hoàng dành cho Vũ Vũ Lan. Đoàn Vô Nhai cũng là con trai ruột của ông, sao ông có thể nhẫn tâm giết ông ấy? Đoàn Hoàng đỏ mắt nói, "Nhưng nếu tôi không giết nó thì Vũ Vũ Lan cũng sẽ tự mình ra tay giết nó. Không chỉ vậy, có lẽ đến lúc đó cả hoàng tộc họ Đoàn đều phải gánh chịu thủ đoạn tàn độc của bà ấy. Chuyện do Vô Nhai gây ra, vậy thì nó nên chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này." Nó không chết thì rất khó để vuốt cơn giận trong lòng Vũ Vũ Lan. Nghe Đoàn Hoàng nói thế, trong lòng Dương Thanh cũng hơi hối hận, biết trước thế này thì anh sẽ không ra tay giết chết Đoàn Vô Viêm. Đoàn Hoàng nói đúng, bây giờ anh cũng chỉ vừa bước vào cảnh giới cao thủ siêu phàm, còn Vũ Vũ Lan đã là cao thủ siêu phàm tam cảnh rồi. Cao thủ ở cấp bậc này quả thực là đứng ở đỉnh cao, dựa vào thực lực hiện tại của Dương Thanh thì thật sự không thể nào đối phó được. Mặc dù anh có khả năng chiến đấu vượt cấp nhưng đến siêu phàm cảnh thì sự chênh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ bất kỳ đều rất lớn. So sánh siêu phàm nhất cảnh và siêu phàm tam cảnh với nhau, sự chênh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ đủ để nới rộng khoảng cách giữa hai cao thủ. Huống hồ bản thân Vũ Vũ Lan là thiên tài võ thuật, siêu phàm tam cảnh của bà ta át hẳn vượt qua cả cao thủ siêu phàm tam cảnh bình thường. Tôi đã chặn tin tức đoàn vô viêm bị giết, nhưng tôi tin chẳng bao lâu nữa bà ấy sẽ biết được sự thật thôi. Đoàn Hoàng nói với vẻ nghiêm trọng, bởi vì La Tu chính là cao thủ mà bà ấy sắp xếp bên cạnh đoàn vô viêm, bây giờ La Tu đã chết, Vũ Vũ Lan không liên lạc được với La Tu thì chắc chắn sẽ điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu nghĩ rằng dựa vào thực lực mới bước vào siêu phàm nhất cảnh của cậu là có thể chịu được cơn giận của Vũ Vũ Lan sao? Dương Thanh lập tức im lặng, với thực lực hiện tại của anh thì quả thực không đấu lại. Hồi lâu sau, đột nhiên anh nhìn đoàn hoàng, nghiêm túc nói, người giết đoàn vô viêm là tôi, có gì cứ bảo bà ta nhảm vào tôi là được rồi dù sao thì giữa hai người cũng có tình cảm, bà ta sẽ tiêu diệt cả hoàng tộc họ đoàn các ông vì tôi đã giết con trai bà ta ở hoàng tộc họ đoàn sao. Đoàn hoàng vẫn chưa bước vào siêu phàm nhất cảnh, nói chính xác là bán bộ siêu phàm, cũng chỉ cách siêu phàm một bước. Nhưng khoảng cách một bước này, cho dù tài năng võ đạo của đoàn hoàng có mạnh hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ của siêu phàm nhất cảnh bình thường. Cũng chính vì vậy cho nên sau khi nhận ra thực lực của Dương Thanh đã bước vào siêu phàm nhất cảnh, đoàn hoàng đã từ bỏ đấu với Dương Thanh. Lão ta biết rõ, cho dù tất cả cao thủ của hoàng tộc họ đoàn có hợp sức lại thì cũng không phải là đối thủ của một mình Dương Thanh. Thay vì vậy, chỉ bằng thẳng thân nói cho Dương Thanh sự thật, để Dương Thanh cùng gánh cơn giận của Vũ Vũ Lan. Đoàn hoàng lắc đầu, hơn 40 năm trước, quả thực giữa chúng tôi có tình cảm. Nhưng từ 47 năm trước, sau khi đoàn vô viêm sinh ra, bà ấy đã được cao thủ hoàng tộc họ Vũ đón về hoàng tộc họ Vũ rồi. Tình hình bà ấy về sau cũng là tôi tốn rất nhiều tâm tư mới nghe ngóng được, về phần bà ấy còn tình cảm với tôi hay không thì không thể biết được. Nhưng, khả năng không còn tình cảm gì lớn hơn. Tôi muốn đẩy mọi chuyện lên đầu cậu, sự thật cũng là như vậy, quả thực đúng là cậu giết vô viêm. Nhưng với sự hiểu biết của tôi về bà ấy thì cho dù bà ấy có tha cho hoàng tộc họ đoàn, bà ấy cũng sẽ tự tay giết đoàn vô nhai. Tất nhiên cả cậu nữa, thậm chí là đoàn ngữ yên. Dương Thanh lập tức cau mày, đoàn ngữ yên chỉ là một người bình thường, cô ấy có tội gì? Bởi vì đoàn vô nhai đưa cậu đến hoàng tộc họ đoàn, mà cậu lại giết con trai Vũ Vũ Lan, đoàn ngữ yên là con gái của đoàn vô nhai, chắc chắn Vũ Vũ Lan sẽ giết đoàn ngữ yên, khiến đoàn vô nhai chịu nỗi đau mất đi con gái thân yêu, sau đó mới giết đoàn vô nhai. Đoàn hoàng hiểu rất rõ Vũ Vũ Lan. Sắc mặt Dương Thanh vô cùng khó coi, anh khăn răng nói, nói vậy có nghĩa là giữa tôi với Vũ Vũ Lan chắc chắn sẽ có một người chết. Đoàn hoàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Những gì lão ta nên nói đều đã nói rồi, phải đối phó với Vũ Vũ Lan thế nào thì chỉ có thể tùy thuộc vào Dương Thanh thôi. Hai người im lặng 5 phút, Dương Thanh lên tiếng phá vỡ im lặng trước, tôi vẫn muốn ở bên vợ và con gái tôi cả đời, đã vậy thì tôi chỉ có thể tự tay giết Vũ Vũ Lan thôi. Giờ phút này, anh vô cùng kiêu ngạo, giọng điệu cũng đầy tự tin. Điều này khiến đoàn hoàng có ảo giác như Dương Thanh thật sự có thể giết chết Vũ Vũ Lan nhưng nghĩ đến cảnh giới võ thuật hiện tại của Vũ Vũ Lan, lão ta vẫn không tin, dựa vào một cao thủ chỉ mới bước vào siêu thảm nhất cảnh mà có thể giết được Vũ Vũ Lan ở siêu phàm tam cảnh. Tất nhiên lão ta sẽ không nói ra. Đột nhiên, trong đầu lão ta lóe lên một suy nghĩ táo bạo, lão ta nhìn chăm chằm vào Dương Thanh rồi nói, bây giờ, chỉ có cách cậu thừa kế đế thôn rồi thì có lẽ sẽ có hy vọng đối phó được với hoàng tộc họ Vũ. Người ta đồn cao thủ ở đế thôn nhiều như mây, lời đồn là vậy, cho dù thực lực của cao thủ ở đế thôn có tệ hơn nữa thì mạnh nhất cũng là siêu phàm cảnh đúng không? Nếu không có sự che chở của các cao thủ hàng đầu đế thôn thì cậu với đoàn vô nhai và đoàn ngữ yên chết chắc. Thậm chí cả vợ cậu, tất cả những người có liên quan đến cậu đều sẽ gặp phải thủ đoạn thâm độc của bà ấy. Đoàn hoàng vừa dứt lời, một luồng khí thế cuồn cuộn từ trong cơ thể Dương Thanh bộc phát ra ngoài. Nếu bà ta dám làm tổn thương một người bên cạnh tôi thôi thì sẽ giết hết cả nhà bà ta dương thanh giận dữ nói giống như ác quỷ đến từ chín tầng địa ngục ngay cả đoàn hoàng cũng cảm thấy lạnh đến thấu xương ân oán giữa tôi với hoàng tộc họ đoàn chấm dứt tại đây sau khi bình tĩnh lại dương thanh thấp giọng nói tất nhiên nếu hoàng tộc họ đoàn muốn gây phiền phức cho tôi thì tôi giang hai tay chào đón nhưng lần sau hoàng tộc họ đoàn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngoài ra tôi sẽ đưa nhóm đoàn vô nhai đi nếu vũ vũ lan đến hoàng tộc họ đoàn ông cứ nói thật cho bà ta là được có gì thì nham vào tôi. Tất nhiên, nếu ông có thể nói trước với tôi bà ta đến hoàng tộc họ đoàn thì tôi sẽ nợ đoàn hoàn ông một ân tình. Nói xong, không đợi đoàn hoàng trả lời, anh đã xoay người rời đi. Nhìn bóng lương Dương Thanh dần đi xa, vẻ mặt đoàn hoàng phức tạp. Theo lý mà nói, Dương Thanh giết con trai đoàn vô viêm của lão ta thì lão ta nên đầy ý thủ địch với Dương Thanh mới đúng. Nhưng sau khi lão ta biết thực lực thật sự của Dương Thanh thì ý thủ địch này hoàn toàn biến mất bởi vì lão ta rất rõ thiên tài võ thuật như dương thanh sẽ trở nên mạnh hơn trong tương lai nếu dựa vào hoàng tộc họ đoàn thì cả đời này cũng không có cơ hội để trả thù mà dương thanh lại có mối quan hệ rất tốt với đoàn vô nhai đoàn vô nhai cũng là con trai của lão ta nếu dương thanh có thể sống sót trong tay vũ vũ lan vậy truyền ngôi vị cho đoàn vô nhai thì có sao cậu thanh lúc dương thanh đi đến trước mặt đoàn vô nhai ông ta thoáng hoảng hốt vội đi lên trước Tất nhiên Dương Thanh biết rõ nỗi lo trong lòng Đoàn Vô Nhai. Anh nói: Yên tâm, tôi với ông ta sẽ không có trận chiến nào nữa. Nói xong, vẻ mặt anh nghiêm trọng. Nói tiếp, chuẩn bị đi, đưa cả Đoàn Ngư Hiên và Độc Du. Bây giờ theo tôi rời khỏi Hoàng tộc họ Đoàn. Được. Mặc dù Đoàn Vô Nhai không rõ lắm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta có thể cảm nhận được Dương Thanh có vài phần lo lắng. Ông ta vốn không có ý định tranh giành ngôi vị, bây giờ rời đi mà không có bất kỳ gánh nặng âm lý nào ngay lúc này một luồng khí thế đáng sợ bao trùm cả hoàng tộc họ đoàn đoàn hoàng gan các người lớn lắm không ngờ lại dám giết cả người của hoàng tộc họ vô tôi một giọng nói như đến từ chín tầng trời đột nhiên giáng xuống ai mặt đoàn hoàng chợt biến sắc ngẩng đầu nhìn lên không trung lạnh lùng quát đúng lúc này một hơi thở võ thuật kinh khủng dáng từ trên trời xuống bao phủ toàn bộ hoàng tộc họ đoàn âm giây tiếp theo một tiếng vang khổng lồ trong lúc mọi người đang ngơ ngác thì trong nháy mắt, điện đoàn hoàng vốn đã điều tàn hóa thành đống phế liệu. Hơi thở võ đạo trên người đoàn hoàng bùng nổ, chỉ thấy áo bào vàng của lão ta rách toạt. Lão ta đứng một mình trên đống phế tích, khóe miệng có vết máu. Không ai thấy chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe được một giọng nói như đến từ chín tầng trời mây, ngay sau đó điện đoàn hoàng sụp đổ, đoàn hoàng bị thương. Phụ hoàng, đoàn vô nhai thấy cảnh tượng này, sau khi ngỡ ngàng một lúc, mặt biến sắc, chuyển động chân vọt đến bên cạnh đoàn hoàng. Mặc dù ông ta và đoàn hoàng cãi nhau đến mức cạch mặt nhưng từ trước đến giờ ông ta chưa từng có suy nghĩ từ bỏ người bố này. Bây giờ đoàn hoàng bị thương, ông ta cũng thấy rất khó chịu. Dương Thanh nheo mắt nhìn về một hướng, sắc mặt hơi khó chịu, tất nhiên anh hiểu rõ chuyện gì mới vừa xảy ra. Hiển nhiên là cao thủ siêu phàm cảnh của hoàng tộc họ Vũ, một chiêu thôi đã hủy diệt cả cung điện, còn làm đoàn hoàng bị thương nặng. Ông đường đường là cao thủ siêu phàm cảnh mà lại nặng tay với một người còn chưa bước vào siêu phàm cảnh đến vậy, ông có thấy mình quá đáng lắm không? Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Ban nấy nếu không nhờ đoàn hoàng chuẩn bị từ trước, dốc hết sức ngăn cản thì vết thương sẽ còn nặng hơn nhiều. Dù vậy nhưng chiêu đó cũng làm lão ta dường như không còn sức chiến đấu nữa, nếu không có ý chí kiên cường ra sức đỡ cho cơ thể thì sợ là lão A đã ngã xuống đất. Đam Mỹ Hải nghe Dương Thanh nói, tất cả mọi người đều sợ tái mét. Dây tiếp theo, một lão già mặc đồ truyền thống từ từ bước về phía Dương Thanh. Mỗi một bước chân của lão ta làm mọi người thấy như có hàng nghìn cân đang đè nặng lên vai mình. Đám cao thủ dưới cảnh giới thân cảnh đều không thể chịu nổi khí thế đàn áp của đối phương, ai nấy run bần bật. Một vài cao thủ vương cảnh sơ kỳ và trung kỳ sụi lơ, ngã xuống đất thở từng ngụm từng ngụm. Rốt cuộc ông là ai? Đoàn Vô Nhai cắn răng nhìn lão già hỏi ông ta có thể cảm nhận được vết thương của đoàn hoàng cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn có thể sẽ ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật. Lúc nhìn sang cao thủ siêu phàm cảnh của hoàng tộc họ Vũ, mặt ông ta đầy sát ý. Vô nhai. Đoàn hoàng giơ tay chộp lấy cánh tay của đoàn vô nhai, vẻ mặt phức tạp. Lão ta không thể nào ngờ, lão ta kiên quyết muốn giết đoàn vô nhai nhưng ngay tại khoảnh khắc này, đoàn vô nhai lại không hề sợ hãi, xuất hiện bên cạnh để bảo vệ lão ta. Lòng lão ta thấy hơi hối hận. Nghe đoàn vô nhai chất vấn, cao thủ hoàng tộc họ vũ kia chẳng thèm nhìn ông ta lần nào. Đôi mắt sắc như chim ưng nhìn Dương Thanh chăm chăm. Khí thế võ thuật kinh khủng ập thẳng về phía Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh, anh cũng bộc phát hơi thở võ thuật siêu phàm cảnh, để nó bay sang chỗ đối phương. Âm ầm ầm, hai khí thế võ thuật kinh khủng va chạm vào. Nhau, giống như trời giáng đại nạn, mặt đất run rẩy kịch liệt. Những phần làm bằng thủy tinh ở những tòa kiến trúc gần hai người vỡ tan, Chuyện này, cao thủ của hoàng tộc họ Vũ ai cũng ngỡ ngàng, ngạc nhiên không thể tin nổi. Cuối cùng, lão ta dừng ở chỗ cách Dương Thanh khoảng 5-6 mét. Lão ta chợt nói, "Cậu là Dương Thanh tự xưng là vương của Yến Đô à?" Mắt Dương Thanh chợt lóe lên, không ngờ đối phương lại biết mình. "Tôi chưa bao giờ tự phong mình là vương, cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào tự phong vương ở Yến Đô." Dương Thanh lạnh giọng nói. Cao thủ hoàng tộc họ Vũ nhíu mày, "Cậu còn ngung cuồng hơn tôi nghĩ nhiều." tôi vẫn có thể ngung cuồng hơn nữa đó ông muốn xem không dương thanh đáp trả luồng ý chí chiến đấu điên cuồng dâng trào trong cơ thể chấm ans đến cảnh giới như anh ít khi có cơ hội được đánh nhau với cao thủ siêu phàm cảnh bất kỳ trận chiến nào đều có thể làm võ thuật của anh tiến bộ anh giết đoàn vô viêm mà mẹ của đoàn vô viêm lại là thiên tài võ thuật đứng đầu của hoàng tộc họ vũ bây giờ đã đột phá siêu phàm tam cảnh anh và hoàng tộc họ vũ đã khó mà chung sống hòa bình được nếu đã vậy thì không cần phải khách sáo với cao thủ của hoàng tộc họ Vũ. May chán sống. Cao thủ hoàng tộc họ Vũ gầm lên, khoảng cách 5-6 mét được rút lại ngay lập tức. Chỉ thấy lão ta chém ra một trường, trong nháy mắt Dương Thanh cũng chém một trường. Ẩm. Hai trường va chạm vào nhau, bỗng nhiên một lồng hơi thở hủy diệt tràn ra bốn phương tám hướng. Âm ầm ầm, Mặt đất rung chuyển, xuất hiện những cái khe to như cánh tay, không ngừng lan ra bốn phương tám hướng. Dương Thanh chẳng hề sợ hãi, tinh thần chiến đấu dâng trào. Chiêu này làm anh cảm nhận được thực lực của đối phương, cũng là siêu phàm nhất cảnh giống anh. Có điều căn cơ siêu phàm nhất cảnh của đối phương rất vững, hiển nhiên đã ở cảnh giới này rất nhiều năm rồi, sợ là không bao lâu nữa sẽ đột phá siêu phàm nhị cảnh. Cao thủ của hoàng tộc họ vũ cũng hoảng sợ, võn dĩ lão ta nghĩ rằng dù Dương Thanh có mạnh thì cùng lắm chỉ là bán bộ siêu phàm. Đến giờ phút này, lão ta mới ý thức được Dương Thanh đã bước vào siêu phàm nhất cảnh. Mặc dù mới vừa bước vào siêu phàm nhất cảnh nhưng một chiêu này, sức mạnh Dương Thanh bộc phát ra không hề kém gì lão ta, thậm chí còn mạnh hơn. Lão ta chỉ cảm thấy có một luồng khí kinh kinh khủng đang lan từ cánh tay lão ta ra toàn thân. Bộp bộp bộp, bồng nhiên lão ta lui ra sau ba bước. Trái lại Dương Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ là mặt đất dưới chân anh đã lõm xuống. Đoàn hoàng cách đó không xa cũng ngạc nhiên không thể tin nổi. Mặc dù lão ta biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ khi chiến đấu với cao thủ siêu phàm nhất cảnh của hoàng tộc họ Vũ, Dương Thanh vẫn chiếm lợi thế. Đến giờ phút này lão ta mới hiểu tại sao Đoàn Vô Nhai luôn ngăn cản lão ta giết Dương Thanh, kiên quyết muốn làm thân với Dương Thanh, sẵn sàng chấp nhận cái danh bất hiếu, thậm chí còn muốn cướp đoạt quyền lực. Bởi vì Đoàn Vô Nhai biết sự lớn mạnh của Dương Thanh, nếu Dương Thanh muốn tiêu diệt hoàng tộc họ Đoàn thì đó là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Vô Nhai, phụ hoàng hiểu lầm con rồi. Đoàn hoàng nhìn đoàn vô nhai, mắt đỏ hoe nói. Đoàn vô nhai khế mỉm cười, lắc đầu, phụ hoàng có thể hiểu được thì tất cả những thứ con làm đều xứng đáng. Nhóc con, cuối cùng cậu là ai? Cuối cùng lão già của hoàng tộc họ vũ cũng không nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi anh. Nếu lão ta đã biết Dương Thanh thì tất nhiên hiểu mọi thứ về Dương Thanh, nhưng bây giờ lão ta lại ý thức được, những gì hoàng tộc họ vũ hiểu về Dương Thanh chỉ mới là lớp khoác bên ngoài. Căn cứ theo những gì họ biết về Dương Thanh, trong 6 năm ngắn ngủi, Dương Thanh không thể phát triển từ một người bình thường đến như hôm nay được. Thực lực võ thuật của siêu phàm nhất cảnh, rất nhiều cao thủ hơn trăm tuổi cố gắng suốt đời cũng chưa chắc có thể bước vào siêu phàm cảnh. Bây giờ, một chàng trai mới 28 tuổi, chỉ 6 năm ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới này, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Dương Thanh cao mày, đây không phải lần đầu có người hỏi anh là ai. Theo mức độ anh tiếp xúc càng tăng lên thì cũng hiểu ra nhiều điều hơn, có lẽ người khác không tin, nhưng sự thật chính là vậy. 6 năm trước anh rời khỏi giang hải, sau khi đến biên giới phía bắc thì tài năng võ thuật mới dần bộc lộ. Trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành tướng quân canh giữ biên giới phía bắc, tốc độ phát triển thế này, ngoài anh và Mã Siêu Gia thì chưa từng thấy người thứ ba. Vốn dĩ anh luôn nghĩ gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô là gia tộc của anh, Vũ Văn Cao Dương là bố của anh, nhưng về sau anh mới biết không phải thế. Vậy chẳng phải bố của mình là người khác à? lẽ nào mình thật sự có ra thế vững chắc gì sao? Tôi là ai, hoàng tộc họ Vũ nên biết rất rõ mới đúng. Sau một hồi im lặng, Dương Thanh nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Hừ, lão già của hoàng tộc họ Vũ cười khẩy, trẻ như vậy mà có thể bước chân vào siêu phàm nhất cảnh, trừ khi cậu có huyết thống mạnh, nếu không chắc chắn điều đó là không thể. Chỉ với 6 năm mà từ một người bình thường đi đến vị trí như hôm nay. Đoàn vô viêm do tôi giết, có gì ông cứ nhắm vào tôi là được dương thanh không muốn nói nhiều lời vớ vẩn mà đi thẳng vào vấn đề một mình chịu trách nhiệm cho việc mình làm lão già của hoàng tộc họ vũ cao mày lão ta nên bắt dương thanh rồi đưa về hoàng tộc họ vũ chịu phạt mới đúng nhưng xem ra bây giờ muốn bắt được dương thanh là điều hoàn toàn không có hy vọng dù sao thì thực lực của dương thanh cũng bước vào siêu phàm nhất cảnh rồi thậm chí còn mạnh hơn lão ta đã vậy thì cậu chuẩn bị nhận lấy cơn giận của hoàng tộc họ vũ đi vừa dứt lời lão già của hoàng tộc họ vũ vác thi thể của đoàn vô viêm lên vai rồi xài bước rời đi. Đến khi bóng lưng của đối phương biến mất, người của hoàng tộc họ đoàn mới dám thở mạnh, rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh. Đoàn hoàng đi đến bên cạnh Dương Thanh, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, nói, chuyện hôm nay đều là lỗi của tôi, nếu không phải tôi nhất quyết muốn giết cậu thì cũng không đến mức xảy ra chuyện thế này. Dương Thanh ngạc nhiên, nhìn đoàn hoàng, hỏi, nhưng tôi là hung thủ giết đoàn vô viêm, ông chắc chắn không truy cứu trách nhiệm của tôi nữa. Trong mắt đoàn hoàng có vài phần đau thương, đột nhiên lão ta cười diều, cho dù tôi muốn truy cứu trách nhiệm của cậu thì tôi có thể làm được sao? Nghe đoàn hoàng nói thế Dương Thanh mới nhận ra, cao thủ siêu phàm nhất cảnh kia của hoàng tộc họ vũ có thể khiến đoàn hoàng bị thương nặng chỉ với một đòn. Mà thực lực của Dương Thanh còn mạnh hơn một bậc, nếu anh dốc hết sức, e là sẽ giết luôn cả đoàn hoàng đoàn hoàng đã là người mạnh nhất của hoàng tộc họ đoàn rồi, ngay cả lão ta cũng không chịu nổi một đòn thì ai có thể trả thù đây. Đoàn vô nhai cũng rất khó chịu, mặc dù giữa ông ta với Dương Thanh không được xem là rất thân thiết nhưng có thể tin tưởng lẫn nhau, ông ta là người bị kẹp ở giữa. Cao thủ siêu phàm nhất cảnh của hoàng tộc họ Vũ đã xuất hiện rồi, chẳng bao lâu nữa cái chết của đoàn vô viêm sẽ chuyển đến tai Vũ Vũ Lan, bà ấy có thời gian rồi chắc chắn sẽ ra tay với cậu. Đột nhiên đoàn hoàng nhìn đoàn vô nhai, nói, con là người có tài năng võ thuật mạnh nhất của hoàng tộc họ đoàn ta, hôm nay con cũng bước vào thần cảnh đỉnh phong thì ngôi vị lẽ ra nên truyền cho con. Nhưng dù sao thì cái chết của vô viêm cũng liên quan đến con, Vũ Vũ Lan chắc chắn sẽ không tha cho con, sau này con mãi mãi rời khỏi hoàng tộc họ đoàn đi. Vừa dứt lời, đoàn vô nhai lập tức biến sắc, bố, bố muốn đuổi con đi. Đoàn hoàng lắc đầu, đỏ mắt nói, không phải bố muốn đuổi con mà là con bắt buộc phải đi, bố rõ hơn ai hết Vũ Vũ Lan điên cuồng cỡ nào. Từ sau khi bà ấy được đón về hoàng tộc họ Vũ thì chưa từng tái hôn, nếu không phải ràng buộc gia tộc thì bà ấy đã đón Vô Viêm về hoàng tộc họ Vũ lâu rồi. Bây giờ bà ấy mất đi đứa con trai yêu quý, con nghĩ bà ấy có thể bỏ qua cho mọi người sao? Con ở lại hoàng tộc họ Đoàn chỉ có con đường chết thôi, thậm chí còn mang đến tai họa cho hoàng tộc họ Đoàn. Bây giờ chỉ có cách đuổi con ra khỏi hoàng tộc họ Đoàn mới có thể tránh được tai họa cho hoàng tộc họ Đoàn bản quyền Oni rồi bố sẽ chỉ định anh cả con làm người thừa kế hoàng tộc. Mặc dù nó chỉ là thần cảnh trung kỳ, tài năng võ thuật cũng kém xa con và vô viêm, nhưng suy cho cùng nó là con trưởng của hoàng tộc họ đoàn ta, đợi nó bước vào thần cảnh đỉnh phong thì bố sẽ suy xét nhường ngôi cho nó. Sau khi nói xong, đoàn hoàng bỗng chốc như già đi mười mấy tuổi, sắc mặt tiêu tụy. Hai mắt đoàn vô nhai đỏ hoe, tất nhiên ông A có thể hiểu những lời đoàn hoàng nói. Đoàn hoàng đuổi ông ta ra khỏi hoàng tộc cũng là đang cứu ông ta. Phụ hoàng, vô nhai bất hiếu, sau này không thể ở bên báo hiếu người, mong người chăm sóc tốt bản thân. Đoàn vô nhai quỳ xuống đấy, nghẹn ngào nói. Bộp 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 nói xong, ông ta dập đầu ba cái. Đoàn ngữ hiên cũng vội quỳ xuống, lại rồi lại lại. Đối với cô ấy, người ông nội này vô cùng xa lạ. Đi đi, đi cả đi, đoàn hoàng xoay người không nhìn đoàn vô nhai nữa mà vừa đi vừa nói. dáng người thẳng tắp ban đầu cũng hơi khom xuống. Đoàn vô nhai xót xa, hai tay siết chặt lại, ông ta muốn ở lại hoàng tộc họ đoàn, cùng đối mặt với cơn giận của Vũ Vũ Lan. Nhưng ông ta biết, đứng trước hoàng tộc họ Vũ lớn mạnh, ông ta chẳng là gì cả. Ở lại hoàng tộc họ đoàn sẽ mang đến tai họa càng lớn hơn cho hoàng tộc. Trong lòng Dương Thanh cũng có rất nhiều cảm xúc, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay vốn dĩ ở yến đô sau khi đoàn vô nhai chủ động bày tỏ ý tốt thì anh cũng chỉ cần xem tất cả những chuyện này như trao đổi lợi ích cho đến mấy hôm nay mọi chuyện xảy ra ở hoàng tộc họ đoàn khiến anh ý thức được không phải như vậy đoàn vô nhai thật sự có tâm với anh nếu không cũng sẽ không ngăn cản khi đoàn hoàng ra lệnh muốn giết anh thậm chí còn đối đầu với đoàn hoàng và lại gặp được đoàn hoàng cũng khiến anh có rất nhiều cảm xúc đi thôi cho đến khi bóng lưng đoàn hoàng hoàn toàn biến mất dương thanh mới lên tiếng một nhóm bốn người gồm Dương Thanh, đoàn Vô Nhai, đoàn Ngữ Yên và Độc Du ngồi máy bay riêng rời khỏi Hoàng Thành đoàn. Nhìn Hoàng Thành đoàn ngày càng nhỏ, đoàn Vô Nhai siết chặt năm đấm, nói với vẻ mặt kiên định, rồi sẽ có một ngày, tôi nhất định quay về đây. Không phải để tranh giành quyền lực, chỉ vì ở đây là quê hương ông ta lớn lên từ nhỏ, cội nguồn của ông ta ở đây. Hôm nay cao thủ siêu phàm cảnh của hoàng tộc họ vũ đến hoàng tộc họ đoàn, chỉ với một đòn đã phá hủy điện đoàn hoàng điều này đã để lại hận thù trong lòng ông ta. Những gì trải qua hôm nay cũng sẽ thúc đẩy ông ta trở nên mạnh hơn. Bố! Đoàn ngữ yên nắm chặt tay bố, vẻ mặt hơi lo lắng. Cùng lúc này, khu đồng châu ở Chiêu Châu, trên một ngọn đồi xanh trọc tầng mây, có một cung điện nguy nga tráng lệ, bên trên cửa cung điện treo một tấm biển lớn với chữ vàng. Bốn chữ, hoàng cung họ vũ, phồn thể to lớn, nét bút đi như rồng rắn, lại mang theo vài phần khí thế võ thuật. Trong góc phía tây của Hoàng Cung họ Vũ là một tứ hợp viện với phong cách xưa chiếm khoảng 3.000 mét vuông. Trong đại sảnh nhà chính, một người phụ nữ trong khoảng 50 mặc trang phục truyền thống đang ngồi trước bàn trà, một cô hầu trẻ trung sinh đẹp đang quỳ bên bàn trà. Làm nòng ấm, đổ trà vào, pha trà, đổ nước, ủ trà, dâng trà, động tác vô cùng thành thạo, trông rất vui mắt. Trường công chúa, mời uống trà cô hầu bưng tách trà bằng hai tay, dâng lên với vẻ mặt cung kính. Choảng, Người phụ nữ mặc trang phục truyền thống vừa nhận lấy tách trà, không biết tại sao cánh tay đột nhiên run lên, tách trà rơi xuống đất vỡ ra, nước trà văng tứ tung. "Xin lỗi trưởng công chúa, tôi không cố ý, xin trưởng công chúa tha mạng." Cô hầu mặt đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy quỳ trên đất. Còn người phụ nữ mặc trang phục truyền thống nhướng mày, không biết tại sao đột nhiên bà ta có một dự cảm chẳng lành. "Chát." Bà ta vung tay tát vào đầu cô hầu, cô hầu chết ngay tại chỗ. Lúc này một bóng người lo lắng hoảng sợ chạy vào nói không hay rồi trưởng công chúa điện hạ bị người ta giết ở hoàng tộc họ đoàn rồi ông nói cái gì trưởng công chúa đua ói tay chộp cổ người hầu hét lên giận dữ ông nói ai chết bản thân cao thủ đến báo tin là cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhưng lúc này trong tay trưởng công chúa ông ta không có chút sức ngăn cản nào là đoàn đoàn vô viêm điện hại cao thủ thấp thỏm lo âu nói một cách khó khăn dầm trưởng công chúa vung tay lên cao thủ đó bị ném ra ngoài như ném rác. Vị trưởng công chúa của hoàng tộc họ Vũ này không phải ai khác, bà ta chính là mẹ ruột của đoàn vô viêm, Vũ Vũ Lan. Bây giờ đã 65 tuổi nhưng tóc vẫn còn đen nên trông như 50 tuổi. Lúc này, người bà ta nồng nặc sát khí, dường như sát khí đang tràn ra từ mắt bà ta. Trường công chúa ổ đúng lúc này, một bóng người già nua mang một xác chết bước đến. Sau khi Vũ Vũ Lan thấy mặt của xác chết, bà a ngỡ ngàng bồng đau lòng nói vô viêm toàn bộ hoàng tộc họ vũ đều chìm trong cơn giận của bà ta không cần biết là ai dám giết con tôi thì tôi sẽ khiến người đó muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong vũ vũ lan cắn răng nói năm đó bà ta và đoàn hoàng yêu nhau còn sinh đoàn vô viêm ở hoàng tộc họ đoàn nếu không phải hoàng tộc họ vũ không cho bà ta đưa đoàn vô viêm về thì hai mẹ con bà ta đâu xa nhau thế này bao nhiêu năm qua bà ta không lấy chồng là vì nhớ thương con trai mình. Bà ta vẫn luôn thấy ái náy với đoàn vô viêm. Luôn cho rằng với sự lớn mạnh của hoàng tộc họ đoàn, đoàn vô viêm sẽ không phải bị thương nhưng không ngờ bỗng nhiên biết tin đứa con trai duy nhất của mình bị giết ở hoàng tộc họ đoàn. Mong trưởng công chúa nén bi thương. Cao thủ siêu phàm nhất cảnh đưa đoàn vô viêm về trầm giọng nói. Phương Nho, tôi phái ông đi bảo vệ vô viêm, tại sao ông lại đưa xác nó về? Vũ Vũ Lan căm tức nhìn Phương Nho, nghiến răng hỏi. Phương Nho chính là cao thủ siêu phàm nhất cảnh đã đến hoàng tộc họ Đoàn đưa Đoàn Vô Viêm về. Lúc này, lão ta cũng khá sợ hãi, lão ta biết rõ Vũ Vũ Lan điên cuồng đến mức nào. Trưởng công chúa, khi tôi chạy đến hoàng tộc họ Đoàn thì điện hạ đã bị giết, mong trưởng công chúa tha tội. Phương Nho quỳ xuống đất xin lỗi. Mặc dù Vũ Vũ Lan điên cuồng nhưng cũng không ngu xuẩn. Phương Nho là cao thủ siêu phàm nhất cảnh bà ta biết lão ta quan trọng với hoàng tộc họ vũ thế nào. Nếu bà ta giết phương nho thật thì sợ là bà ta cũng sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Nói cho tôi biết, cuối cùng ai đã giết con trai, ụ tôi vũ vũ lan cố nén cơn tức trong lòng, cản răng hỏi. Dương Thanh, một cao thủ siêu phàm nhất cảnh mới chỉ 28 tuổi, sức chiến đấu của cậu ta rất mạnh, đến tôi cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Phương Nho nói đúng sự thật. Ông nói gì? một cao thủ siêu phàm nhất cảnh mới chỉ 28 tuổi. Dù có là Vũ Vũ Lan thì khi nghe tin này, bà ta cũng kinh hãi đến cực đỉnh, sao lại thế được? Không phải ông sợ tôi trách phạt nên mới lừa tôi đấy chứ? Phương Nho vội vàng lắc đầu, trưởng công chúa, tôi là người thế nào người không hiểu sao? Hơn nữa, tôi dám lừa công chúa à? Dù tôi dám thật thì chẳng lẽ người không điều tra được sự thật? Nghe lão ta nói vậy, Vũ Vũ Lan không nghi ngờ nữa, gương mặt phẫn nộ sen lẫn sợ hãi. Dù bà ta có là thiên tài đứng đầu của hoàng tộc họ Vũ thì đến 40 tuổi bà ta mới bước vào cảnh giới siêu phàm nhất cảnh. Mà Dương Thanh thì còn vào siêu phàm cảnh sớm hơn bà ta 12 năm. Thiên phú võ thuật thế này, dù có là hai hoàng tộc cổ xưa thì cũng chưa thấy bao giờ. Cậu ta là người của gia tộc cổ võ à? Ngoài gia tộc cổ võ ở ẩn kia ra thì bà ta không thể nghĩ ra ai mà lại có thiên phú võ thuật kinh khủng đến vậy. Phương Nho lách đầu, tạm thời không biết nhưng theo tôi được biết, 6 năm trước cậu ta còn là người bình thường, thậm chí còn chẳng bằng vương cảnh sơ kỳ. Từ 6 năm trước, sau khi cậu ta tòng quân biên giới phía bắc của chiến vực Chiêu Châu, thiên phú võ thuật đỉnh cao, thực lực tăng như bay. 5 năm nhập ngũ ngắn ngủi mà cậu ta đã thành tướng quân của biên giới phía bắc, một năm trước rời biên giới phía bắc, quay về cuộc sống bình thường. Trừ chuyện này ra, tôi còn tra được thân phận của cậu ta có chút vấn đề. Từ nhỏ cậu ta đã lớn lên ở gia tộc Vũ Văn, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Chủ gia tộc Vũ Văn là bố cậu ta nhưng trên thực tế, người này chỉ là bố nuôi. Mẹ ruột của Dương Thanh là Dương Tuyết Nhạn, năm đó sau khi mang thai mới lấy Vũ Văn Cao Dương. Không những thế, về người phụ nữ tên Dương Tuyết Nhạn này, tôi chỉ điều tra được những chuyện sau khi bà ta xuất hiện ở Yến Đô, còn những chuyện trước đó không biết được gì, cứ như là tự dưng xuất hiện ở Yến Đô vậy cuối cùng càng không biết bố ruột của Dương Thanh là ai. Nhưng mới 28 tuổi mà thực lực cậu ta đã đạt đến siêu phàm nhất cảnh, tất nhiên huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Tôi nghi ngờ mẹ và bố cậu ta đều không phải người bình thường, rất có thể cũng là thiên tài của gia tộc cổ võ. Nghe Phương Nho nói xong, sự tức giận trên mặt Vũ Vũ Lan biến mất mà thay vào đó là sự nghiêm túc. Hoàng tộc họ Vũ của bà ta muốn điều tra gì mà chẳng được nhưng bây giờ lại không điều tra được lai lịch của bố mẹ Dương Thanh. Điều này đã đủ để chứng minh có vấn đề. Có lẽ thậm chí bản thân cậu ta cũng không biết rõ cậu ta là yêu phương nho chợt bổ sung thêm một câu. Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, Vũ Vũ Lan không nói gì nhưng vẻ mặt cực kỳ phức tạp, khi thì phân nộ, khi thì bình tĩnh, khi thì bùng nổ. Khoảng 10 phút trôi qua, Vũ Vũ Lan mới hung hăng nói, dù cậu ta có là ai đi chăng nữa thì nếu đã dám giết con trai tôi, tôi sẽ nghiền cậu A thành cho. Trường công chúa, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tôi đề nghị chúng ta vẫn nên từ từ, chờ sau khi biết rõ thân phận Dương Thanh rồi ra tay cũng không muộn. Phương Nho vội nói, mặc dù thực lực của hoàng tộc họ vũ hơn hẳn bốn hoàng tộc lớn nhưng nếu so với gia tộc cổ võ chân chính thì vẫn kém xa. Một khi Dương Thanh có liên quan đến gia tộc cổ võ thì hoàng tộc họ vũ sẽ gặp phiên phức. Cầm miệng cho tôi, vũ vũ lan hét lên, đe dọa, ông phải giữ bí mật tất cả những gì liên quan đến Dương Thanh nếu tôi mà biết ông dám tiết lộ chuyện dương thanh thì tôi sẽ không tha cho ông đâu dạ mặc dù phương nho lo lắng nhưng lão ta là người của trưởng công chúa chỉ có thể đồng ý vũ vũ lan biết rõ một khi lời suy đoán của phương nho mà truyền đến tai vũ hoàng thì nhất định lão ta sẽ không cho bà ta động đến dương thanh mặc dù mọi thứ chỉ là suy đoán cho dù việc dương thanh là huyết mạch dòng chính của gia tộc cổ võ chỉ là một phần chục nghìn khả năng thì vũ hoàng vẫn sẽ không cho bà ta giết dương thanh tôi phải rời hoàng tộc họ Vũ một khoảng thời gian. Trong hoàng cung họ Vũ, Vũ Vũ Lan tìm Vũ Hoàng, kiên quyết nói. Rời khỏi. Trong hoàng cung họ Vũ, Vũ Hoàng nhíu mày nhìn Vũ Vũ Lan, lạnh lùng nói, cô có biết cao thủ siêu phàm cảnh nhập thế sẽ rước lấy phiên phức lớn cỡ nào không? Vũ Vũ Lan không nói gì nhưng ánh mắt kiên quyết cực kỳ, không sợ chút nào, nhìn thẳng vào mắt Vũ Hoàng. Nhìn nhau khoảng một phút, sự sắc sảo trong mắt Vũ Hoàng chợt biến mất, thở dài nhiều năm trôi qua vậy rồi mà cô vẫn không thể quên được tên đó à ha hai vũ vũ lan cười mỉa suốt đời này thứ tôi không thể quên được chỉ có con trai tôi đương nhiên bà ta biết rõ tên đó mà vũ hoàng nói là ai bây giờ con trai bà ta chết ở hoàng tộc họ đoàn bà ta còn định đến hoàng tộc họ đoàn hỏi cho ra lẽ sao vẫn quan tâm đến đoàn hoàng được hai ngày tôi chỉ cho cô hai ngày không cần biết bà làm gì trong vòng hai ngày cô phải về hoàng tộc họ vũ cho tôi vũ hoàng kiên quyết nói với bà ta được vũ vũ lan có được sự đồng ý của vũ hoàng xoay người đi ngay bà ta vừa đi thì một lão già đầu bạc mặc đồ truyền thống bước ra từ bức màn phía sau hoàng chủ con trai bà ta chết rồi lão già tóc bạc nói vũ hoàng gật đầu tôi biết ngài đã biết mà vẫn dám để bà ta nhập thế lão già tóc bạc nghiêm túc nói chắc ngài cũng biết rõ vũ vũ lan điên cuồng đến nhường nào những năm gần đây bà ta luôn quan tâm đến tình hình của con trai, bây giờ con trai đã chết, chắc chắn bà ta sẽ không bỏ qua cho hung thủ. Đoàn Vô Viêm con trai của bà ta là ngũ hoàng tử của hoàng tộc họ Đoàn, quyền cao chức trọng nhưng lại bị giết ở hoàng tộc họ Đoàn, đủ để chứng minh thực lực và lai lịch của người giết cậu ta mạnh đến nhường nào. Lần này Vũ Vũ Lan rời đi, tất nhiên sẽ mang đến rắc rối cho hoàng tộc họ Vũ. Tôi nghe nói người giết Đoàn Vô Viêm là một cao thủ siêu phàm nhất cảnh mới chỉ có 28 tuổi. Mặt Phú Hoàng không có cảm xúc gì, dường như đã nắm rõ hết mọi thứ, sau khi im lặng một lúc lâu, lão ta thở dài nói, "Tôi nợ nó. Dù có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ gánh vác cùng nó." Hiển nhiên lão ta biết rõ Vũ Vũ Lan muốn đi đâu, thậm chí là muốn đi làm gì. "Hoàng chủ, chuyện năm đó không phải là lỗi của ngài." Tuy Vũ Vũ Lan là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất hoàng tộc họ Vũ nhưng dù sao bà ta cũng là phụ nữ, mà ngôi vị hoàng đế của hoàng tộc chỉ truyền cho nam chứ không truyền cho nữ. Lão già tóc bạc bình tĩnh nói, "Không phải ngài cướp ngôi vị hoàng đế của bà ta mà là theo lời dặn của tổ tiên, bà ta không thể thừa kế ngôi vị hoàng đế." "Đúng vậy." Đôi mắt sâu thẳm của Vũ Hoàng toát lên vẻ đau khổ, "Nhưng chính tôi đã đưa nó từ hoàng tộc họ Đoàn về, đã hơn 40 năm, nó vẫn hận người anh là tôi." Vũ Hoàng lại là anh trai của Vũ Vũ Lan. Lão già tóc bạc thở dài, không nói thêm nữa. Cùng lúc đó, hoàng tộc họ Đoàn, Đoàn Hoàng đang ở trong một tòa nhà cổ kính và nhân viên y tế đang kiểm tra sức khỏe toàn thân cho lão ta. Lúc trước đoàn hoàng đánh nhau với Dương Thanh, chỉ có một chiêu là dừng ngay nhưng trận đấu đó vẫn khiến đoàn hoàng bị thương khá nặng. "Hoàng chủ, sức khỏe của ông rất ổn, không có bệnh nào cả, đúng là không thể tin nổi." Một lúc lâu sau, bác sĩ đứng đầu mới kinh hãi nói. Dương Thanh mới dẫn nhóm đoàn vô nhai rời khỏi hoàng tộc họ đoàn của họ, bọn họ bắt đầu chữa trị khẩn cấp cho đoàn hoàng.